lưu vệ quốc cái tên này hắn cũng xứng đáng từ lân thấy được một cái tên sau đó trên mặt thần sắc cực độ âm trầm tất cả người những cái kia đang bị không ngừng mà khống chế người đều đem phương hướng chỉ dẫn đến một người trên thân cái kia chính là tại ôn lương thị điều dưỡng lưu vệ quốc mà hắn chân chính thân phận là kinh đô một vị đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại khi lưu vệ quốc bị khóa định sau đó hắn hàng loạt thao tác cũng nổi lên mặt nước bao quát chuyển di tài sản, rửa tiền chờ một chút, còn có đó là nuôi dưỡng sát thủ, thanh trừ hết những cái kia sinh ý trên sân người, hai đầu cầm tiền thuê không nói, còn đem mục tiêu nhân vật tài sản chiếm thành của mình. Trải qua điều tra, ngắn ngủi không đến 14 năm thời gian bên trong, lưu vệ quốc ngầm chiếm gần 400 ức tài sản, mỗi một phân tiền bên trên, đều dính đầy máu tươi. Người này đã mất đi tín ngưỡng, hắn trong mắt chỉ có tiền tài, càng không cần nói chuyện gì trung thành khi từ lân mang theo hạ trường chinh còn có tầng cục đi vào tòa kia yên lặng tiểu viện thời điểm vừa vặn đụng phải lưu vệ quốc vội vã đi ra ngoài chỉ bất quá song phương tại cửa ra vào đụng phải nhìn thấy đến người lưu vệ quốc lúc này cười nói lão hà tiểu tần các ngươi sao lại tới đây đây là đến xem ta sao hắn ra vẻ trấn định nhưng là trong lòng đã triệt để chìm xuống dưới hạ trường chinh sắc mặt tái xanh mắng nói ra lão lưu cho mình lưu một điểm cuối cùng tự tôn a à. không nên chống cự đi theo chúng ta đi tần cục tiến lên thần sắc lạnh lùng nói lưu vệ quốc còn cần ta nói rõ một chút sao nghe được hai người này nói lưu vệ quốc lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn biết mình xong không chỉ là hắn còn có hắn toàn cả gia tộc nhi tử nữ nhi con rể đời cháu hậu đại chờ một chút không ai có thể đào thoát chế tài từ Lân cười đi lên trước, nhìn trước mặt Lưu Vệ Quốc, nói ra: "Không có ý tứ, ta tiếp xuống nói có thể sẽ để ngươi có chút thất vọng, bất quá ta vẫn là muốn nói cho ngươi một tiếng." Kỳ thực, hắn nhìn Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất Lưu Vệ Quốc, cố ý dừng lại một chút, sau đó nói: "Kỳ thực giao mổ cùng U Linh hai người là thật chết. Ta dùng trang điểm kỹ thuật để bọn hắn lại xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Các ngươi nếu là không động thủ nói chúng ta liền không làm gì được ngươi nhóm. Nhưng là các ngươi một khi động thủ, cái kia không có ý tứ, một con đường chết. Nói xong, hắn lui lại một bước, nhẹ nhàng hướng đằng sau phất phất tay. Hai cái hải cảnh chi đội huynh để lập tức tiến lên, đem lưu vệ quốc còn lại sau đó, trực tiếp mang lấy đi ra phía ngoài. Nhìn lưu vệ quốc bị mang đi bóng lưng, hạ trường chinh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra. Ta chưa từng có nghĩ tới, cư nhiên là hắn vì cái gì dạng này cấp bậc muốn cái gì không có vì cái gì còn muốn như thế làm nhiều việc ác từ lân nhàn nhạt mở miệng lòng tham không đấy hắn muốn càng nhiều tần cục đi chuẩn bị đi trở về thẩm vấn a đối mặt từ lân cùng hạ trường chinh luân phiên oanh tạc phía dưới rất nhanh lưu vệ quốc liền bàn giao hắn tất cả tội ác bao quát nuôi dưỡng tổ chức sát thủ chờ một chút toàn bộ đều nói đi ra Trừ cái đó ra hắn một chút mạng lưới quan hệ, còn có mạng lưới quan hệ bên trong mạng lưới quan hệ, nhau nhau đều bị nhổ tận gốc. Ngắn mũi 3 ngày thời gian, liền có hơn 200 người bị tra dính đến rất nhiều đại hạ cơ yếu cương vị. Lần này quét sạch, có thể nói là gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người bị liên lụy. Nhưng lão gia tử bên kia đặt quyết tâm, từ lân đương nhiên sẽ không do dự. Ngoài trừ một chút tình tiết so sánh nhẹ, sẽ tiến hành tương ứng xử lý sẽ không mở trừ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều bị xóa trừ ra đội ngũ, thậm chí là trực tiếp tiến vào trình tự tư pháp. Một trận từ đặc án tổ dẫn đầu hành động, quét sạch toàn bộ đại hạ. Toàn bộ phong ba kéo dài gần 2 tháng, mới chậm rãi ngừng. Mà hai tháng này thời gian bên trong, từ lân đã làm tiếp cận một tháng vung tay trưởng quỹ. Đĩa đã cho bọn hắn trải rộng ra liền đặc án tổ đều cấp cho bọn hắn dùng, kết quả cuối cùng thế nào, liền nhìn tầng cục cùng hạ bộ bọn hắn thủ đoạn dù sao hắn bên này, từ khi bắt được lưu vệ quốc, đồng thời đem hắn toàn bộ tổ chức đều nhổ tận gốc sau đó, liền vào vào đến nghỉ ngơi giai đoạn. Lão công, ăn một miếng cái này, ta phát thề tuyệt đối không mặn. Nhan giao kẹp lấy một khối sườn kho, bỏ vào từ lân trong chén. Từ lân nhìn cái kia sườn kho, khóe miệng hung hăng kéo ra. Đúng, ngươi là không mặn, có thể. Đây mẹ nó đen xì, ngươi xác định là xương sườn, mà không phải độc dược. Tác Nghiệt a. À. Hắn trong lòng kêu khóc, nhưng nhìn thấy phú bà cái kia ngập nước mắt to nhìn mình, mặt mũi tràn đầy cầu xin chi sắc, không có cách nào. thỏa hiệp a. À. Hắn phản phất chịu chết đồng dạng, kẹp lên xương sườn ném vào miệng bên trong, liền cắn cũng không dám cắn, trực tiếp nuốt vào bụng. Ân. Ăn ngon. Trên mặt lộ ra một tia so với khóc đều khó nhìn nụ cười. nhan dao. Cái gì a? À? ngươi liền nhai đều không có nhai làm sao khả năng ăn ra hương vị lại đến một khối tút 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 điện thoại bỗng nhiên vang lên từ lân cầm lấy đến xem xét rõ ràng là hàng tinh điện thoại hắn lập tức liền khóc vẫn là đồ đệ đau sư phụ a biết sư phụ có nạn lập tức liền gọi điện thoại tới cứu tràng quy hàng tinh ân ta đã biết hiện tại liền đến Người bên kia chuẩn bị kỹ càng, vụ án này không đơn giản. Treo. Từ lân cúp điện thoại thời điểm, cái kia đầu hàng tinh dơ điện thoại, sửng sốt một chữ đều không có có thể nói ra đến, chỉ nghe sư phụ bá 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 ở nơi đó nói một mình. Lão bà, ta có nhiệm vụ, được ra ngoài một chuyến. Từ lân mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Ân, về sớm một chút. Ta tiếp tục học tập, tranh thủ lần sau có thể làm tốt. Nhan dao gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Từ lân lúc này bỏ trốn mất dạng. Nữ nhân này cũng không biết nổi điên làm gì, từ khi hắn sau khi trở về, liền bắt đầu trăm phương ngàn kế cho mình nấu cơm, mỗi ngày trong phòng bếp giống như là đánh nhau một dạng. Vấn đề là, hắn còn không thể đã kích nàng tính tích cực, bằng không vài phút ngập nước mắt to khóc cho ngươi xem. Không cách nào, từ lân chỉ có thể một bên ăn một bên nôn, cũng may hiện tại rốt cục giải thoát rồi. Đi tới Giang Vân thành phố cục thành phố lầu nhỏ, hắn vội vã đi vào mình văn phòng, sau đó đem cửa trực tiếp khóa lại, đối với ít hầu đó là một trận mảnh liệt móc. Nói thật hắn cũng sợ bị độc chết a. À. Tút tút tút. Ngay lúc này, điện thoại lần nữa vang lên. Hắn cầm lấy đến xem xét, vẫn là hàng Tinh. Thế là hắn tiếp lên, hỏi: "Có chuyện gì?" Hàng Tinh." "Sư phụ, ngươi chừng nào thì đến?" Từ Lân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói: "Tạm thời không biết ngươi bên kia chuyện gì xảy ra." "Hàng Tinh, y?" Thì ra như vậy lão nhân gia ngài mới vừa chính là vì đùa ta chơi đâu, hắn nhếch miệng nói: "Sư phụ, chúng ta Tây Nam đại khu xuất hiện cùng một chỗ liên hoàng án giết người, nhưng là bản án rất quỷ dị, là thật cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Ta cũng không biết hình dung như thế nào, càng không biết từ nơi nào vào tay." "Vụ án gì?" từ lân ngược lại là đến một chút hứng thú. Internet streamer, liên tiếp tự sát tử vong, chỉ riêng cái này tháng, đã xuất hiện 5 cái, ta đều sắp bị Thải Vân tỉnh lãnh đạo cho húng chết. Hàng tinh quỷ khuất lấp bắp nói. Nghe được tiểu tử này nói, từ lân hơi giật mình. Internet streamer, liên tiếp tự sát tử vong, vụ án này nghe lên cũng có chút để người sờ vuốt không đến đầu não. Vụ án phát sinh địa điểm ở nơi nào? từ lân mở miệng hỏi chín người chết cơ hồ trải rộng toàn bộ thải vân tỉnh đều là độc thân nữ streamer với lại trên cơ bản đều là thân thể khỏe mạnh không có cái gì không tốt ham mê loại kia hàng tinh lập tức trả lời từ lân nhíu mày cảm thấy một chút khó giải quyết chín người chết vụ án phát sinh địa điểm trải rộng thải vân tỉnh muốn ra được đến đích xác có rất lớn độ khó hắn nói tại thải nam thành phố chờ ta cúp điện thoại sờ lên cái đầu hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi làm sao cảm giác trở lại giang vân thành phố sau đó ngược lại là so trước kia càng bận rộn thường thường đi công tác với lại vừa đi đều là mấy tháng loại kia lúc nào có thể nằm ngựa a hắn thở dài một tiếng đứng dậy rời đi văn phòng lão vương lưu thủ lão trương mang theo ngươi tổ viên đi với ta một chuyến thải nam thành phố hắn cho đang tại bận rộn hai cái nhóm nhỏ ra lệnh ước chừng sau một tiếng trương triệu mang theo hắn nhóm nhỏ cùng từ lân cùng một chỗ leo lên tiếng về thải nam thành phố máy bay đợi đến máy bay rơi xuống đất bọn hắn bốn người đi ra sân bay về sau liền thấy cửa ra vào chờ lấy hàng tinh sư phụ gia hỏa kia nhìn thấy từ lân đến lập tức vui vẻ ra mặt vẫy vẫy tay sau đó hấp tấp cho từ lân mở cửa xe ra từ lân tức giận nhìn hắn một cái tiếp lấy ngồi lên xe hàng sau chỗ ngồi đợi đến tất cả người lên xe hắn cho hàng tinh giới thiệu một chút trương triều đám người về sau, liền hướng phía Thải Nam thành phố đặt án tổ văn phòng địa điểm mà đi. Thải Nam thành phố đặt án tổ văn phòng địa điểm cùng hắn tổng tổ không sai biệt lắm, cũng là tại Thải Nam Cục Công an thành phố bên trong, bất quá đối với bọn hắn bên kia có được một tòa lầu nhỏ đến nói, nơi này hơi lộ ra keo kiệt một điểm, chỉ có một cái phòng nhỏ văn phòng. Khi từ lân mang theo dưới tay một đoàn người, đi vào văn phòng thời điểm, liền thấy bên trong ngồi mấy cái thân ảnh. Có ba người trẻ tuổi, trước đó hắn là gặp qua. Đang làm lý cái kia liên hoàng tự sát án thời điểm, bọn hắn cũng là toàn bộ hành trình phụ trợ. Sư tổ đến. Sư tổ. Sư tổ tốt. Ba thanh niên nhìn thấy từ lân đến, con mắt lập tức sáng lên. Còn tưởng rằng sáng sớm sư phụ đi đón người nào đâu, nguyên lai là sư tổ A. Lần này tốt, có sư tổ tại, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại bị phê bình. Từ lân nghe được bọn hắn xưng hô, nhất thời mặt sạm lại, sau đó trừng mắt liếc hàng tinh. Vô duyên vô cớ, liền đồ tôn đều đi ra tiểu tử này có thể a à, cũng thu hồi đồ đệ, với lại vừa thu lại đó là ba cái. Tất cả cơm miệng, ai bảo các ngươi nhận quan hệ, ta còn không có đáp ứng các ngươi. Hàng tinh vội vàng đứng ra chỉ vào ba thanh niên quát lớn một câu. Đi, đừng trang. Từ lân tức giận nói. Tiếp lấy hắn ánh mắt nhìn về phía văn phòng bên trong ngồi hai người, một cái cấp hai giám đốc cảnh sát một cái nhưng là cấp một cảnh đốc hai người nhìn thấy từ lân đến cũng nhao nhao đứng lên đến tiểu từ đồng chí đã lâu không gặp trung niên giám đốc cảnh sát đứng lên đến hướng phía từ lân đi tới vừa đi vừa mở miệng cười chào hỏi từ lân cũng nhận ra vị này đó là thải nam thành phố cục thành phố cục trưởng ngụy hàm hắn bên cạnh cái kia cấp một cảnh đốc là cục thành phố trinh sát chi đội la bằng chi đội trưởng ba người lên tiếng chào về sau hắn mở miệng nói ra ngụy cục không có ý tứ lại phải cho ngươi thêm phiền phức ngụy hàm nói cái gì đó cái gì gọi là thêm phiền phức các ngươi có thể tới ta cao hứng cũng không kịp có ngươi tại ta an tâm tiếp lấy hắn lại nói từ lân đồng chí đừng trách ta nói chuyện khó nghe ngươi tên đồ đệ này mặc dù cũng không tệ nhưng so với ngươi đến kém xa từ lân nghe vậy gật đầu cười nói tiểu tử này đó là cái phú nhị đại có chút bất học vô thuật mới vừa mang ra còn phải học hỏi kinh nghiệm mới được ha 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 đúng 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 đến lịch luyện ngụy hàm cười ha ha nói hắn đối với từ lân thái độ cùng đối với hàng tinh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt mới vừa phát sinh ở đại hạ trận kia cơn lốc hắn nhưng là thật sự rõ ràng cảm thụ đến trước mắt vị này khủng bố cũng bởi vì hắn chế định kế hoạch không biết để bao nhiêu người từ trên ngựa ngã xuống, theo hắn biết kinh đô bên kia có ba vị, các tỉnh đại quan đều có bốn năm cái. Một trận cơn lốc, người người cảm thấy bất an, quả nhiên là khủng bố. Từ lân, ngụy cục, nhàn thoại không nói nhiều, chúng ta trước phá án. Ngụy hàm gật đầu. Đi, vậy các ngươi trước bận rộn. Hắn thần sắc nghiêm mặt lên, nói. Từ lân đồng chí, vụ án này phi thường cổ quái, với lại ảnh hưởng cũng cực lớn ngươi còn phải hao tổn nhiều tâm trí a à. hiện tại trong tỉnh cũng đang ngó chừng vụ án này cơ hồ mỗi sáng sớm điện thoại đều sẽ đánh tới ta cái này tổ chuyên án tổ trưởng nơi này áp lực rất lớn a à. từ lân ta chỉ có thể nói toàn lực ứng phó tốt vất vả ngụy hàm nói lấy quay người rời đi đặt án tổ văn phòng đợi đến hắn cùng la bằng sau khi rời đi từ Lân liền theo hàng tinh cùng một chỗ đi tới hắn trước bàn làm việc, lập tức hắn đem một phần phần hồ sơ từ trong ngăn kéo đem ra khoảng chừng chín phần hồ sơ. Người sau mở miệng nói ra. Sư phụ, hết thảy chín người chết, đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ streamer, nhan sắc rất cao, đồng thời các nàng không tại bất luận cái gì công hội danh nghĩa, đều là hoang dại streamer. Từ lân nhẹ gật đầu, đây là một cái chung điểm. Bất quá. Hắn muốn là càng thêm trực tiếp một điểm manh mối, mà không phải loại này mơ hồ chỉ hướng. Cầm lấy phần thứ nhất hồ sơ, mở ra về sau, hắn liền thấy một tấm thanh xuân tịnh lệ tấm ảnh. Mày liễu, tinh xảo khuôn mặt hơi có chút hài nhi mập, môi đỏ như son, mặt mày chứa xuân. Cái này nữ streamer đích xác là có chút thiên sinh lệ chất, có thể nâng lên chén cơm này. Đợi đến hắn lật ra tấm thứ hai tấm ảnh thời điểm, hai mắt hơi ngưng tụ, trong thần sắc mang theo một tia lạnh ý. Tấm thứ hai tấm ảnh nữ streamer, bỗng nhiên đã toàn thân trắng bệch như tờ giấy, không thấy nửa điểm màu máu. Nàng trên cổ tay có mấy đầu vết sẹo, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Trước khi chết nàng, rõ ràng là mặc một bộ màu đỏ chót tơ lụa áo ngủ, ngửa mặt nằm trên mặt đất, nương theo lấy máu tươi phản phất là một đóa điêu linh hoa hồng đỏ. Cái thứ nhất người chết, các cổ tay tự sát. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, người chết bình thường hoặc bác sáng sủa, cũng không có cái gì bệnh trầm cảm loại hình triệu chứng, theo lý thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này tình huống. Hàn Tinh ở một bên nói ra. Từ lân nhẹ gật đầu, nhíu mày tỉ mỉ nhìn một lần. Mặt ngoài nhìn qua, không có cái gì điểm đáng ngờ. Hắn buông xuống phần thứ nhất văn kiện, mở ra cái thứ hai người chết hồ sơ. Lúc này Hàn Tinh lại là ở một bên nói ra. Sư phụ, vụ án này rất cổ quái, đều là tự sát. Có người nói là quỷ tác mệnh. Sư phụ, vụ án này rất cổ quái, đều là tự sát. Có người nói, là quỷ tác mệnh. Hàng tinh nói cho hết lời, từ lân liền quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Loại chuyện hoang đường này, ngươi cũng tin. Hàng tinh ngựa ngùng cười một tiếng, không còn dám mở miệng. Phần thứ hai hồ sơ, đồng dạng là một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài, mặc túi mông váy vớ đen lưới, lên thân là một kiện màu trắng không có tay áo, khuôn mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào. Bất quá theo từ lân lật ra tấm thứ hai tấm ảnh về sau, liền thấy nữ hài trợn tròn mắt ngồi trên ghế, trong miệng còn chảy bọt biển cặn bả loại hình đồ vật. Là yên ổn loại hình dược vật, đại lượng phục dụng, còn uống rượu. Hàng tinh nói ra. Từ lân nhẹ gật đầu, tiếp lấy lật ra thứ ba phần hồ sơ. Một phần một phần hồ sơ lật qua, không ngừng mà xuất hiện từng cái xinh đẹp nữ hài tử, bọn hắn lấy đủ loại phương thức tự sát thân vong. Có cắt cổ tay, có nhảy lầu, có uống thuốc, còn có nhưng là treo cổ tự tử, hoặc là nói điện giật, thậm chí còn có trong bồn tắm chìm vong. Theo một phần phần hồ sơ nhìn qua, từ lân thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Những này trong hồ sơ, đều xuất hiện một đầu văn tự tin tức. Người tin tưởng lệ quỷ lấy mạng sao? Đầu này văn tự tin tức, là một cái ẩn dấu DID tài khoản phát, ngay tại streamer trực tiếp thời điểm. Sau đó streamer trong vòng 3 ngày liền sẽ ly kỳ tự sát, lúc trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Liên tiếp phát sinh vụ án, làm cho cả trên Internet đều là người người cảm thấy bất an, nhất là những cái kia xinh đẹp nữ streamer, gần đây online tỷ lệ đều ít đi 80%. Hỏi thử ai không sợ, vẻn vẹn một câu mà thôi, sẽ xuất hiện án mạng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, lại tới, lại tới. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, hàng tinh một đồ đệ nhảy lên, cầm lấy điện thoại hướng bên này vội vã đi tới. Ai đi danh tự một lòng thượng nhân nàng phòng trực tiếp cũng xuất hiện câu nói này, hiện tại toàn bộ trực tiếp giới đều sôi trào, rất nhiều các trạm đầu đại chủ bá đều xuất hiện. Từ lân lúc này đứng dậy, hàng tinh đưa di động lấy tới, đặt ở hắn trước mặt. Trong màn hình, là một cái tuổi trẻ xinh đẹp, cách ăn mặc thời thượng gợi cảm nữ streamer. Giờ này khắc này, nữ streamer đối với ống kính, đang tại rung lẫy bẫy. Các bảo bảo. Đừng dọa ta, ô ô. Đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại tìm tới ta? Ta còn nói ba ngày trực tiếp ít người, nghĩ đến kiếm chút tiền sinh hoạt. Dreamer, ta khuyên ngươi lập tức offline, sau đó chuẩn bị một chút hậu sự. Lầu bên trên, ta khuyên ngươi thiện lương. Tiểu tâm tâm, tranh thủ thời gian ôm chặt, sau đó trốn đến cục cảnh sát đi. Đúng đúng đúng, báo cảnh thế nhưng là trước đó một cái streamer cũng báo cảnh sát nhưng cảnh sát không thụ lý a à. các huynh đệ thành đoàn bảo hộ tiểu tâm tâm streamer người ở nơi nào ta hiện tại liền bay tới có hay không treo đại nói cho một cái đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi đám gia hỏa này có ý tứ gì streamer không khóc đến cái hoa tử chúc ngươi lên đường bình an điều kiện có hạn máy bay một cái đưa tiễn streamer. Vô số bình luận bay lên, có lo lắng, may mắn tai vui họa, từ lân nhìn cái kia có chút hoang mang lo sợ nữ streamer, hơi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn mưa đạn, còn có những cái kia khen thưởng đặc hiệu, ngẩng đầu lên hỏi. Cái này streamer là nơi nào người? Hẳn là Mai Giang thành phố người. Hàng tinh đồ đệ cao phong mở miệng nói ra. Mai Giang thành phố người. Từ lân trầm ngâm một tiếng. ID ẩn tàng, khen thưởng streamer một cái hoa tử. Chung tan gõ vang, streamer, kế tiếp đó là ngươi. Đột nhiên trên màn hình điện thoại di động liên tục xuất hiện ba cái đỉnh cấp lễ vật đặc hiệu, sau đó còn bổ sung một câu, trong nháy mắt toàn bộ phòng trực tiếp mưa đạn đều ngừng, nữ streamer thân hình run rẩy, nước mắt bá 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 hướng xuống lư. Tách lối như vậy. Từ lân hiếp mắt lại, còn mẹ nó chung Tang ta xem là cho chính ngươi tống chung hắn lúc này lấy ra mình điện thoại, đao loạt phần mềm, không đến 30 giây thời gian, đổ bộ cái này tích tóc phần mềm, sau đó số điện thoại di động đổ bộ. Sư phụ, ngài đây là muốn làm gì? Từ lân cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp khóa lại thẻ ngân hàng, nạp tiền. Liếc nhìn trong thẻ số dư còn lại, 70 vạn hơn, những này có thể đều là hắn mấy năm này thời gian tiền lương, còn có phá án tiền thưởng. Không chút do dự, trực tiếp nạp tiền 10 vạn sau đó tìm được cái kia hoa tử lễ vật tuyển hạng, điểm một cái, trong nháy mắt liên tiếp 10 lần. Từng cái đặc hiệu liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ phòng trực tiếp đều sôi trào, lúc đầu đã dừng lại mưa đạn, lại một lần nữa bắt đầu xoát màn hình, phòng trực tiếp nhân số cũng trong nháy mắt tăng lên mấy ngàn người. Ai đi lão từ, khen thưởng streamer một cái hoa tử. Liên tiếp nhắc nhở sau đó, từ lân tại điện thoại trên màn hình đánh ra một hàng chữ. Streamer mệnh, ta mua ai dám động đến hắn, ta diệt cả nhà ngươi. Khẩu khí thô bỉ, hơi có chút táo bạo. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ phòng trực tiếp bên trong tất cả người đều ngồi không yên. Ngoạ tàu, ai sâu như vậy lớn, lại dám cùng quỷ tác mệnh cứng đụng cứng rắn. Đại ca ngưu bức ca ra. Đại ca, ta cũng thu vào uy hiếp, có thể hay không cho ta một cái an ủi. Ríu riết quái. Đã lâu như vậy, nhìn thấy cái thứ nhất cùng quỷ tác mệnh đối kháng người bội phục bội phục không hổ là đại ca không chỉ có hàng với lại có loại streamer còn đứng đây đó làm gì gặp mặt a chỉ có đại ca có thể bảo hộ ngươi phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng bay lên cái kia nữ streamer trong lúc nhất thời cũng quên gào khóc kinh ngạc nhìn màn hình thần thái kia hơi có chút ta thấy mà yêu lão từ đại ca cảm ơn ngươi hậu ái nhưng là nhưng là ô nói nói lấy nàng lần nữa khóc lên không ai có thể cứu ngươi ngay lúc này một đầu màu đỏ mưa đạn xuất hiện lần nữa từ lân lập tức phát ra mặt khác một đầu người này ta bảo đảm liền tính diêm vương đến cũng không được không tin nói ngươi có thể thử nhìn một chút sau lưng nhìn hàng tinh đám người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh từ lân đây là đang khiêu khích cái kia hung thủ, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đối phương một khi mất lý trí, liền sẽ lộ ra sơ sót. Từ lân phát ở trên màn ảnh một đầu văn tự, lại đưa tới không nhỏ oanh động. Người này ta bảo đảm, Diêm Vương đến cũng không được. Thu vào năm nay nhất trang bức trích lời một trong. Đại ca ngưu phê. Ca, ngại hay không nhiều bảo hộ một cái. Lầu bên trên móc chân đại hán, pha trò. Từ lân không để ý đến những này mưa đạn, tiếp tục gửi đi một đoạn văn tự. Tri mờ, ta tại Thải Nam thành phố, không ngại nói tới ta mời ngươi ăn cơm. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn. Bất quá. Ta đề nghị ngươi bây giờ liền đi ra ngoài, ta sẽ an bài người ở phi trường tiếp ngươi, số điện thoại ta sẽ phát đến ngươi thư riêng. Từ trực tiếp bên trong lui ra ngoài về sau, từ lân lập tức liền cho đối phương phát một đầu thư riêng. Cơ hồ là sau một khắc, thư riêng liền quay về. Tốt ca ca, ta lập tức liền xuất phát. Bất quá. Ca ca, ngươi xác định sẽ không khi dễ ta sao? Từ lân, y. Nữ nhân này, sẽ không thật cho là mình coi trọng nàng thân thể, nhờ vào đó buộc nàng gặp mặt A. Từ lân thối lui ra khỏi phòng trực tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía hàng tinh, hắn nói cùng TikTok công ty liên lạc một chút, để bọn hắn cho chúng ta cung cấp cái này streamer thông tin cá nhân, còn có. Cái kia ID là ẩn tàng gia hỏa, để bọn hắn nhân viên kỹ thuật tìm cho ta đi ra. Hàng tinh nhẹ gật đầu, nói. Cái kia ID là ẩn tàng gia hỏa, chúng ta đã để bọn hắn phối hợp, thế nhưng là bọn hắn theo dõi sau đó, nói đối phương IP không tại đại hạ, vô pháp điều tra. Từ lân nhíu mày, nói như vậy là tìm không thấy đối phương vật lý địa chỉ trách không được phách lối như vậy dám công nhiên tại internet bên trên nhảy nhót còn buông lời uy hiếp không biết trời cao đất rộng a vậy trước tiên đem cái kia nữ streamer tin tức cho ta chờ một chút ngươi tự mình đi một chuyến mai gian thành phố đem cái kia nữ streamer cho ta nhận lấy ta sợ giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn từ lân nói ra vâng sư phụ ta đã biết hàng tinh không có chút gì do dự trực tiếp điểm đầu đáp ứng hắn cầm điện thoại lên bấm tiếp tốc quan phương một cái điện thoại của điện thoại là này chuyên môn dùng để cùng cảnh sát bên này kết nối trước đó hắn là từ cục thành phố bên kia lấy tới dãy số toàn quốc các đại thành thị đều có như vậy một cái mã số bấm đối phương điện thoại về sau hàng tinh liền yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát sau điện thoại liền bị tiếp thông Uy người tốt ta là thải nam thành phố tổ chuyên án phó tổ trưởng ta tên gọi hàng tinh làm phiền các ngươi cung cấp một cái cái kia id là một lòng thượng nhân nữ streamer thân phận tin tức cùng địa chỉ thật có lỗi cảnh sát đồng chí không có văn kiện chính thức tình huống dưới chúng ta không thể cho các ngươi cung cấp bất kỳ tin tức gì đầu bên kia điện thoại người mở miệng nói ra hàng tin nhíu mày ta cho ngươi biết vụ án này vô cùng nghiêm trọng nếu như xảy ra sự tình ai đều đảm đương không nổi trao quyền nói ta lát nữa cho ngươi bổ sung Cảnh sát đồng chí, thật xin lỗi, đây không phù hợp quy định, ta không giúp được ngươi. Đầu bên kia điện thoại phục vụ khách hàng vẫn như của kiên trì mình nguyên tắc. Từ lân cũng nghe đến nàng nói, lúc này liền lấy qua hàng tinh trong tay điện thoại, lạnh giọng nói ra. Mạng người quan trọng đại sự, ta khuyên các ngươi nghiêm chỉnh đối đãi. Đây không phải phổ thông vụ án, đã chết chính cái nữ streamer, các ngươi. Tiên sinh, không quản ngài nói thế nào, chúng ta cũng không có biện pháp công ty quy định nhất định phải có chính thức văn kiện trao quyền đầu bên kia điện thoại nữ phục vụ khách hàng tiếp tục nói từ lân sắc mặt tái xanh lạnh nhạt nói đừng cho mặt không biết xấu hổ tình huống khẩn cấp hắn trong lòng đã sinh ra một cổ nộ khí sự tình phát sinh ở các ngươi phòng trực tiếp các ngươi mẹ nó còn cùng người không việc gì một dạng thật sự coi chính mình không làm gì được bọn họ tiên sinh xin ngài tôn trọng người khác được không? Phục vụ khách hàng âm thanh cũng bắt đầu trở nên lạnh. Từ lân cười, nói ra. Tốt. Ta tôn trọng các ngươi, rất tôn trọng. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, tiếp lấy cầm lên mình điện thoại, bấm một cái mã số. Đây là dương lão giải số, vị này chính là nội các chân chính đại lão, nhóm nhỏ một thành viên. Khi điện thoại kết nối, trưởng quản lấy công tin cùng Internet phương diện này dương lão lập tức cười hỏi. Tiểu Từ, là ngươi sao? Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a, làm sao lại phải có cái gì đại động tác, cần ta đến phối hợp. Từ Lân. Dương lão, đích xác có cái sự tình. Hiện tại ta yêu cầu lập tức phong cấm tóc, thời gian nói là vô kỳ hạn, thẳng đến trong tay của ta vụ án phá án mới thôi. Lời vừa nói ra Dương lão đều có chút mộng. Đây chính là đại hạ thậm chí là toàn bộ thế giới đầu internet video ngắn công ty một trong a vô kỳ hạn phong cấm đây là muốn chơi chết người hắn nói tiểu từ tiểu tử ngươi đừng xúc động có thể cùng ta nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từ lân dương lão ta bên này gặp phải một cái liên hoàn bản án người chết đều là bọn hắn bình đài streamer kết quả tại chúng ta muốn điều lấy hậu trường số liệu thời điểm đối phương lại là đủ kiểu từ chối không có biện pháp ta chỉ có thể tìm ngài. Hiện tại đã chết chín người, cái thứ 10 cũng đang tại gặp uy hiếp. Dương lão, từng phút từng giây đều là sinh mệnh a. À. Ta cũng không thể nhìn vô tội người, bị vô cớ hại chết. Nghe xong từ lân nói, dương lão sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Ngươi tiếp tóc là ngưu bức, nhưng ngươi cũng không thể áp đảo chấp pháp cơ cấu phía trên, càng là muốn thường xuyên phối hợp chấp pháp giả điều tra. Để bọn hắn xuất cụ hậu trường số liệu, còn gây khó khăn đủ đường, khó trách từ lân tức giận như vậy. Lão nhân hung hăng vỗ bàn một cái, nói ra. Đi, tiểu từ đồng chí, chuyện này ta đã biết hiện tại ta lập tức tiến hành xử lý, cam đoan cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiếp tóc tổng bộ. Mộ. Một đám cao quản đang tại cửa hành hội nghị thường kỳ, ở đây người mỗi một cái đều là thân gia mấy ức cổ đông, hoặc là tiền lương vượt qua 6 chữ số đỉnh tim nhân tài. Triệu tổng, hiện tại chúng ta lưu lượng có thể bảo trì đến 3.000 vạn đến 80 triệu giữa, với lại. Một thanh niên chậm rãi mà nói hướng phía lão tổng hồi báo thành quả. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Số liệu càng xinh đẹp, liền chứng minh bọn hắn kiếm lời tiền cũng càng nhiều, tiền nhiều hơn, ai không thích đâu. Nhưng có một người lại là ngoại lệ, hắn chính cầm lấy điện thoại, cao mày. Trần Tổng, ngươi chuyện gì xảy ra? Triệu Diệp phát hiện Trần Kiện không quan tâm, nhưng không được mở miệng hỏi hắn một câu. Trần Kiện ngẩng đầu lên, nói ra. "Triệu tổng, mới vừa nhận được tin tức, trang web đột nhiên bị cưỡng chế qua ngừng giống như là bị phía trên trực tiếp cho phong." "Cái gì?" Triệu tổng sắc mặt biến đổi. Những người còn lại đều bỗng nhiên đứng lên đến, phát ra từng cái chất vấn âm thanh. Trang web bị phong lại, đối với bọn hắn những này cổ đông đến nói, Mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ tổn thất đại lượng tiền tài. Còn đứng ngay đó làm gì, lập tức liên hệ công tin bên kia người, hỏi rõ ràng bọn hắn chuyện gì xảy ra tại sao phải làm như vậy. Triệu Diệp mở miệng tức giận nói ra. Tốt. Trần Kiện gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên đi ra phòng học. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn trắng bệch một lần nữa trở lại phòng học bên trong, nói ra. Triệu tổng, là công tin bên kia tuyên bố qua ngừng. Không chỉ như vậy, ta giống như nghe nói chúng ta 6 tháng cuối năm trận kia thịnh hội, khả năng cũng sẽ bị quan phương hủy bỏ. Lời này vừa ra triệu diệp khóe miệng hung hăng thể nhăn một cái. Cưỡng chế qua ngừng bọn hắn bình đài, sau đó cấm đoán mở thịnh hội. Đây là rõ ràng nhằm vào bọn họ. Thế nhưng là vì cái gì? Đối mặt rất nhiều nghi hoặc, triệu diệp đứng dậy đi vào bên ngoài, tự tay bấm một số điện thoại dãy số. Quy. Lãnh đạo. Ta là tiểu triệu A. Là như thế này, chúng ta bình đài bị không hiểu phong rơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói có chủ truyền bá dẫn qua tơ hồng nói, xin ngài yên tâm, vô luận như thế nào đều sẽ đem bọn hắn vĩnh viễn xóa tên. Đầu bên kia điện thoại, một cái ước chừng hơn 50 tuổi lão giả một tay cầm điện thoại, một bên phê duyệt lấy trên mặt bàn văn kiện. Hắn nghe xong trần kiện nói, nhà nhạc mở miệng. Tiểu triệu A, không phải ta không giúp ngươi chỉ bất quá chúng ta có quy định chỉ cần là cảnh sát cần các ngươi hiệp trợ các ngươi nhất định phải vô điều kiện phối hợp ta nghe nói các ngươi cự tuyệt phối hợp điều tra đúng không cự tuyệt phối hợp không 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 chúng ta không có cự tuyệt triệu diệp lúc này nói ra trước đó nữ streamer bị giết bản án chúng ta đều là phối hợp cảnh sát cung cấp hậu trường tin tức vậy ta cũng không biết ta liền nói cho ngươi một câu dương lão rất tức giận Hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Lão rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Câu nói này còn tại bên tai quanh quẩn, đối diện cũng đã cúp điện thoại. Triệu Diệp để điện thoại di động xuống, nhìn phòng họp bên trong đám người, trong lòng có chút phát lạnh. Đây là phía trên muốn đối công ty bọn họ động thủ. Nhưng đến cùng là vì cái gì a? À? Hắn cắn răng, cầm điện thoại di động lên, do dự bấm một cái mã số. Tút 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 điện thoại kết nối, đối diện vang lên một cái già nua âm thanh. Uy, ta là Dương Kiến Phi. Dương Lão, là ta, ta Tiểu Triệu A. Triệu Diệp cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đối phương nhưng là chân chính đỉnh tim đại lão, đứng hàng nội các nhóm nhỏ tồn tại. Hắn mặc dù là một cái giá trị bản thân ngàn ức thương nhân, nhưng tại cái kia vị diện trước, vẫn như cũ là tên tiểu nhân vật, đồng thời hắn trong lòng đối với cái này truyền kỳ lão nhân, trong lòng cũng là tràn đầy tôn kính. Dương lão, ta muốn hỏi một cái, chúng ta bình đài. Không đợi hắn nói xong, đầu bên kia điện thoại Dương lão liền mở miệng nói ra. Tiểu Triệu, không phải ta nói ngươi. Ngươi tiểu gia hỏa, có phải hay không rơi tiền trong mắt? Cái gì? Triệu dịp ngẩng người, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Dương lão tiếp tục nói. Ngươi ngẫm lại xem, đã chết chín người, chín cái mạng a ngươi bình đài có phải hay không hẳn là đối với tất cả streamer tiến hành bảo hộ còn có tích cực phối hợp cảnh sát ngươi biết hôm nay chuyện gì xảy ra sao ngay cả ta cái lão nhân này đều biết hiện tại lại có người bị uy hiếp kết quả đây các ngươi còn không tích cực cung cấp người sử dụng tin tức cho cảnh sát ngươi nói có đúng hay không tại tìm đường chết lời vừa nói ra triệu dịp toàn thân đều đã tuôn ra mồ hôi lạnh đáng chết đến cùng là người nào không có mắt như thế hắn đều đã nói qua Vụ án này muốn tích cực phối hợp cảnh sát, còn nói gì hộ khách bí mật điều lệ. Dương lão, ta biết nên làm như thế nào. Trách nhiệm đều tại ta, ta lập tức liền đi ra, với lại sẽ chủ động liên hệ cảnh sát bên kia, cho bọn hắn muốn tin tức. Ân. Tiểu tử ngươi đó là nhận lầm thái độ tốt, đi, ta đã biết bất quá đây bình đài, vẫn là qua một ngày a. À. Tiểu tử kia cũng không tốt trêu chọc, ta phải cho hắn chút mặt mũi. Dương lão nói đến cúp điện thoại. Triệu Diệp để điện thoại di động xuống, sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía một người phụ trách, hỏi: "Vì cái gì cảnh sát bên kia tìm tới hậu trường, người bên kia không có cho đối phương tin tức? Ta có phải hay không nói qua, vụ án này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải toàn lực phối hợp." "Triệu tổng, cái này, chúng ta lần trước không phải phối hợp sao?" Người kia sắc mặt hơi trắng bệch nói. "Vậy ta hỏi ngươi, bản án phá không có?" đối phương lắc đầu triệu diệp hận không thể trực tiếp một bàn tay hô chết hắn bản án không có phá ngươi lần trước phối hợp có cái rắm dùng hiện tại thu thập ngươi đồ vật xéo ngay cho ta tiếng gào thép từ triệu diệp trong miệng vang lên hắn ghép nhất đó là loại này trốn tránh trách nhiệm người cho nên trực tiếp làm cho đối phương xéo đi bởi vì nhất định phải có người đứng ra vì cái này sự tình phụ trách còn có chính là hắn hiện tại tâm lý đều còn tại run rẩy. Nghe dương lão ý tứ, cái kia tìm hắn người, liền ngay cả hắn cũng phải cho ba phần chút tình mọn, rất hiển nhiên đối phương địa vị rất cao, thậm chí có khả năng cùng dương lão khác biệt cũng không lớn. Lại là một vị đại lão, thực sự tội chỉ sợ khóc đều không có địa phương khóc. Sau đó hắn tự mình tìm được cùng cảnh sát liên hệ bộ môn, tìm tới trò chuyện ghi chép, trở về gọi trở về. Quy. Hàng tinh tự mình lái xe, tiến về Mai Giang thành phố tiếp người, coi hắn lái xe sáng chói nam thị thời điểm, một trận điện thoại đột nhiên đánh vào. Huy! Tiện tay nhấn xuống bluetooth nút trả lời, hắn mở miệng hỏi một câu. Vị nào? Cảnh quan chào ngài, ta là Triệu Diệp, tiktok tổng giám đốc. Trong điện thoại truyền đến một cái cung cung kính kính âm thanh. Hàng tinh sau khi nghe, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra là sư phụ cú điện thoại kia phát huy tác dụng, hắn ngữ khí lãnh đạm hỏi. Triệu Tổng, ngươi có chuyện gì sao? Triệu Diệp. Cảnh quan, xin hỏi họ gì? Ngài là cái nào bộ môn? Đại hạ đặt án tổ, hàng tinh. Hàng tinh tự giới thiệu. Nghe được hắn bộ môn, còn có tên chữ sau đó, Triệu Diệp trong lòng lập tức giật mình. Đại hạ đặt án tổ. Cái ngành này hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, nhưng là... Cho dù là chưa nghe nói qua, hắn cũng biết đối phương địa vị rất lớn. Tựa như là đại hạ an ninh cục dạng này tên một dạng, phía trước treo đại hạ hai chữ, đó là đại biểu cho toàn bộ quốc gia. Đặt án tổ, chỉ sợ sẽ là chuyên môn tra đặc thù vụ án. Hàng cảnh quan, phi thường thật có lỗi, trước đó là chúng ta nơi này sai lầm. Hiện tại chúng ta lập tức phối hợp lập tức liền sẽ đem streamer tin tức tương quan phát đến ngươi trên điện thoại di động. Vì chúng ta sai lầm, tại nơi này ta chân thành cùng ngài xin lỗi. Triệu Diệp cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thân là đại hạ đỉnh tiêm Phú Hào, hắn đã nhiều năm không có như vậy khúng núng, bất quá lần này đích xác là hắn công ty sai lầm, không có chuyện gì để nói. Hàng tinh cười cười, nói. Ta ngược lại thật ra không có gì, nhưng ngươi đem sư phụ ta đắc tội sư phụ ta tính tình không quá tốt, các ngươi tự giải quyết cho tốt a. À. ngài sư phụ là vị nào? triệu diệp do dự một chút vẫn là hỏi ra miệng. hàng tinh hắn là đại hạ đặc án tổ tổng tổ trưởng. về phần là ai cũng không phải ngươi một cái điện thoại liền có thể thăm dò được. đi trò chuyện liền đến nơi này đi. ta muốn đi tiếp người. cút điện thoại hắn liền chuyên tâm lái xe thẳng đến mai giang thành phố triệu dịp bên này lại là âm thầm lo lắng hắn đã hiểu hàng tinh nói tới người sư phụ kia cũng không phải là loại lương thiện lần này bọn hắn phiền phức là thật lớn với lại hắn bây giờ muốn xin lỗi cũng không tìm tới người phải làm sao mới ổn đây trang web qua ngừng một ngày tuyệt đối sẽ tạo thành đại lượng hộ khách xói mòn thậm chí cổ phiếu sụt giảm thành phố trị cấp tốc rút lại đây đều không phải là bọn hắn muốn gặp được Hắn suy nghĩ một chút về sau, lúc này liền rời đi phòng họp, để bí thư mua vé máy bay, tự mình tiến về Thải Nam thành phố. Sau 6 tiếng, một cỗ xe sôi động từ Mai Giang thành phố phương hướng chạy đến Thải Nam thành phố cục thành phố phía trước đường phố bên trên. Hàng tinh chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn một chút kính chiếu hậu. Xe hàng sau, một cái ước chừng 20 suốt đầu thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đề phòng che ngực, nhìn chằm chập hắn. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ, nói ra. Tiểu cô nương, ta thật không phải lừa đảo. Trước đó thật là sư phụ ta cho ngươi khen thưởng, chúng ta thật là cảnh sát. Ngươi nói là chính là sao? Ngươi nói là cảnh sát, thế nhưng là vì cái gì không mặc cảnh phục? Còn có. Ngươi nói ngươi là đặc án tổ, vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua cái này đặc án tổ? Tiểu cô nương vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy đề phòng hàng tinh còn phát hiện nàng cái tay còn lại bên trên còn gắt cao nắm chặt một bình phòng lan phun sương. Hắn trong lòng không nhịn được cục cục, người đều đi theo lên xe, làm loại này tiểu động tác có ý gì sao? Bất quá theo xe lái vào đến Thải Nam thành phố cục thành phố thời điểm, tiểu cô nương nhìn thấy cửa ra vào cuối chào cảnh vệ sau đó, rốt cục buông lỏng xuống. Rất nhanh bọn hắn tại cục thành phố cửa đại lâu ngừng lại. Hàng tinh xuống xe, mở cửa xe đối với tiểu cô nương nói ra. Chung nghệ nghệ, xuống đây đi. Tên là chung nghệ nghệ tiểu cô nương vác một cái ba lô nhỏ, từ trên xe bước xuống. Nàng liếc nhìn trước mặt sở cảnh sát cao ốc, trong lòng trùng điệp thở dài một hơi. Trước đó tại phòng trực tiếp thời điểm, nàng thật là bị dọa phát sợ, còn tưởng rằng mình sẽ trở thành cái thứ 10 bị quỷ lấy mạng e nữ streamer, không nghĩ tới lúc này một cái đại ca xuất hiện. Trực tiếp 10 phát hoa tử, còn công nhiên khiêu khích cái kia quỷ lấy mạng, sau đó để nàng đến Thải Nam thành phố gặp mặt nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ, này lại không phải là một cái bẫy. Nhưng, sợ hãi chiến thắng lý trí, mơ mơ hồ hồ an vị lên hàng tinh xe. Đợi đến sau khi lên xe nàng mới phản ứng được, nàng cũng không hỏi người trẻ tuổi này thân phận, còn tốt tại nàng đưa ra chất vấn thời điểm, hàng tinh chủ động quan minh giấy chứng nhận. Đại hạ đặt án tổ, cảnh sát. Mặc dù trong lòng còn có điều hoài nghi, cũng là an tâm một chút. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy trước mặt cao ốc về sau trong nội tâm nàng thạch đầu rốt cục rơi xuống đất cái kia cảnh quan thật xin lỗi a à? ta hiểu lầm ngươi trung nghệ nghệ cẩn thận từng ly từng tí nói ra hàng tinh cười khoát tay áo nói tiểu muội muội đi thôi sư phụ ta còn tại bên trong chờ ngươi đấy sư phụ ngươi trung nghệ nghệ trong lòng hơi động nàng đã nghe hàng tinh nói qua hắn sư phụ đó là cái kia cho mình một hơi soát mười phát hoa tử, đồng thời để mình tới Thải Nam thành phố người. Nàng cũng muốn gặp gặp, cái này một lời không hợp liền đem mình từ Mai Giang thành phố đưa đến Thái Nam thành phố cảnh sát. Đi theo hàng tinh tiến vào cao ốc, sau đó tại cao ốc nhất nơi hẻo lánh cái kia một gian văn phòng bên trong, nàng cuối cùng gặp được hàng tinh trong miệng sư phụ. Hàng cảnh quan, ngươi. Ngươi xác định hắn là sư phụ ngươi. Trung Nghệ Nghệ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra. "Hàng Tinh, có ý tứ gì?" "Trung Nghệ Nghệ, hàng cảnh quan, ta không có mạo phạm ngươi ý tứ." "Thế nhưng là, ngươi người sư phụ này, thấy thế nào lên sau ngươi còn muốn trẻ tuổi một chút." "Hàng Tinh, y." Hắn bị đã kích đến. Mình cùng sư phụ tuổi tác, đích xác không sai biệt lắm, nhưng hắn tướng mạo so sánh dài dặn một chút, dù là da không đen nhưng cũng là bởi vì thời gian dài cao áp công nhân bốc phát làm dẫn đến khuôn mặt so với bình thường người đồng lứa muốn thành thục một chút có thể từ lân lại hoàn toàn không giống hắn trên mặt còn giống như thật không có tuế nguyệt lưu lại vết tích vẫn như cũ cùng mình trước kia nhìn thấy hắn khi đó một dạng sư phụ ta là cái lão yêu quái không được sao hàng tinh trong miệng lầm bầm một tiếng nghe nói như thế từ lân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nói ra không chuyện làm a à. đem cái khác mấy người chết tư liệu toàn bộ đều sửa sang lại bao quát các nàng bình thường yêu thích chờ một chút chỉ cần có thể liên quan đến cùng một chỗ đều sửa sang lại vâng hàng tinh lập tức ưỡn ngực hô qua cảnh sát thúc thúc không đúng cảnh sát ca ca rất đẹp bên cạnh nào đó nữ bắt đầu nghĩ thầm hoa si từ lân tướng mạo tăng thêm dáng người đích xác là có thể làm cho không ít hoa si phát bệnh. Nhưng hắn đó là nhà nhạc nhìn thoáng qua chung nghệ nghệ, liền thu hồi ánh mắt, chỉ chỉ bên cạnh cái ghế nói ra. Ngồi. Chung nghệ nghệ không có nghe lọt, mà là trực tiếp đi vào trước mặt hắn, mở miệng hỏi. Ca ca có bạn gái hay không? Từ lân sững sờ, thói quen lắc đầu. Quá tốt rồi, ta cũng không có bạn trai. Trung nghệ nghệ hưng phấn mà vỗ tay, nhìn từ lân ánh mắt đều nhanh tràn ra nước đây từ lân ta không có bạn gái nhưng là ta có lão bà cái gì ngươi 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 thế mà đã kết hôn thật sự là phung phí của trời a à? thiếu nữ đau lòng nhức óc hận mình không thể sớm ngày gặp phải cái này chân mệnh thiên tử tốt đừng đùa vui vẻ ngồi xuống hảo hảo nói một chút chính ngươi trên thân sự tình chẳng lẽ ngươi không sợ bị quỷ lấy mạng sao từ lân tức giận nói ra loại này tiểu nha đầu hắn là thật không có hứng thú chủ yếu là bản án để ở trong lòng không tâm tình cùng đối phương nói đùa chung nghệ nghệ nghe được trên người mình vấn đề cũng lập tức thu hồi tâm tình đàng hoàng ngồi tại từ lân đối diện trên ghế nói ra ca ca ta thật không biết chuyện gì xảy ra ta đều nói đó là cảm thấy ba ngày ít người có lẽ có thể kiếm lời nhiều một chút, cho nên ta liền truyền bá. Gần đây bởi vì quỷ lấy mạng duyên cớ, rất nhiều đại chủ bá đều sợ hãi đến không dám lên dây, ta liền muốn mình hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo vớt một thanh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ô ô. Trung nghệ nghệ nói đến, nhẹ giọng nghẹn ngào lên. Từ lân. Đừng khóc, hiện tại chúng ta trước tiên nói một chút ngươi tình tiết vụ án ta có thể cho ngươi hai con đường tới chọn, tại cục cảnh sát ở đây ba ngày, ba ngày sau ta thả ngươi đi, bởi vì cái kia quỷ lấy mạng thời gian hiệu lực, tự hồ đó là ba ngày. còn có một cái khác, đó là đi cùng với ta, đợi đến chúng ta bắt lấy hung thủ thời điểm, ngươi lại rời đi. như thế nói, ngươi sẽ càng thêm an toàn. nghe được hắn cho ra hai lựa chọn, Chung nghệ nghệ ngẩn người, hỏi, ca ca, chẳng lẽ nói không phải quỷ lấy mạng? là có người đang mượn lấy cố sự này giết người. Từ lân lắc đầu cười nói: "Tiểu cô nương, từ tiểu học đều là thứ gì? Quỷ lấy mạng, thế giới đi đâu đến quỷ? Nếu quả thật có quỷ, vậy ta ngược lại là thật muốn gặp một lần." Nói thật ta còn ước gì có quỷ đâu. Nhân sinh sao mà ngắn ngủi, chết liền không còn có cái gì nữa. Nếu là có quỷ, cái kia còn chứng minh chúng ta còn có thể kéo dài không phải sao bên cạnh nghe được từ lân giải thích như vậy trương triều khóe miệng giật đây giải thích làm sao cảm giác nhà mình lão đại là tại phổ cập mê tín đâu nói hay lắm có đạo lý ca ca ngươi thật lợi hại chung nghệ nghệ đột nhiên không sợ hai mắt cong cong nhìn từ lân trong ánh mắt tràn đầy tinh tinh không cứu nổi xong ta sắp luân hãm từ lân y hắn mở miệng lần nữa hỏi tiểu cô nương ngươi còn không có nói cho ta biết rốt cuộc muốn chọn cái nào ta đương nhiên chọn hai chung nghệ nghệ không chút nào cân nhắc nói từ lân vậy thì tốt tiếp xuống ngươi nhất định phải nghe ta an bài mỗi ngày tiến vào phòng trực tiếp ta sẽ cho ngươi tìm một chỗ mỗi ngày để ngươi trực tiếp thậm chí còn có thể cho ngươi khen thưởng để ta mỗi ngày phát sóng còn để ta khen thưởng chung nghệ nghệ bối rối đừng nói là hắn mới vừa từ đi vào cửa hàng tinh, còn có hắn ba đồ đệ, cùng Trương Triều cùng hắn nhóm nhỏ bên trong Dương Chí Vân, Khang Bân, Đường Tùng ba người, đều là một mặt mộng bức thần sắc. Hàng tinh. Sư phụ, ngày đây là muốn chơi trực tiếp. Từ lân nhìn hắn một cái, không nói gì, đối với chung nghệ nghệ hỏi. Có được hay không, có thể nói, ta để hắn cho ngươi tìm địa phương. Ngươi yên tâm, ngươi trực tiếp thời điểm, ta sẽ toàn bộ hành trình đi cùng đương nhiên không có vấn đề. Trung nghệ nghệ nghe nói như thế, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Hàng tinh đi tới từ lân bên người, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngài đến cùng là nghĩ như thế nào? Từ lân mỉm cười. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Hàng tinh bọn hắn đều không rõ, từ lân làm như vậy dùng ý là cái gì, nhưng là hắn không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đảo mắt đã đến giờ 6 giờ chiều, ăn cơm đã đến giờ giữa lúc bọn hắn muốn ra cửa thời điểm, trong lúc bất chợt Ngụy Hàm từ cửa ra vào đi đến, hắn sau lưng còn đi theo một người mặc vừa vặn Âu phục, làn da trắng nõn, mang theo một cổ uy nghiêm trung niên nhân. Hắn sau khi đi vào, lập tức trở nên khiêm tốn lên, nhìn về phía đang định đi ra ngoài từ lân hỏi. Xin hỏi, vị nào là hàng tinh cảnh quan? Từ lân nghe vậy, chỉ chỉ sau lưng hàng tinh. Người sau cũng là ngây ngẩn cả người, hắn nhìn người trung niên này, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi đến chính mình ở nơi nào nhìn thấy qua đối phương. Từ lân nhưng là tại chỉ xong hắn về sau, liền lách qua trung niên nam nhân, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Ngụy hàm, y. Nhìn thoáng qua đi hướng hàng tinh triệu diệp, hắn có chút bối rối. Có ý tứ gì? Không phải nói đến tìm đặc án tổ vị tổ trưởng kia sao? Đúng, hàng tinh cũng là tổ trưởng, Tây Nam đại khu tổ trưởng. Thế là hắn cũng không có nói chuyện, càng không có ngăn lại từ lân rời đi. Đi, ăn cơm. Vừa ra đến trước cửa, từ lân liếc nhìn trương triều đám người, ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Đám người vội vàng đi theo, chỉ chốc lát sau liền rời đi cục thành phố cao ốc. Triệu Diệp lúc này lại là đi tới hàng tinh trước mặt, diệp tình duỗi ra đôi tay cùng hắn nắm chặt lại, hỏi tiếp. Hàng cảnh quan, ta là Triệu Diệp, chuyên từ ma đô bên kia chạy tới, xin hỏi một chút, sư phụ ngươi ở nơi nào, ta muốn tự mình bái kiến một cái. Hàng tinh bối rối. Hắn cảm thấy, mình là nghiêm trọng đánh giá cao những thương nhân này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, cũng đánh giá cao những này người xã giao năng lực. Thế là có chút kết bỏ mà lấy tay rút trở về, hắn nói. Sư phụ ta đều đi, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Đi. Di. Triệu Diệp sững sờ. Hàng tinh mặt mũi tràn đầy đều là cạn lời, lắc đầu nói ra. Triệu tổng đúng không? ta thật sự là bội phục ngươi chẳng lẽ ngươi ngay cả mình mục tiêu đều không điều tra sao a à đúng ngươi muốn điều tra sư phụ ta đoán chừng sẽ bị phía trên trực tiếp kêu lên tiến hành xét duyệt hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện từ lân bí mật cấp bậc quá cao nếu là có người muốn tra hắn nói chỉ sợ lập tức sẽ có người tới tìm bọn hắn nói chuyện hắn nói mới vừa đi ra ngoài chính là ta sư phụ triệu diệp bối rối thì ra như vậy mình mới vừa nghe ngóng đó là vị kia truyền thuyết bên trong đại nhân vật. Không đúng, đại nhân vật kia, liền dương lão đều phải cho ba điểm chút tình mọn, làm sao lại còn trẻ như vậy? Hắn nhìn về phía ngụy hàm, người sau lại là giang tay ra. Triệu tổng, ngươi chính là cùng ta nói tìm đặc án tổ tổ trưởng, cũng không có nói cho ta biết muốn tìm vị nào tổ trưởng A. Đây là chúng ta Tây Nam khu tổ trưởng, vị kia. Là tổng tổ trưởng, từ lân triệu diệp ý hắn làm sao biết đối phương đến cùng là thân phận gì bất quá bây giờ biết có vẻ như cũng không muộn thế là hắn vội vã chạy ra cửa cuối cùng tại cửa ra vào đuổi kịp từ lân một đoàn người từ tổ trưởng từ tổ trưởng hắn vội vàng mở miệng hô to từ lân nghi ngờ quay đầu nhìn về phía triệu diệp hỏi ngươi là vị nào tìm ta có việc triệu diệp từ tổ trưởng ta là tiktok tổng giám đốc triệu diệp lần này tìm ngài là chuyên môn đến cho ngài xin lỗi từ lân sắc mặt lạnh lẽo nói ngươi sai ngươi nên xin lỗi không phải ta mà là đối với chúng ta toàn bộ chấp pháp hệ thống là những cái kia người bị hại các ngươi không làm còn không phối hợp mới có thể tạo thành nhiều người như vậy lần lượt bỏ mình xin lỗi ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi ta không cần Nói xong, hắn xoay người rời đi, hoàn toàn không cho cái này ngàn ức phú hào mặt mũi. Nói đùa, hắn thích nhất sự tình, đó là đem phú hào chỉnh sụp đổ, đem phú hào chỉnh đi vào, hoặc là đó là trực tiếp đưa bọn hắn ra hình tra tấn trận. Như vậy chút năm, đổ vào trong tay hắn phú hào, đều đã vượt qua một cái tay. Triệu Diệp khóe miệng giật, từ khi một đường cuộc khởi sau đó, hắn đã có rất nhiều năm không có đụng phải như vậy không nể mặt chính mình người. Trong lòng mặc dù có chút hỏa khí, nhưng vẫn là đuổi theo nói ra từ tổ trưởng ngài yên tâm bất kể như thế nào chúng ta tiktok lần này đều sẽ làm ra xin lỗi cho chúng ta phạm phải sai gánh chịu trách nhiệm từ lân không tiếp tục nổi giận đối phương đã nói đến gánh chịu trách nhiệm vậy liền hảo hảo nói một chút đi nguyện ý gánh chịu đúng không vậy liền gánh chịu a chính cái ly kỳ tử vong nữ streamer các ngươi bồi thường sao nếu như bồi thường, bồi thường đúng chỗ sao? Còn có chính là các ngươi kỹ thuật xét duyệt qua quan sao? Vì cái gì liền cái kia quỹ tác mệnh IP đến bây giờ đều không có tra rõ ràng ở nơi nào? Một điểm cuối cùng, bình đài bên trên chứng khí mù mịt, rất nhiều hủy tam quan video, các ngươi làm đến chân chính màu lục xét duyệt sao? Liên tiếp ba cái vấn đề, để Triệu Diệp có chút á khẩu không trả lời được. Từ lân nhưng là dừng bước, thật sâu nhìn Triệu Diệp, nói ra ta không phản đối các ngươi những này internet cự ngạc tại chúng ta đại hạ bách tính trong tay kiếm tiền, nhưng các ngươi kiếm lời tiền, muốn đối nổi mình lương tâm. Nói tận ở đây, triệu tổng, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Sau đó hắn liền dẫn đám người, tiến vào một nhà trong tiệm cơm, mấy người điểm bảy tám cái đơn giản xào rau, bắt đầu ăn lên. Triệu dịp tại chỗ của trầm mặt phúc chốc, ngẩng đầu lên, nhìn phía xa trong tiệm cơm cái kia một bà người, hít sâu một hơi hắn lấy điện thoại ra liền từ lân nói ra cái kia ba điểm, tiến hành một lần hoàn toàn chỉnh đốn và cải cách. Không nói có hay không xứng mình lương tâm, lần này chỉnh đốn và cải cách nhất định phải làm đến nơi đến chốn. nếu không nói, hắn sợ bọn họ bình đài sẽ trở thành phía trên trọng điểm chú ý đối tượng, đến lúc đó liền được không bù mất. Rất nhanh tại hắn an bài phía dưới, tiếp tốc bình đài phát ra đổi mới thông báo, cùng đối với người bị hại người nhà bồi thường, mỗi người bị hại 200 vạn bồi thường tiền trừ cái đó ra để nhân viên kỹ thuật tăng giờ làm việc, đi điều tra cái kia quỹ tác mệnh IP. Cuối cùng đó là thực hành màu lục xét duyệt, tăng lớn xét duyệt cường độ. No mây mẩy ăn một bữa cơm, từ lân từ trong tiệm cơm đi ra liền thấy Triệu Diệp đứng ở bên ngoài. Hắn không có đi vào, cũng không có đi đoạt lấy trả tiền. Làm như vậy, sẽ chỉ làm người càng xem thường hắn. Từ lân nhưng là tại cửa ra vào rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít một hơi, hắn mở miệng nói ra. Triệu tổng, ta đối với các ngươi những thương nhân này thật không có cái gì thành kiến, thật. Những cái kia người không quản được mình tâm, đối mặt đủ loại dụ hoặc cầm giữ không được, rất nhiều rất nhiều vung tiền, đó là chính bọn hắn không đủ kiên định. Nhưng ta hy vọng, các ngươi hướng trong túi tiền của mình đựng tiền đồng thời, cũng đừng quên những cái kia bởi vì các ngươi bị thương tổn người. Từ tổ trưởng, ta hiểu được. Triệu dịp nhẹ gật đầu hắn cảm giác từ lân trên thân tự hồ có một cổ rất cường đại khí tràn loại này khí tràn hắn chỉ ở kinh đô những cái kia bộ cấp đại lão trên thân gặp qua coi là thật phi thường cường đại để hắn cái này trải qua cửa hàng lão tổng đều cảm giác được kinh hãi khôi phục phát sóng a vừa vặn ta bên này cũng chuẩn bị đối với hung thủ tung lưới từ lân thuốc lá hút xong tàn thuốc ném vào bên cạnh thùng rác khôi phục phát sóng khi Từ Lân lại nói sau khi đi ra Triệu Diệp lập tức cười khổ một tiếng. Phía trên đã đóng ngừng bọn hắn bình đài, đây là cần chỉnh đốn sau một lần nữa xin, hắn nói. Từ tổ trưởng, cái này ta cũng không có cách, hiện tại trang web đã đóng ngừng, chúng ta căn bản là không có quyền hạn lần nữa khôi phục bình đài. Ta gọi điện thoại. Từ Lân nhà nhạc mở miệng, sau đó ngay trước Triệu Diệp mặt cầm điện thoại di động lên, bấm Dương lão dãy số. Huy dương lão ta là tiểu từ hắn cười ha hả mở miệng chào hỏi dương lão không sai biệt lắm được có đúng không nghe nói như thế từ lân nhịn không được hơi sững sờ cười nói dương lão ngươi là thần cơ diệu toán sao thế mà biết ta điện thoại cho ngươi chính là vì cái này bình đài sự tình dương lão nói nhảm các ngươi còn phải dựa vào bình đài đem bản án cho tra xét ta có thể không rõ ràng lúc đầu nghĩ đến hôm nay là không mở được, không nghĩ tới tiểu tử ngươi hơn nửa ngày liền gọi điện thoại tới cho ta. Từ Lân vừa cười vừa nói, Dương Lão Cao Minh vẫn là cho mở a, à? đi, ta đã biết. Dương Lão nói xong, cúp điện thoại. đứng ở một bên triệu diệp không có nghe được đầu bên kia điện thoại Dương Lão nói cái gì, hắn vốn còn muốn hỏi thăm một cái Từ Lân, bất quá cuối cùng không có mở miệng. vẹn vẹn qua đại khái chừng một phút khi hai người đều trầm mặt không nói thời điểm, Triệu Diệp nhận được một cái điện thoại. Điện thoại là hắn công ty phó tổng đánh tới, mới vừa tiếp lên, liền nghe đến đối diện kích động nói ra. Triệu Tổng, bình đài một lần nữa mở ra. Triệu Diệp hít sâu một hơi, nói ra. Biết. Ngươi cho ta giám sát tốt, đem tất cả làm trái quy tắc đều cho ta chầm chầm chết. Vâng, Triệu Tổng. Đối diện hồi phục một câu triệu diệp cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mặt người trẻ tuổi này. đối phương vẹn vẹn nói mấy câu mà thôi, kết quả dương lão bên kia liền một lần nữa khai thông, ảnh hưởng này lực hoàn toàn không phù hợp bề ngoài, quá cường. hắn nói, từ tổ trưởng, tạ ơn. đối với một cái công ty tổng giám đốc, hắn biết rõ bình đài qua ngừng ý vị như thế nào. dù là chỉ là hơn nửa ngày, cũng thất khả năng vượt qua mấy ức từ lân xem như cho hắn một cái mặt mũi, sớm mở ra. Bằng không nói, qua ngừng đến ngày mai, chờ thị trường chứng khoán lần nữa bắt đầu phiên giao dịch, bọn hắn tổn thất sẽ càng lớn. Trương Triều, đi. Từ lân khoát tay áo, đối với triệu dịp người này, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Đối phương một cái ngàn ức lão tổng, có thể tự mình chạy tới xin lỗi, đã nói rõ thành ý. Với lại đối phương tội ác trị chỉ có 3 điểm, so với một cái internet đại ngạc đến nói, đây điểm tội ác trị là thật khó được, đây cũng là từ lân quyết định tha hắn một lần nguyên nhân. Phải biết rất nhiều internet cự đầu, tại lúc tuổi còn trẻ đều là giả mang phát triển, nhiều hơn thiếu thiếu đều làm qua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho đối với thủ hạ hắc thủ cái gì chỗ nào cũng có. Hắn có thể bảo trì đây một phần trong sạch, thật rất không dễ dàng. Đến. Trương Triều nghe được từ lân lớn tiếng kêu la, lúc này đi tới triệu diệp nhìn bọn hắn rời đi trong lòng hơi động đi theo tại từ lân sau lưng nói ra từ tổ trưởng không biết ta có thể hay không đi xe một chút các ngươi là làm sao phá án dù sao vụ án này việc quan hệ chúng ta bình đài người sử dụng chúng ta cũng có trách nhiệm ta muốn tìm hiểu một chút tình huống cho người bị hại nhiều một ít bồi thường hắn ngữ khí thành khẩn nói ra từ lân nghe vậy nhẹ gật đầu ngươi muốn cùng liền theo a à? Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một nhà khoảng cách cục thành phố không xa khách sạn. Cái quán rượu này là hàng tinh an bài cho từ lân bọn hắn ở lại. Tại chung nghệ nghệ sau khi đến, liền là một cái phòng tổng thống, hết thảy ba cái gian phòng. Mấy người bọn hắn đại nam nhân ngủ hai cái gian phòng, cho chung nghệ nghệ một cái phòng vừa vặn. Tiến vào phòng tổng thống thời điểm, từ lân liền gõ vang bên cạnh cửa phòng. Đông đông đông. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng, nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng từ lân thần sắc bỗng nhiên trầm xuống tiếp lấy một thanh liền đem khóa cửa cho vạn gãy sau đó vọt vào gian phòng trong phòng chung nghệ nghệ nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch thần sắc chết lặng hai mắt vô thần gọi xe cứu thương từ lân gầm lên giận dữ âm thanh truyền khắp toàn bộ phòng trương triều không nói hai lời ôm lấy nữ hài tử liền hướng ra phía ngoài phóng đi bên cạnh hắn dương chí vân cầm điện thoại di động lên một bên ra bên ngoài chạy một bên gọi điện thoại cấp cứu giờ này khắc này hàng tinh lại là mặt mũi tràn đầy trắng bệch kém chút liền ngồi liệt trên mặt đất đến cùng chuyện gì xảy ra từ lân lạnh giọng chất vấn hàng tinh y hắn cẩn thận nhớ lại một cái từ tiến vào khách sạn bắt đầu đến mở tốt gian phòng tiến vào cái này phòng chung nghệ nghệ không hề rời đi qua mình ánh mắt mới vừa tại từ lân bọn hắn tiến đến trước đó 5 phút đồng hồ, chung nghệ nghệ mới đi vào mình gian phòng, nói là thay quần áo, kết quả. Liền xuất hiện ngoài ý muốn. Từ lân sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cảm giác được mình trên mặt nóng bỏng đau. Từ cảnh bắt đầu đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có bị như vậy ba ba đánh mặt, cái kia hung thủ, đích xác là đã vượt quá hắn đoán trước. Hàng tinh nói ra. Sư phụ, nàng rời đi ta ánh mắt chỉ có 5 phút đồng hồ không đúng liền 5 phút đồng hồ đều không có làm sao khả năng từ lân không nói gì quan sát đến trong phòng tất cả phòng trực tiếp màn hình đã mở ra nhắm ngay là cửa sổ vị trí từ tổ trưởng ngươi không phải rất mạnh sao đến đến bắt ta a kiệt 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 trong lúc bất chợt một thanh âm từ phòng trực tiếp bên trong vang lên mới vừa thời điểm chung nghệ nghệ thình lình đã liên mạch hắn lập tức đi qua cầm lấy trực tiếp điện thoại nhìn thoáng qua thình lình phát hiện phòng trực tiếp liên tuyến là một cái id tên là thiên diện ác ma người trước đó là id ẩn tàng hiện tại lại là thiên diện ác ma hai người kia có phải là hay không cùng một người từ lân cao mày cầm điện thoại di động lên đối với phòng trực tiếp bên trong nói ra ngươi rất ngu bức đúng không tốt rất tốt chúng ta đánh cược trong vòng ba ngày ta khẳng định bắt được ngươi có đúng không vậy bọn ta lấy ngươi bái bay thông qua thay đổi giọng khí thay đổi giọng nói âm thanh lần nữa từ đối diện vang lên tiếp lấy đối phương liên tuyến gián đoạn trực tiếp offline bành từ lân hung hăng đập một cái cái bàn hít sâu một hơi hắn mở miệng nói ra tất cả người đều đi ra ngoài cho ta đám người nghe được hắn nói nhao nhao rời khỏi phòng rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có hắn một người hắn bắt đầu ở trong phòng tra xếp lên mỗi một tất nơi hẻo lánh đều không có buông tha từ chung nghệ nghệ những cái kia thay đi giặt y phục còn có những mỹ phẩm kia đồ trang sức cùng hiện trường lưu lại một chút vân tay chờ một chút toàn bộ đều nhìn một lần hắn lợi dụng truy tung kỹ năng cơ hồ là quét nhìn mỗi một hẻo lánh nhưng là vẫn không có tìm tới bất kỳ manh mối hoàng mỹ phạm tội không đúng không có khả năng vĩnh viễn đều khó có khả năng có hoàng mỹ phạm tội là ta sơ sót một ít đồ vật từ lân trầm mặt tiếp tục bắt đầu tiến hành lục soát ước chừng qua sau nửa giờ từ lân ngừng tất cả động tác ngồi dưới đất không nhúc nhích hắn đã có thể xác định nơi này ngoại trừ chung nghệ nghệ bên ngoài không có bất kỳ người nào từng tiến vào như vậy hung thủ là làm sao đối nàng tiến hành tổn thương nhìn chung nghệ nghệ sắc mặt còn có thần thái kia cùng bên cạnh để đó một bình tinh thần một loại dược vật, rõ ràng là trúng độc, nhưng trước đó nàng còn rất tốt a. À. Đối phương dùng thủ đoạn gì hạ độc? Từ phía bên ngoài cửa sổ đem bình thuốc ném vào đến. Không có khả năng, nơi này là lầu 27, với lại cửa sổ là hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy, là chung nghệ nghệ trước khi tới liền mang tới dược vật sao? Hắn trong lòng chấn động mạnh một cái, tự hồ không để ý đến một cái trọng yếu nhất vấn đề, chung nghệ nghệ đến thời điểm liền mang theo bình thuốc này vật nói như vậy bọn hắn khẳng định là không phát hiện được thế nhưng là nàng tại sao phải mang bình thuốc này chẳng lẽ nói nàng chính là vì tới tự sát sau đó đánh mặt mình sao vô số nghi vấn tại từ lân trong đầu hiện lên hắn cắn răng chuẩn bị đứng lên đến đột nhiên ánh mắt dừng lại tại trực tiếp trên điện thoại di động lúc này phòng trực tiếp đã đen màn hình hiển nhiên là đã bị phong lại. Nhưng cái trực tiếp này ở giữa, có lẽ sẽ có vấn đề. Nhưng mà mới vừa gia hỏa kia đã offline, hắn muốn tìm được đối phương, nhất định phải thông qua Internet đường tắt, nhưng là đây rất khó. Bình đại nhân viên kỹ thuật đã truy lùng lâu như vậy đều không có đuổi tới, cho dù hắn xuất thủ, cũng khẳng định không được. Vương bác đảng Chính nhịn không được mở miệng mắng một câu, hắn trong túi điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Ông ông ông! lấy điện thoại di động ra xem xét, thình lình phát hiện là Trương Triều đánh tới dãy số. Trương Triều nói ra, lão đại, đã tra ra được, cùng loại với trấn định thuốc một dạng dược vật, quá nhiều phục dụng sẽ ảnh hưởng não bộ, thậm chí tạo thành não tử vong. May mà chúng ta đưa tới sớm, dược vật trên cơ bản không có tiêu hóa hết, chúng ta tiến hành rửa ruột, hiện tại chung nghệ nghệ đã không có cái gì trở ngại. Bất quá nàng hay là tại trạng thái hôn mê, sớm nhất có thể sẽ vào ngày mai tỉnh lại ta đã biết. Từ Lân nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Nếu như chung nghệ nghệ thật xảy ra chuyện, như vậy hắn đời này đều sẽ sống ở ấy nấy bên trong. Nếu không phải hắn sơ sảy, sớm một chút phát hiện đây một bình dược nói, liền sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Cho nên, hắn trong lòng phi thường tự trách. Các ngươi lưu lại bảo hộ nàng, một khi xuất hiện dị thường cử động, lập tức ngăn lại. Từ Lân trầm giọng nói ra. Vâng lão đại, ta hiểu được. Trương Triều nói xong, chủ động cúp điện thoại. Từ lân vẫn như của ngồi ở chỗ đó, hắn ánh mắt hơi hiếp lên. Tùy thân mang theo dược vật, chờ đến đến bên này lại phục dụng, xem ra hắn chân chính mục tiêu chính là ta, muốn làm lấy ta mặt hoàn thành giết người, dùng cái này đến kích thích đã kích ta. Chờ đó cho ta, nhìn ai cười đến cuối cùng. Nghĩ đến cuối cùng cái kia nụ cười, từ lân cắn răng nghiến lợi nói một mình lên hắn sờ lên cằm bắt đầu chỉnh lý toàn bộ tình tiết vụ án chung nghệ nghệ tại sao phải mang bình thuốc vấn đề này cần tại nàng tỉnh lại sau đó mới có thể hỏi nhưng dược vật nguồn gốc bọn hắn có thể tiến hành kiểm chứng thế là từ lân lập tức lấy ra điện thoại đem hàng tinh cho kêu tiến đến sư phụ ngài tìm ta hàng tinh sau khi đi vào nhìn từ lân âm lãnh thần sắc trong lòng hơi căng thẳng liền nói chuyện đều nhỏ giọng rất nhiều. Từ lân mở miệng nói ra. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, tại trong vòng hai canh giờ, ra cho ta rõ ràng bình thuốc này xuất xứ, là từ cái nào tiệm thuốc bán ra là ai mua. Còn có, ra một chút chung nghệ nghệ quá khứ bệnh án, nhìn nào một cái trước kia có hay không phục dụng loại thuốc này ghi chép. Vâng, sư phụ, ta cái này đi. Hàng tinh trịnh trọng nói, quay người liền rời đi hắn hiện tại thế nhưng là tại lập công chuộc tội dù sao chung nghệ nghệ là tại hắn đi cùng tình huống dưới xảy ra chuyện bất kể nói thế nào hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm đợi đến hàng tin rời đi từ lân lần nữa đưa ánh mắt chuyển dời đến trực tiếp trên điện thoại di động hắn cầm điện thoại di động lên đi ra phía ngoài mở miệng nói ra triệu tổng làm phiền ngươi giúp ta một chuyện triệu diệp nghe vậy vội vàng tiến lên hỏi từ tổ trưởng ngươi cần ta làm cái gì yên tâm không quản là làm chuyện gì ta đều sẽ toàn lực phối hợp từ lân lập tức để cho các ngươi bình đài người tìm cho ta tìm tới cái kia id ẩn tàng gia hỏa hoặc là gọi thiên diện ác ma gia hỏa một khi có tin tức lập tức liên hệ ta tốt từ tổ trưởng yên tâm ta rất nhanh liền có thể điều tra ra trừ phi hắn không online nói đến triệu dịp liền cầm lên điện thoại bắt đầu gọi điện thoại tại hắn một loạt mệnh lệnh dưới, bọn hắn nhân viên kỹ thuật toàn bộ đều chạy lên, chỉ vì tìm tới cái kia ai đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa giờ. Tại bệnh viện Trương Triều cho Từ Lân đánh tới một cái điện thoại, nói cho hắn biết chung nghệ nghệ đã triệt để thoát khỏi nguy hiểm, vì thời đều có thể tỉnh lại, đến lúc đó liền có thể đối nó tiến hành hỏi thăm. Đợi nàng thức tỉnh thời điểm cho ta biết. Hắn nói một câu nói, liền trực tiếp dập máy điện thoại thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh liền là một tiếng đi qua. Chờ thời gian đi vào buổi tối 9 giờ thời điểm, từ lân cuối cùng nhận được cú điện thoại đầu tiên. Cú điện thoại là này hàng tinh bên kia đánh tới, hắn thông qua kết nối mạng bệnh viện ghi chép, còn có bảo hiểm y tế những này, cùng liên quan tới chung nghệ nghệ một chút quá khứ bệnh án chờ một chút, toàn bộ đều tiến hành điều tra. Sư phụ, căn cứ ta điều tra, cái kia bình thuốc là chung nghệ nghệ mình mua, mai Giang thành phố bên kia huynh đệ, đã cho chúng ta chụp hình phiến tới xác định là bản thân nàng về phần nàng trước kia có hay không cái này chuyện xưa bệnh án căn cứ ta điều tra không có loại tình huống này chung nghệ nghệ rất khỏe mạnh bởi vì trường kỳ luyện vũ đạo duyên cớ tố chất thân thể phi thường tốt từ lân nghe xong sắc mặt càng có chút khó coi nói như vậy nói chung nghệ nghệ là sớm liền bị người gài bẫy là cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông Hắn trầm mặt một hồi, nói ra. Đi, ta đã biết ngươi tiếp tục ra, nhất định phải đem chung nghệ nghệ trong khoảng thời gian này trải qua đều móc ra. Nhất là ba ngày trước, ta cảm giác sẽ có một chút còn sót lại manh mối, có lẽ bị chúng ta cho bỏ qua. Vâng. Sư phụ, ta hiểu được. Hàng tinh nói đến, cúp điện thoại. Mới vừa đưa di động thả lại đến trong túi, giữa lúc từ lân muốn tiếp tục từ hiện trường phát hiện án tìm vết tích thời điểm, lại là một trận điện thoại đánh vào. Hắn cầm lấy đến xem xét, chính là Triệu Diệp. Từ tổ trưởng, đã tra được, gia hỏa kia tự hồ tiến nhập 6767574 gian phòng. Hiện tại gian phòng kia streamer đang tiến hành trực tiếp, trên màn hình rõ ràng là một cái ác ma ảnh chân dung người, đang tại mạch bên trên cùng streamer trò chuyện. Ác ma ca tiểu tiểu tô hôm nay quá thảm rồi. Ngày cái này cấp 43 đại lão, là ta thấy qua đẳng cấp cao nhất đại lão giúp đỡ muội muội xong một lần bản hoặc là nói là mấy cái nhiệm vụ có thể chứ nữ streamer kẹp lấy cuốn họng tế thanh tế khí nói từ lân lại là bỗng nhiên thể giật mình nhịn không được thì thào một tiếng cấp 43 cấp 43 người sử dụng có cái gì kỳ quái sao triệu diệp nghe được từ lân nói nhịn không được hơi ngẩn người tại hắn trong ấn tượng có thể bị nhớ kỹ đó là những cái kia hơn cấp 50, mươi cấp 60 đỉnh cấp đại lão. Cấp 43 Nói thật tại Internet đại thế giới này bên trong, tại bọn hắn nhà mình bình đài bên trên, cũng không tính rất sáng chói. Từ lân nhưng là biểu môi, nói ra. Ta trước đó nhìn qua các ngươi nạp tiền thăng cấp, đến cấp 40, hẳn là cần tiêu hết 10 vạn A. À. Cấp 43, tăng gấp đôi còn chưa hết. Trong cuộc sống hiện thực, người bình thường khẳng định là không chơi nổi. Triệu Diệp ngẩn người, nói tiếp. Từ tổ trưởng, ngươi nói đúng. Trong cuộc sống hiện thực, dù là gia sản có mấy trăm vạn, chỉ sợ cũng có rất ít người sẽ lấy ra nhiều tiền như vậy, tới chơi trực tiếp. Dù là, là vì biến thái giết người. Có chút ý tứ. Từ lân cười cười, mở miệng nói ra. Gia hỏa này, không thiếu tiền, đó là tâm lý có chút biến thái. Ngay lúc này, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn đặc hiệu thiên diện ác ma, cho tiểu tiểu tô thưởng một cái hoa tử. Vẫn như cũ là hoa tử mở đường, với lại kéo đến tận ba cái, lập tức đem trực tiếp tiểu muội kích động đến không muốn không muốn. Từ lân không hề động, mà là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn muốn biết cái này thiên diện ác ma, vì cái gì tại mưu hại người khác thời điểm, còn muốn trước cho người ta khen thưởng một đợt, chẳng lẽ lại. Đây là muốn để người diệt vong trước khiến cho điên cuồng. Ý nghĩ này mới vừa nhảy ra, hắn liền nghe đến phòng trực tiếp bên trong bay ra một câu. Không cần cảm ơn, đây là mua mệnh tiền. Mua mệnh tiền ba chữ vừa ra streamer Tiểu Tiểu Tô thần sắc động lại, nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh trở về, vừa cười vừa nói. Đại ca đừng nói giỡn. Nếu như ngươi thật muốn mua Tiểu Tiểu Tô nói, cũng không phải không thể nha. Nhưng là ba cái hoa tử quá ít tình cảm là cần chậm rãi bồi dưỡng đâu cái kia nũng nịu ngữ khí ẩn giấu đi làm cho người ta mơ màng ám chỉ đây là nữ streamer quen dùng thoại thuật thủ đoạn chủ đánh liền hai chữ dụ hoặc các nàng dùng dạng này chiêu số không biết lừa lấy bao nhiêu người đối các nàng kính dân mình túi tiền ngoạ tào, lời này làm sao như vậy quen tai streamer ngươi đều phải lạnh còn ở nơi này hấp dẫn chứ đúng vậy a à đây là quỷ lấy mạng thao túng A. Có hay không treo đại có thể nói cho ta biết cái này quỷ lấy mạng là cái gì? Ta là từ một người trong lòng phòng trực tiếp đến đây, mới vừa tiểu streamer đã đưa đi bệnh viện, đoán chừng hiện tại đã treo. Ta cũng là mới từ bên kia tới, thiên diện ác ma, cái này ai đi một dạng, ngọa tàu. Đây là một vị ngoan nhân. Cái gì ngoan nhân, rõ ràng là quỷ lấy mạng. Hắn đi cái nào phòng trực tiếp, cái nào streamer hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số mưa đạn bay lên, cái kia gọi là tiểu tiểu tô nữ streamer sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng không nghĩ tới, cái này thiên diện ác ma đó là đoạn thời gian trước người người e ngại quỷ lấy mạng, bây giờ người ta thế mà để mắt tới nàng, như vậy nàng không phải liền là chỉ có một con đường chết. Ô ô! Đại ca, bỏ qua cho ta đi. Ta mới 20 tuổi, đại học đều không có đọc xong đâu vang cầu ngươi, đừng tới làm ta, ta sai rồi, ta lại không trực tiếp. Khóc rống cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên, cái này tiểu tiểu Tô trong nháy mắt một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem mặt bên trên trang điểm đều khóc hoa. A ha. Ha 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 ha. Cái kia thiên diện ác ma đánh ra một hàng chữ, dù là chỉ là văn tự hình thức, nhưng tất cả người khi nhìn đến sau đó, đều tự hồ nghe được bên tai quanh quẩn biến thái tiếng cười, để người không rét mà rung. Từ lân nhìn thấy một màn này, lúc này trực tiếp hạ tràng. Hắn trực tiếp bắt đầu tặng quà hình thức, một nhóm hoa tử xuống dưới, khoảng chừng 20 phát, trồng rã 6 vạn khối tiền, đánh ra một mảnh để người không kịp nhìn đặc hiệu. Ngoà tàu. Trim mờ nhà đại ca tới cứu trận. Chờ một chút, màn này làm sao như vậy có thao túng đâu. Là một lòng thượng nhân phòng trực tiếp vị kia đại ca. Chật chật, nghe nói đại ca cùng một người trong lòng offline gặp mặt, kết quả trực tiếp đem trong lòng người đưa y ta đi gia súc a người trong lòng cái kia tiểu mỹ nữ tuổi tác còn nhỏ như vậy làm sao ngươi biết đại ca đó là lão đầu tử đâu liền không thể là phú nhị đại cái nào treo đại nói cho ta biết một cái vị này là ai bình luận trong vùng có người trước đó nhìn qua chung nghệ nghệ trực tiếp lập tức liền nhận ra từ lân ai đi lập tức nghị luận lên với lại cũng có người kịp phản ứng khi chung nghệ nghệ đi qua vẫn chưa tới mấy cái giờ thời gian lần nữa mở ra trực tiếp thời điểm liền phát hiện nữ nhân này đang tại cắn thuốc nguyên một bình dược mở ra sau đó trên mặt nụ cười quỷ dị toàn bộ đều rót vào nàng tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong thậm chí còn muốn đem bình thuốc đều nhét vào ăn hết khủng bố như vậy một màn để phòng trực tiếp lúc ấy mấy chục người đều không rét mà rung gọi thẳng quỷ lấy mạng lại tới từ lân nhìn thấy bình luận khu bình luận quay đầu đối với triệu diệp nói ra triệu tổng làm phiền ngươi cùng bộ môn kỹ thuật gọi điện thoại cấm đoán tất cả người sửa đổi mình id tin tức còn có cho ta một cái có thể trực tiếp tại màn hình công cộng bên trên tuyên bố màu đỏ kiểu chữ quyền hạn tốt triệu dịp trực tiếp điểm đầu cầm lấy mình điện thoại bấm một cái mã số đợi đến điện thoại kết nối hắn đầu tiên là để bộ môn kỹ thuật trực tiếp cấm đoán sửa thông tin ngay sau đó liền cho từ lân một cái quyền hạn cầm tới quyền hạn về sau từ lân tại màn hình công cộng bên trên đặt xuống một đầu bắt mắt màu đỏ tin tức thiên diện ác ma tiền mua mạng đúng không vậy sao ngươi không có đem một lòng thượng nhân mệnh cho mua đi nàng hiện tại còn sống được thật tốt đâu yên tâm nàng sẽ chết thiên diện ác ma cũng đánh ra một hàng chữ từ lân ta dám cam đoan ngươi không có cách nào đối với cái này tiểu tiểu tô làm bất cứ chuyện gì hắn sẽ bình yên vô sự ha 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 không ai có thể ngăn cản ta ta là lấy mạng quỷ là địa phủ âm sai dương gian thần các ngươi phàm nhân chỉ xứng ở trước mặt ta run rẩy cảm thụ được bị thần linh chi phối sợ hãi a à. ha 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 từ lân y người mẹ nó có bị bệnh không đi ra ngoài mang thuốc không có mang thuốc uống không có ta cảm giác ngươi đầu óc rất không bình thường có phải hay không khi còn bé bị sinh ở thùng nước tiểu bên trong sau đó gắn gượng cho biệt xuất bệnh đến. Theo hắn đoạn chữ viết này phát ra mưa đạn bên trên lập tức xuất hiện một mảnh tiếng cười, những cái kia xem náo nhiệt không chê sự tình đại thủy hữu của mặt kệ 32-11, trước cho miệng này lại nói. Cái kia thiên diện ác ma chỉ là phát ra một cái phẫn nộ biểu lộ, không nói gì thêm. Từ lân nhìn về phía Triệu Diệp. Triệu Diệp gật đầu, lập tức để tổng bộ người đi ra, kết quả phát hiện đối phương offline lập tức cho ta cái kia tiểu tiểu tô ip địa chỉ tin tức các ngươi liên hệ nàng để nàng chỗ nào cũng không muốn đi ngay tại trong nhà chờ lấy ta từ lân mở miệng nói ra triệu diệp bên này tốc độ rất nhanh lập tức đem cái kia gọi là tiểu tiểu tô streamer vị trí cụ thể cho phát tới để từ lân hơi cảm thấy kinh ngạc là cái kia tên là tiểu tiểu tô streamer cư nhiên là đại vân thành phố người địa chỉ cũng tại đại vân thành phố tình huống có chút không ổn Trước đó những cái kia tử vong nữ streamer đều là Mai Giang thành phố người, mà bây giờ lại là xuất hiện ở Đại Vân thành phố, là hung thủ tại hai tòa thành thị, hay là nói có hai cái khác biệt hung thủ. Hắn không nhận được nghĩ đến trước đó hung thủ, ai đi là ẩn tàng, mà bây giờ tên hung thủ này gọi là thiên diện ác ma. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía Triệu Diệp, hỏi có thể hay không điều tra ra trước đó cái kia id cùng hiện tại cái này id có phải hay không cùng một cái triệu diệp lắc đầu nói không phải cùng một cái mới vừa chúng ta tổng bộ kỹ thuật tổ kỹ thuật tổng giám đã nói cái kia id là ẩn tàng vẫn là tồn tại mà cái này thiên diện ác ma là vừa vạn đăng ký một cái id lời này vừa ra từ lân thần sách trở nên ngưng trọng lên hắn trong lòng suy đoán không quản là cái nào Tình thế đều đã trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Đến cùng là một người vẫn là hai người. Nếu như là một người nói, có lẽ còn dễ nói, chỉ cần hắn bên này đem người bắt lấy nói, như vậy bản án liền có thể kết thúc. Nhưng nếu như là hai người, thậm chí là một tổ chức nói. Nghĩ đến cái này, hắn da đầu cũng nhịn không được hơi tê tê. Trên thực tế, hắn càng có khuynh hướng người sau, bởi vì một người tinh lực cùng năng lực đều là có hạn, trừ phi giống hắn loại này bực hắc tồn tại. Đối phương tinh thông internet, thậm chí giấu kín IP liền TikTok bình đại loại này đỉnh cấp công ty lớn nhân viên kỹ thuật cũng không tìm tới, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn năng lực đích xác rất mạnh. Với lại, bọn hắn còn hiểu đến dược vật dược lý, thậm chí có thể vô thanh vô tức tiếp cận chu nghệ nghệ, để nàng mua sắm dược vật, đồng thời tại đặc biệt thời gian ăn hết. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ là đã dính đến tâm lý đại sư năng lực. Đối phương hiểu máy tính, còn hiểu tâm lý học cùng tại phát hiện chu nghệ nghệ lúc kia, đối phương còn một mụn hô lên mình thân phận, tuyệt đối không chỉ một người. Bất quá bây giờ nói những này còn sớm, hắn nhất định phải đi trước đại vân thành phố một chuyến, đem cái kia tên là tiểu tiểu tô nữ streamer bảo vệ lại đến lại nói. Triệu Diệp là có nhãn lực thấy, hắn tự mình gọi tới mình máy bay tư nhân, mang theo từ lân cùng một chỗ chạy tới Đại Vân thành phố. Vẹn vẹn hơn một giờ thời gian, bọn hắn liền rơi xuống Đại Vân thành phố sân bay, sau đó từ lân, Hàng tinh cùng triệu dịp cái này tổng giám đốc không ngừng không nghĩ tìm được một tòa lầu trọ. Lầu trọ lầu 8, từ lân bọn hắn cuối cùng đi tới cái kia nickname gọi tiểu tiểu tô, tên thật gọi lương vi nữ streamer cửa nhà. Đông đông đông. Cửa bị gõ vang, ước chừng qua hai giây, cửa chống trộn đằng sau truyền đến một cái tràn ngập đề phòng âm thanh. Ai? Từ lân mở miệng. Cảnh sát, chúng ta mới vừa không lâu đang trực tiếp bình đài lên liên hệ qua, là ta để ngươi không nên đi ra ngoài răng rách cửa được mở ra một cái khe hở một tấm mang theo tái nhật mặt xuất hiện ở từ lân bọn hắn trong tầm mắt ngươi tốt lương vi nữ sĩ từ lân mở miệng lên tiếng chào sau đó lấy ra mình giấy chứng nhận đặt ở đối phương trước mặt lương vi nhìn qua hắn giấy chứng nhận sau đó ánh mắt lộ ra một ti kinh ngạc thần sắc ngươi tốt từ cảnh quan lương vi cuối cùng yên tâm triệt để mở cửa ra nàng ánh mắt nhìn từ lân sau lưng hàng tinh người sau lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười sau đó cũng lấy ra mình giấy chứng nhận cho lương vi nhìn thoáng qua hàng cảnh quan ngươi tốt lương vi hướng phía hắn nhẹ gật đầu tiếp theo khi nàng nhìn về phía đi theo từ lân phía sau bọn họ trung niên nam nhân thời điểm thần sắc lập tức khẽ giật mình ngươi ngươi là triệu triệu tổng nàng ngữ khí tràn đầy rung động, thậm chí bắt đầu cà lăm lên. Đây chính là Internet cự đầu A, nàng chỉ ở hai năm trước trận kia điển lễ, hoặc là tại bình đài niên hội trực tiếp, lại hoặc là trên poster thấy qua. Ngàn ức cấp phú hào A, thế mà tự mình đến đến nàng trong nhà, sao có thể không để cho nàng kích động? Không đối với là tâm động. Lương Vi không nói hai lời liền vọt tới triệu dịp trước mặt, đưa tay liền muốn ôm, thậm chí kích động đến muốn dân nụ hôn, bất quá lại bị triệu diệp lui lại hai bước, dùng tay chặn lại. Khụ khụ khụ. Hắn một mặt xấu hổ, liếc nhìn từ lân cùng hàng tinh. Giang tay ra biểu thị mình cũng không có làm gì. Hàng tinh khóe miệng giật, nữ nhân này, rõ ràng đó là cái trà xanh. Bọn hắn vì cứu nàng mệnh, ngàn dặm xa xôi chạy tới, nữ nhân này thế mà còn muốn lấy câu kẻ ngốc. Cũng không phải, giống triệu dịp loại này căn bản là không thể để cho làm kẻ ngốc, mà là kim quy tế. Bất quá, người ta đã hơn 50, ngươi một cái 20 tiểu cô nương nhào tới, thích hợp sao? Từ lân cũng ở trong lòng nhổ nước bọt. Đây thấy tiền sáng mắt nữ streamer, trong lòng bọn họ có lẽ đã không có cái gì luân lý đạo đức tiêu chuẩn. Hắn lúc này mở miệng nói ra. Ngươi tốt, lương vi nữ sĩ, từ giờ trở đi, tại 72 giờ bên trong, ta sẽ toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi, sẽ không để cho đối phương có thể thừa cơ hội. Vô lượng như thế nào, vì ngươi tự thân an toàn cân nhắc, xin ngươi phối hợp chúng ta. Các ngươi ở chỗ này. Không tiện a. À. Lương Vi nhìn xoáy khí từ lân, một thân cao phú xoáy bộ dáng hàng tinh, còn có một vị ngàn ức đại lão, trong lòng thình thịch nhảy lên, nhưng ngoài miệng còn nói lấy không cần. Yên tâm, chúng ta chỉ là bảo hộ ngươi. Hàng tinh nói ra. Lương Vi. Bảo hộ ta, làm sao bảo hộ đâu? Ba người các ngươi, ta. Khả năng không chịu đựng nổi A. À. Ngoà tàu. Triệu Diệp trực tiếp sổ một câu nói tục. Hàng tinh nhưng là bụng mặt, kém chút liền không nhịn được trốn bán sống bán chết. Từ lân khóe miệng cũng là kéo ra nếu như không phải là bởi vì mình bộ quần áo này, hắn thật hận không thể cho nữ nhân này đến bên trên một bàn tay, để nàng mẹ nó thấy rõ mình là mặt hàng gì. Bất quá hắn vẫn là cố nén trong lòng hỏa khí, nói ra, mời ngươi tự trọng chúng ta là cảnh sát a à, a à. đúng 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 cảnh sát thúc thúc ta sai rồi lương vi bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng nhận lầm nhưng này trên mặt hoàn toàn không có ý thức được sai lầm ý tứ từ lân cũng lười lại cùng nàng so đo liếc nhìn phòng khách về sau hắn chỉ chỉ lương vi gian phòng hỏi lương vi tiểu thư ta có thể đi vào kiểm tra một chút không nếu có vật phẩm nguy hiểm hoặc là đặc thù dược vật làm phiền ngươi giao cho chúng ta không có ta không có những vật này lương vi liền vội vàng lắc đầu cảnh quan không tin ngươi có thể đi vào tìm kiếm từ lân gật đầu cũng không có khách khí với nàng đi vào lục soát một lần gian phòng không lớn chỉ có năm sáu cái mét vuông bên trong đồ vật cũng rất đơn giản chỉ có một bộ trực tiếp thiết bị trên giường nhưng là một đống lớn gợi cảm quần áo từ lân đó là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt sau đó hắn cùng hàng tinh đối với toàn bộ căn hộ đều tiến hành kiểm tra xác định không có bất kỳ cái gì vật phẩm nguy hiểm sau đó liền để lương vi về đến phòng ba người bọn họ nhưng là trong phòng khách ngồi xuống sư phụ hiện tại làm sao hàng tinh hỏi từ lân lắc đầu trước nhìn trực tiếp a à. chú ý nữ nhân này phòng trực tiếp chỉ cần đối phương xuất hiện lập tức cùng ta nói ta trước nghỉ ngơi đợi lát nữa tiếp nhận ngươi. Tiếp lấy hắn đối với Triệu Diệp nói ra. Triệu Tổng, ngài tự tiện. Triệu Diệp có chút hưng phấn mà nói. Ta và các ngươi cùng một chỗ nhìn. Triệu Diệp có chút hưng phấn mà nhìn chầm chầm điện thoại màn hình, đi theo từ lân mấy canh giờ này, hắn phát hiện mình tựa như là mở ra một cái thế giới mới đại môn. Cùng bọn hắn sinh ý trên sân ngươi lừa ta gạt, các hiển thân thủ không giống nhau, loại này phá án giống như là đang tìm kiếm bảo tàng một dạng mỗi lần có mới đồ vật bị phát hiện liền sẽ cho người ta một loại nội tâm đều có thể sinh ra cộng minh cảm giác thành tựu từ lân ở phòng khách trên ghế salon nằm xuống nhắm mắt lại cũng không có đi ngủ mà là cắt tỉa tình tiết vụ án đối phương không quản là một người vẫn là một tổ chức hiện tại đều còn không có bất kỳ mặt mày vụ án này đúng là để người đau đầu hắn suy nghĩ một chút trong lòng bỗng nhiên khẽ động Tại hàng tinh cùng triệu diệp hai người kinh ngạc dưới ánh mắt, đi tới cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa được mở ra lương vi nhìn thấy đứng ở cửa từ lân, lại nhìn một chút trên ghế salon triệu diệp cùng hàng tinh, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng mà hỏi thăm. Ca ca, ngươi muốn làm gì nha? Cái kia kẹp người chết âm thanh, để từ lân nhịn không được cả người nổi da gà lên, hắn lạnh giọng nói ra. Ngươi thật dễ nói chuyện. Bây giờ trở về đáp ta, ngươi hôm nay, hôm qua hôm trước ba ngày nay bên trong đi qua địa phương nào gặp qua cái gì người không rõ chi tiết toàn bộ đều cùng ta nói một lần tốt nhất nói nếm qua thứ gì loại hình cũng đều nói cho ta biết lời này vừa ra tới nữ nhân kia nhíu mày nói cảnh sát ca ca ta đi nơi nào người thật giống như không có quyền can thiệp a à? ta không có phạm tội hiện tại là ta bị uy hiếp có được hay không từ đối phương trong giọng nói, có thể nghe ra một ti mâu thuẫn, còn có từng ti kinh hoảng. Rất hiển nhiên, nàng đang giấu giếm một ít đồ vật. Từ lân nhíu mày, lập tức mở ra thông tâm kỹ năng. Ta làm sao khả năng nói cho ngươi, ta cùng cha nuôi sự tình. Còn có Lý Thiếu, còn có Quách Ca, còn có ta Trương Đại Ca, còn có... Từ lân, y. Hắn một mặt không nói che cái tráng, cảm giác mình có phải điên rồi hay không lấy người ta e lịch duyệt e ứng phó bất luận kẻ nào đều dư xài có được hay không. Bất quá vô luận như thế nào, mình là cảnh sát, dù sao cũng phải tra rõ ràng, hắn nói. Ngươi không cần cùng ta nói cha nuôi ngươi những cái kia người sự tình, ta cần ngươi nói cho ta biết mấy ngày nay có hay không thấy qua người xa lạ, hoặc là nếm qua cái gì người xa lạ cho ngươi các loại đồ vật chờ. Trên Internet người cũng có thể. Ngươi nói cái gì a? À? ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, cái gì cha nuôi. Đi ra ta muốn nghỉ ngơi. Lương Vi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, không nói hai lời liền muốn đóng cửa. Hàng tinh cùng Triệu Diệp cũng nghe ra không thích hợp. Cái trước tiến lên, mở miệng nói ra. Mỹ nữ, xin phối hợp một cái chúng ta công tác. Từ lân trầm mặt. Ngươi có thể không cùng chúng ta nói, nhưng nếu như xảy ra sự tình, ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm ta đã dùng chấp pháp dụng cụ ghi chép, đem ngươi mới vừa nói nói vỗ xuống đến. Yên tâm, nội dung sẽ không dẫn ra ngoài, nhưng là chúng ta sẽ thu vào đến trong hồ sơ. Ngươi, kinh người quá đáng, các ngươi đều cho ta rời đi nhà ta. Nữ nhân bắt đầu có chút hung hăng càng quấy lên, bất quá ngay lúc này, triệu dịp đi tới. Hắn tiện tay móc ra một tấm thẻ đen, nói ra. Bên trong có 200 vạn hạng mức, chúng ta chỉ là muốn biết đáp án, ta muốn người hẳn là sẽ không cự tuyệt a à. ta tạ ơn triệu tổng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữ nhân cười hì hì tiếp nhận hoàn toàn không có mới vừa cái kia một bộ bộ dáng từ lân sắc mặt nhất thời tối sầm lại mẹ nó đây là chỉ nhận tiền bất quá cũng thế bằng không nàng ê e, lịch duyệt ê e cũng sẽ không sâu như vậy tiếp xuống triệu dịp liền cho bọn hắn phô bày một cái cái gì gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến đạo lý lương vi đêm mình mấy ngày nay gặp phải người xa lạ còn có làm qua sự tình cùng nếm qua đồ vật đều nói một lần liền trên mạng gặp được sự tình cũng đều nói từ lân nhíu nhíu mày gặp phải mấy người xa lạ đều là thấy được nàng xinh đẹp muốn bắt chuyện còn có đó là ăn đồ vật đều là chính nàng từ siêu thị mua về thức ăn nhanh cũng không có điểm thức ăn ngoài cái gì tại internet bên trên nhận thức mấy cái có chút tiền nhưng cũng không lớn phương đại ca, song phương hàng huyên lập tức không có nói tiếp. Đúng, còn có cái đại ca cho nàng đề cử mấy bài hát các loại. Những nội dung này đối với bản án, trên cơ bản không có trợ giúp gì, từ lân nhíu mày, lo lắng lấy có phải hay không đem cái này nữ nhân đưa đến bệnh viện bên trong đi nghiệm cái máu cái gì. Triệu Diệp cười ha hả đem thẻ đặt ở lương vi trong tay, nói ra. Tiểu cô nương, thẻ này cất kỹ. Hàng tinh nhịn không được vụng trộn cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái, nói. Triệu lão bản, xuất thủ thật là xa hoa A. Đưa tay đó là hai trăm vạn, ngài là thật không đem tiền khi tiền A. Triệu dịp cười cười, tại lỗ tay hắn nhẹ giọng nói ra. Ta nói qua có hai trăm vạn hạn mức, cũng không nói muốn cho nàng A. Thể là ta, tùy thời có thể lấy đóng băng không phải sao? Lão hồ ly. Hàng tinh nhìn hắn một cái đó là ta đối với tiền vẫn là rất coi trọng. Triệu Diệp Lơ đỉnh gật đầu nói. Từ lân ngũ giác so với bình thường người cường rất nhiều, hắn tự nhiên nghe được hai người nói chuyện, bất quá hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Lương vi dạng này nữ nhân, không cần nói gì với nàng đạo nghĩa. Không phối hợp cảnh sát phá án, cái kia chính là một đầu có thể bắt vào đi tội danh. Hắn đang nghĩ ngợi, có phải hay không để Triệu Diệp lấy thêm ra một tấm thẻ, đem nàng lắc lư đến bệnh viện kiểm tra thân thể thời điểm, đột nhiên Lương Vi trong phòng truyền ra một trận trầm bổng tiếng âm nhạc âm. Tự hồ là hắn điện thoại tiếng chuông, nghe được thanh âm này thời điểm, Lương Vi rõ ràng thần sắc giật mình, sau đó không biết vì sao trong tay thẻ đột nhiên liền rơi trên mặt đất. Ngay sau đó từ lân liền thấy nàng giống như mộng du một dạng chậm rãi xoay người hướng phía bên giường đi qua. Đi vào trước giường, nàng liền bắt đầu cởi quần áo. Từ lân ba người thần sắc cũng thay đổi biến, lúc này muốn lui ra ngoài, Bất quá nghĩ đến lúc này quỷ dị, từ lân lập tức đối với Triệu Diệp nói ra. Triệu Tổng, ngươi cho ta nhìn chằm chằm, nhớ kỹ, bất luận nàng muốn làm gì, đều muốn ngăn cản nàng. T. Ta nhìn chằm chằm. Không được, không được, từ Tổ trưởng, chuyện này là phạm pháp. Triệu Diệp nghe cũng gấp, và nhất bị nữ nhân này lừa bịp lên làm sao làm. Dựa theo đối phương thái độ, đây rất có thể A đến lúc đó trong nhà nàng dâu làm sao làm hài tử chỗ nào giải thích thế nào bí thư bên kia cũng muốn nói rõ ràng cho nên tuyệt đối không được từ lân lại là không nói lời gì một tay đem đẩy lên trong phòng vừa nói đừng nói nhảm liền khi giúp một chút coi như ta thiếu ân tình của ngươi nghe được nhân tình triệu diệp không bình tĩnh hắn có chút kích động liếc nhìn cái kia đảo mắt đã đem áo đều cởi đi bóng lưng cắn răng, cứ dựa theo từ lân nói, đứng ở phía sau quan sát lên. Chỉ cần Lương Vi làm ra cái gì đặc biệt cử động, hắn khẳng định sẽ trước tiên xông đi lên, ngăn lại nàng. Ô! Tích tích! Nha lạp lạp! Âm nhạc âm thanh trong phòng quanh quẩn, triệu dịp nhìn không chuyển mắt. Nhắc tới vốn là phúc lợi, nhưng hắn tâm lý lại là có chút khác cảm xúc tại dâng lên. Đây là một loại bạo ngược khí tức, trong hốc mắt thời gian dần qua lộ ra từng tơ máu. Sư phụ, hiện tại làm sao xử lý cửa gian phòng Hàng tinh đối với từ lân mở miệng hỏi từ lân tức giận nhìn hắn một cái nói còn có thể làm sao chờ xem ngươi nói gia hỏa kia có thể hay không thú tính đại phát a à? nếu là dạng này chúng ta là không phải liền thành đồng lõa Hàng tinh có chút bận tâm hỏi dù sao bọn hắn hai cái thân phận đặc thù nếu là thật phát sinh sự tình có miệng đều nói không rõ ràng từ lân cũng không có biện pháp chỉ có thể cười khổ hai tiếng hắn tâm lý suy nghĩ có phải hay không phải đem phương thanh ảnh hoặc là tiêu tuyết cho gọi vào bên này nếu như các nàng hai cái tùy ý một cái tại nơi này như vậy hôm nay sự tình liền dễ làm mà không phải để triệu diệp gia hỏa kia ở bên trong trông coi và nhất thật xảy ra sự tình cũng không phải nói đùa bất quá từ lân cũng tin tưởng triệu diệp định lực nếu như một cái ngàn ức cấp bậc phú hào liền đây điểm dụ hoặc cũng đỡ không nổi, như vậy gia hỏa này cũng không xứng khống chế lớn như vậy công ty. Kỳ thực mới vừa từ lân hoàn toàn có năng lực ngăn cản đây hết thảy. Bành. Đông. Lạch cạch. Hai người đang nghĩ ngợi khả năng phát sinh tình huống, đột nhiên trong phòng phát ra kịch liệt âm thanh. Từ lân biến sắc, lúc này rốt cuộc không lo được cái khác, bước nhanh đi vào. Bọn hắn mới vừa vào cửa, liền thấy triệu diệp đang dùng đôi tay bóp lấy lương vi cổ miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng gào thét tựa như một đầu giả thú một dạng từ lân ánh mắt bỗng nhiên nheo lại hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đặt ở đầu giường bên trên điện thoại điện thoại kia bên trong truyền phát ra âm nhạc có chút quỷ dị mới chỉ là nháy mắt hắn cảm giác mình liền bị loại thanh âm này ảnh hưởng trong lòng sinh ra một cổ bạo ngược chi khí thanh âm này không thích hợp hắn mở miệng nói đến lập tức đi qua cầm điện thoại di động lên đột nhiên một quyền liền đập bể âm thanh im bặt mà dừng triệu diệp cũng tại hàng tinh ngăn lại phía dưới ngừng lại hắn ánh mắt chậm rãi khôi phục thần thái chờ thấy rõ ràng trước mặt tình huống sau đó hắn thần sắc trở nên có chút âm trầm ta mới vừa thế nào hàng tinh triệu tổng được a mỹ nữ đặt ở trước mắt ngươi thế mà còn muốn người ta mệnh từ lân đi tới nói ra mới vừa nghe cái kia âm nhạc ngươi cảm nhận được cái gì ta cũng nói không rõ ràng đó là cảm thấy đặc biệt phẫn nộ tâm lý giống như có một cổ khí muốn xông ra đến một dạng sau đó huyết áp phía trên liền mất lý trí triệu dịp lắc đầu mang trên mặt nghĩ mà sợ thần sắc hắn nhìn về phía đã ngất đi lương vi đôi tay cũng nhịn không được run một cái đi thôi trước tiên đem người đưa bệnh viện từ lân mặt âm trầm Ánh mắt bên trong lóe ra một vệt sát ý. Không quản đối phương là một người vẫn là một tổ chức. Lần này là thật làm phát bực hắn. Liên tiếp đánh mặt, còn tại trước mặt hắn động thủ, thật sự coi chính mình là tên phế vật sao? Được ca. À? đã như vậy nói, vậy liền hảo hảo đỏ sức đỏ sức, nhìn xem các ngươi đến cùng có cái gì năng lực. Muốn nhìn mỹ nữ streamer đúng không? Ta cũng thỏa mãn các ngươi. Lương Vi được đưa đến bệnh viện sau đó, đi qua bác sĩ kiểm tra không có cái gì trở ngại bất quá nàng thể nội có một loại kỳ quái độc tố tự hồ là tinh thần loại dược vật từ lân nghe được bác sĩ nói về sau lập tức liền hiểu được cái kia thiên diện ác ma trước lúc này đã đem lương vi trở thành mục tiêu cho nên trước đó liền đã hạ độc chỉ bất quá nữ nhân kia mình cũng không biết mình trúng độc ha ha ta chờ đám các ngươi từ lân cười hắn bắt đầu làm chuẩn bị Sáng sớm hôm sau thời điểm, hắn đi ra ngoài mua một chuyến đồ vật, tiếp lấy liền nút ở trong phòng, ước chừng qua chừng 2 giờ, lắc mình biến hóa cư nhiên trở thành một cái quyến rũ gợi cả mỹ nữ. Nữ trang đại lão, online lai. Khi từ lân từ trong phòng đi ra sau đó, hàng tinh cùng triệu diệp hai cái kém chút đều muốn đem trọng mắt đều trợn lồi ra. Sư phụ, ngài. Nghiêm túc sao? Hàng tinh khóe miệng co giật lấy, mở miệng cẩn thận từng ly từng tí hỏi từ lân nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi nếu là dám nói ra nói, tự gánh lấy hậu quả. Hắc hắc. Không dám, tuyệt đối không dám. Hàng tinh liền vội vàng lắc đầu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới từ lân, không thể không để mà nói là hiện tại sư phụ, quả thực là so nữ nhân còn muốn đẹp, so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Đương nhiên, khác nhau đó là một chút vừa khi ngụy Trang còn không có làm, ví dụ như nói bộ ngực chờ chút. Nhưng những vật này đối với có được trở mặt kỹ năng từ lân đến nói, hoàn toàn cũng không phải là chuyện. Lại qua không sai biệt lắm một tiếng, hắn cuối cùng đem mình trang điểm tốt, giờ này khắc này hắn, lắc mình biến hóa, thành một nữ nhân. Không chỉ như vậy, đi đường tư thái, cũng hoàn toàn mô phỏng gợi cả mỹ nữ, nóng bỏng xinh đẹp. Sau đó hắn để hàng tinh chuẩn bị cho mình tốt trực tiếp thiết bị, đồng thời mở ra một cái thay đổi giọng nói, tân chú sách một cái phòng trực tiếp, liền bắt đầu tiến hành trực tiếp. Hàng Tinh cùng Triệu Diệp hai người ngồi ở bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, xem đi xem lại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ lân thế mà lại dùng dạng này phương pháp đi cám dỗ hung thủ tới cửa. Loại này ôm cây đợi thỏ phương pháp, thật biết hữu hiệu sao? Triệu tổng chờ một chút. Sư phụ ta mới vừa bàn giao ngươi cái gì? Hàng Tinh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mới vừa từ lân lôi kéo Triệu Diệp, ở một bên nói mấy câu, thế là tò mò hỏi thăm lên triệu diệp nghe vậy mở miệng nói ra hắn nói để ta đem những cái kia xinh đẹp điểm nữ streamer đều phong hào chí ít cũng là để các nàng trước ngưng phát hình một đoạn thời gian sau đó để cho chúng ta bộ phận kỹ thuật nhân viên cho hắn phòng trực tiếp dẫn lưu hàn tinh y không hổ là sư phụ ta hắn là muốn để hung thủ không có lựa chọn khác a à. triệu diệp nhẹ gật đầu nói cũng không biết có được hay không Hàng tinh không có trả lời, hắn từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới từ lân năng lực, bao quát hiện tại trở thành nữ trang đại lão, hắn liền hiểu sư phụ dụng ý. Trải qua dẫn lưu phòng trực tiếp, lập tức liền tràn vào không ít người. Trong đó rất nhiều gia súc khi nhìn đến từ lân tướng mạo sau đó, từng cái đều kinh động như gặp thiên nhân, hận không thể xuyên qua màn hình đến cắn một cái. Không có cách, hắn tan trang quả thực là quá yêu. Tăng thêm một chút mỹ nhan tốt đẹp bạch công năng, từ Lân trên mặt cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tì vết, gương mặt này, phản phất là thần tiên điêu khắc ra đồng dạng, hoàng mỹ không một tì vết. Thích uống vì trạch nước, cho ngươi thưởng một cái hoa tử. Hồng hồng hỏa hỏa, cho ngươi thưởng một cái máy bay. Cho ngươi thưởng một cổ xe thể thao. Từng cái lễ vật đặc hiệu không ngừng mà xuất hiện, Từ Lân một bên chọn lựa mấy vấn đề trả lời một cái, một bên nhìn chăm chú lên mưa đạn bên trên xuất hiện những tin tức kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến trực tiếp kết thúc, Từ Lân cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn tại phòng trực tiếp bên trong, hơi tiết lộ một chút tin tức, sau đó còn lại đó là ôm cây đợi thỏ. Bất kể như thế nào, hắn có thể cảm giác được, gia hỏa kia, hoặc là nói bọn hắn những cái kia người, hẳn là đều thấy được mình. Dù là không nhìn thấy, bọn hắn cũng biết trước tiên tìm đến mình thân phận tin tức. Thật không may, hắn đem mình danh tự cùng thân phận tin tức cùng địa chỉ đều rõ ràng viết ở bên trên. Đến A. Ta chờ ngươi. Từ lân đóng lại trực tiếp một khắc này, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt cười lạnh. Lần đầu tiên trực tiếp, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Từ lân ra khỏi phòng thời điểm, hàng tinh cùng triệu dịp hai cái vẫn như cũ còn ở bên ngoài chờ lấy. Sư phụ, thế nào? Hàng tinh có chút vội vã không nhịn nổi mà tiến lên hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, sư phụ đều đã nữ trang đại lão, đoán chừng hung thủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện thân A. Từ lân. Cấp cái gì chờ đã, để đạn bay một hồi. Triệu Diệp, ý. Hàng tinh. Sư phụ, ta trước điểm cái thức ăn ngoài A. Từ lân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Bất quá đột nhiên, hắn lại nhịn không được vỗ vỗ cái trán nói. Suýt nữa quên mất, cho tiểu phương gọi điện thoại, để nàng tới đây một chút chúng ta đội ngũ bên trong, đến có một nữ nhân mới được, nếu không không tiện lắm. Nói thật hắn có nắm chắc để cái kia hung thủ để mắt tới mình. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, nếu như người ta trước để mắt tới người ta đâu. Hàng tinh gật đầu, lúc này lấy ra điện thoại, bấm phương thanh ảnh điện thoại. Nghe được từ lân triệu tập, phương thanh ảnh không nói hai lời, trực tiếp liền thu thập đồ vật đi đại vân thành phố, trước sau liền dùng hơn ba giờ, người đã đến từ lân trước mặt nhìn một thân hi ngang tư thế oai hùng Phương Thanh Ảnh đứng ở trước mặt mình, từ lân trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Phương Thanh Ảnh lại là sửng sốt nửa ngày, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát về sau, mới khó có thể tin đi lên trước. ôm một cái nữ trang từ lân, nói ra. Lão đại, đã lâu không gặp. Động tác này, để bên cạnh hàng tinh nhịn không được nhếch miệng, sau đó nhẹ nhàng ho một tiếng. Phương Thanh ảnh lập tức quay đầu, nhìn gia hỏa này, trừng mắt quát lớn ta cho ngươi mặt mũi có đúng không? đây là lão đại, ta ô một cái thế nào? hàng tinh, trước ngươi nhìn mỹ nữ ta đều không có cùng ngươi so đo. từ lân, y. hai người các ngươi, đây là. câu được. từ lân mặt mũi tràn đầy giật mình, không nghĩ tới hàng tinh có thể đem cái này băng sơn nữ pháp y bắt lại đến, xem ra võ quyết dày có móng tay nhọn đây chuyện xưa đích xác không giả. lão đại, nói câu đáp có chút không thích hợp a. À? chúng ta đây là lưỡng tình tương duyệt phương thanh ảnh hơi đỏ mặt hắn nói được ca à? tiểu tử vô thanh vô tức liền nàng dâu đều có hai người các ngươi dự định lúc nào làm việc vui phương thanh ảnh sắc mặt càng là đỏ lên mấy phần nói lão đại làm sao cũng phải tại ngươi đằng sau a à? hai chúng ta hiện tại còn không xác định chỉ là đang thí nghiệm giai đoạn cái gì gọi là giai đoạn thí nghiệm? Phương Thanh Ảnh, ngươi nói cho ta rõ. Chúng ta rõ ràng đều đã. Im miệng. Phương Thanh Ảnh vừa trừng mắt, Hàn tinh lập tức ngượng ngùng im miệng. Khụ khụ khụ. Từ lân ho nhẹ vài tiếng. Đã nhìn ra giữa hai người này cố sự sợ là hơi dài. Bất quá hắn cũng không phải cái gì bác quái người, mà là nghiêm nghị nói ra. Đi, các ngươi hai cái đủ nhớ kỹ tú ân ái chết nhanh Hàng tinh sư phụ ngài không chúc phúc còn chưa tính thế nào còn dội nước lạnh đâu cút đi từ lân cười mắng một tiếng tiếp lấy nhìn về phía phương thanh ảnh hỏi nói chính sự tiểu phương ngươi công cụ đều mang theo sao phương thanh ảnh nhẹ gật đầu lập tức mở ra mình trương hành lý sau một khắc liền từ bên trong lấy ra từng loại công cụ toàn bộ đều là pháp y khám nghiệm đồ vật trừ cái đó ra còn có hàng loạt hóa học máy kiểm tra mảnh cùng công cụ chờ chút nàng nói tất cả đồ vật đều đủ lão đại công việc gì từ lân từ hôm nay trở đi ngươi liền phụ trách kiểm tra là được chúng ta tất cả tiếp xúc qua đồ vật đều kiểm tra một lần đồ ăn trước khi ăn cũng đều cần tiến hành các phương diện kiểm tra rõ ràng mặc dù lượng công việc có chút lớn nhưng phương thanh ảnh vẫn như cũ không chút do dự đáp ứng xuống liếc nhìn thời gian, từ lân đối với bên cạnh hàng tinh nói ra. Từ giờ trở đi, sinh hoạt hàng ngày ngươi đến phụ trách. Tốt. Hàng tinh gật đầu. Từ lân sau khi phân phó xong, liền bắt đầu nghỉ ngơi lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã vượt qua 3 tiếng, hiện tại là buổi tối 9 giờ. Từ lân ăn một chút đi qua phương thanh ảnh xét nghiệm, không có bất cứ vấn đề gì thức ăn ngoài sau đó, liền nhấc lên trực tiếp thiết bị, bắt đầu trực tiếp lên. Đi qua buổi sáng 2 tiếng trực tiếp, hắn phòng trực tiếp ở người hâm mộ thì đã có hơn nghìn người, không thể không để mà nói là hắn nữ trang năng lực đích xác là cường. Mới vừa tiến vào phòng trực tiếp, liền có không ít gia súc đều chiếm được hậu trường để đưa, sau đó từng cái lần lượt tiến vào phòng trực tiếp. Nhìn thấy những cái kia treo tao nói, từ lân khóe miệng nhịn không được giật giật, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, hoàn toàn liền xem như nhìn không thấy. Hàng tinh, Phương Thanh Ảnh, Triệu Diệp ba người, cũng cầm lấy phòng trực tiếp, tại soát từ lân trực tiếp. Nhìn trong màn ảnh phong tình vạn chủng mỹ nữ, suy nghĩ lại một chút trước đó cái kia từ tổ trưởng, trong lòng ba người cũng nhịn không được bùi ngùi mãi thôi, nếu để cho những cái kia thủy hữu biết bọn hắn luôn mồm hô thân ái, lão bà, bảo bối là nữ nhân nói, đoán chừng sẽ hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Thiên diện ác ma, cho ngài thưởng một phát hoa tử. Đột nhiên phòng trực tiếp bên trong liên tục ba lần phiêu hồng, theo sát phía sau đó là một đầu chữ cái xuất hiện ở từ lân trong tầm mắt. Mỹ nữ, ta nhìn chúng ngươi, khạch khạch. Từ lân thần sắc đột nhiên ngưng tụ, rốt cuộc đã đến a. À. Đều nhanh đợi một ngày, gia hỏa này cuối cùng hiện thân, như vậy thì nên đến thu lưới thời điểm, hắn cười mỉm nói. Cảm ơn đại ca hoa tử, đại ca ăn a. À. Muội muội mới vừa điểm thức ăn ngoài hơi nhiều, hiện tại ăn không hết, bằng không đại ca cũng cùng một chỗ đến ăn chút. Ngoà tàu. Trì mờ, ngươi đây là dự định gặp mặt đầu óc đau đây là cái gì ngu xuẩn nữ nhân thiên diện ác ma streamer ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao bấm ngón tay tính toán streamer sống không quá ba ngày trong nháy mắt vô số mưa đạn bay lên từ lân lại là căn bản không để ý tới chỉ là nhẹ nhàng cười cười liền một lần nữa nương đến mình trên chỗ ngồi hai mắt hơi nheo lại mang theo một vệt nụ cười dựa vào đây là cái gì ngu xuẩn ta phục các ngươi nói có khả năng hay không, đây là một vị cảnh sát tỷ tỷ. Ta cũng hoài nghi, nàng có phải hay không cố ý muốn câu thiên diện ác ma mắc câu? Rất có thể, bằng không ai sẽ dũng như vậy. Lúc này, mưa đạn tung bay lên, từ lân khóe miệng giật, thật đúng là bị đoán được. Nhưng này lại như thế nào, bên cạnh mình liền hàng tinh cùng phương thanh ảnh hai cảnh sát, còn có một cái triệu diệp, chỉ là một lão bản mà thôi. Toàn bộ đại vân thành phố cảnh sát, không có ai biết bọn hắn đến, liền tính đối phương điều tra, cũng tuyệt đối ra không xuất từ mình cùng cảnh sát có nửa xu quan hệ. Cho nên, mặc dù suy đoán, nhưng không có người sẽ tin tưởng. Tốt. Trim mờ biết uống rượu không, cùng uống điểm. Thiên diện ác ma mưa đạn xuất hiện lần nữa. Uống rượu coi như xong chậm trễ sự tình. Đại ca không ngại nói, liền đến ngồi một chút, nhà ta mèo sẽ 720 độ lộn ngược ra sau toàn bộ phòng trực tiếp đều bị một câu nói kia chỉnh mộng bức. Đây là trực tiếp sao đơn giản tựa như là đang nói sinh ý có được hay không? Một câu về sau, chờ thật lâu, đều không có thu được bất kỳ hồi phục. Từ lân nhíu nhíu mày, chẳng lẽ lại mình thân phận thật đúng là bại lộ? Ngay tại từ lân lo lắng cho mình thân phận bại lộ sau đó, trong lúc bất chợt hậu trường nhắc nhở, hắn thu vào một đầu mới tin tức. Lúc này hắn liền ấn mở đến xe một chút, kết quả là nhìn thấy đối phương phát tới một đầu tin tức muội muội có thể nói cho ta biết ngươi ở nơi đó sao từ lân y quá buồn nôn bất quá vì đem đối phương cho lắc lư tới hắn vẫn là đánh một hàng chữ ca ca vạn phúc vườn tiểu khu đâu ngươi sẽ không thật muốn đi qua a à? thôi được rồi ta mới vừa là nói đùa ta một người ở sợ hãi ca ca không cần hàng tinh y triệu diệp ý phương thanh ảnh e ba người tập thể choáng váng đây muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào còn có thể biểu hiện được lại rõ ràng một chút sao từ đầu tới đuôi bọn hắn đều cảm thấy từ lân biện pháp này đã thất bại đám dân mạng thảo luận phi thường có đạo lý hắn thân phận quá làm cho người ta hoài nghi nếu như bọn hắn là hung thủ nói tuyệt đối không có khả năng tới cửa ngược lại sẽ trực tiếp rút khỏi internet đem cái này hào cho gạch bỏ rơi cho dù là sau khi thấy đài tin tức, bọn hắn cũng cảm thấy đối phương chỉ nói là nói chuyện thôi, thật tới khả năng cực thấp. Mà từ lân nói giống như đó là ám chỉ người khác mau lại đây, ta ở chỗ này chờ ngươi, đây cũng quá không thể chờ đợi điểm A. Người ta thật có thể bị lừa mới là lạ. Từ lân tự nhiên cũng nhìn thấy ba người bọn hắn ánh mắt, nhưng hắn vẫn như cũ lơ đỉnh, trực tiếp ước chừng sau một tiếng, lại thu hơn ngàn khối tiền lễ vật, hắn liền cùng đám kia gia súc một giọng nói tạm biệt, trực tiếp tắt livestream sư phụ ngài dạng này thật có thể đem đối phương cho lắc lư tới hàng tinh nhịn không được mở miệng hỏi từ lân nếu là tiêu tuyết tại nơi này liền không sẽ hỏi vấn đề này triệu dịp từ tổ trưởng ta là thật xem không hiểu phương thanh ảnh cũng lắc đầu cười khổ nói lão đại ngươi đây làm được cũng quá rõ ràng ta cảm giác chỉ cần là người đều sẽ không dễ dàng bị lừa từ lân. Không, các ngươi đều sai. Hắn sẽ, với lại. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Không đợi ba người mở miệng hỏi thăm vì cái gì, hắn liền nói ra. Đối với một cái tự tin, kiêu ngạo, cố chấp tên điên đến nói, dù là biết rõ là một cái đầm rồng hang hổ, hắn đều sẽ tới nơi này nhìn xem tình huống. Tự tin như vậy một người, tại nhìn thấy con mồi thời điểm, làm sao khả năng tùy tiện từ bỏ đâu. Có lẽ hắn sẽ do dự, hoặc là nói không dám lập tức động thủ, thế nhưng là ta cho rằng, hắn chí ít sẽ nếm thử. Các ngươi cũng đừng quên, trước đó hắn cùng ta khiêu khích tới, càng là biết ta tồn tại, liền chứng minh gia hỏa này vòng xã giao không đơn giản, có khả năng cùng quan phương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn lần lượt tại ta bảo vệ dưới mưu hại nữ streamer, đồng thời đều phải xính, chỉ sợ cảm giác thành tựu đều có thể làm cho hôn mê hắn đầu óc. Cho nên, làm sao khả năng không đến đâu? với lại. Bất kể nói thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi một điểm, phòng trực tiếp bên trong là một cái mỹ nữ, vẫn là đỉnh cấp mỹ nữ, không phải sao? Nghe được từ lân nói, ba người nhất thời cảm thấy tâm lý có chút run rẩy. Đây là đem nhân tính nhìn đến mức quá nhiều thấu triệt, mới có thể nói ra những lời này. Một cái hung thủ nội tâm phân tích, bị từ lân nói ra bọn hắn luôn cảm giác mình cũng không dám cùng từ lân nhìn nhau, và nhất trong lòng mình ý nghĩ cũng bị đối phương cho một chút đã nhìn ra đâu. Lúc này, ba người bọn họ đều lui về sau một bước, thậm chí cũng không dám đi xem từ lân con mắt. Loại năng lực này, thật là đáng sợ. Hàng tinh. Sư phụ, ngài sẽ không có bằng hữu. Từ lân nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Bằng hữu của ta nhiều là phía trên đám kia đại lão, từng cái đều cầm ta làm bằng hữu. Triệu Diệp, y. Phương Thanh Ảnh, y. Hàng Tinh, y được rồi giữa người và người là không thể so dù là triệu dịp cái này ngàn ức cấp bậc đỉnh tiêm phú hào giờ phút này cũng cảm thấy mình cùng trước mặt người trẻ tuổi này không quản là tầng thứ vẫn là cảnh giới đều kém rất nhiều người ta là cùng đỉnh tiêm chính giới đại lão chơi sĩ nông công thương cái này sĩ tại cổ đại đều là xếp tại đệ nhất đặt ở hiện đại cũng là cũng giống như thế tuy nói thương bây giờ không phải là đê đẳng nhất nhưng so với sĩ đến nói còn hơi kém hơn bên trên không ít bằng không mình cũng sẽ không hấp tấp đến đây nói trở lại đi theo từ lân hai ngày này đích xác là rất kích thích nếu không phải mình trái tim thật tốt chỉ sợ hiện tại đã tại bệnh viện bên trong với lại kém chút còn giết người có thể không kích thích sao từ lân cũng không để ý ba tên này bắt đầu tháo trang sức đồng thời hắn đối với hàng tinh nói ra ngươi đi cùng vật nghiệp câu thông một chút cho ta tại tiểu khu an bài cái cương vị, ân. Liền lựa chọn cửa ra vào canh cổng đại gia A. Vạn phúc vườn tiểu khu là một cái của kỹ tiểu khu, ngay tại thành trung thôn bên cạnh. Cùng thành trung thôn lầu trọ so sánh, bên này vẽ ngoài bên trên hơi của một chút, nhưng bên trong phòng ở kết cấu cùng lắp đặt thiết bị đều coi như không tệ, thích hợp người trẻ tuổi ở lại. Mà tiểu khu phòng ở, phần lớn cũng đều là bị rất làm thêm trực tiếp công ty, còn có người cho mướn đến từ lân hắn đã muốn câu hung thủ đi ra tự nhiên là đối với tất cả đều làm đầy đủ cân nhắc. Bao quát thời gian, địa điểm, cùng mình thân phận chuyển biến chờ một chút, đều bao quát tại trong đó. Rất nhanh vạn phúc vườn tiểu khu cửa ra vào liền có thêm một cái hơn 50, nhanh 60 tuổi lão đại gia. Hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cười lên một đôi mắt đều nhanh không thấy được, một mụn hung khói răng, đen hoàng hắc hoàng, nhìn lên đến có chút buồn nôn vị lão đại này gia tự nhiên cũng là từ lân trở mặt sau đột nhiên nhiều xuất hiện. Mà nguyên lai canh cũng vị kia lão đại gia, nhưng là bị hàng tinh an bài ra ngoài xung quanh ba ngày bơi. Từ lân ngồi tại cửa ra vào phòng thường trực xem báo chí, thỉnh thoảng nhìn từng cái ra ra vào vào chủ xí nghiệp hoặc là người thuê, cười cùng bọn hắn chào hỏi. Rất nhiều chủ xí nghiệp cũng không nhận ra hắn, nhau nhau lộ ra nghi hoặc thần sắc, còn mở miệng hỏi thăm hắn là ai, từ lân lập tức đưa ra giải thích chủ xí nghiệp nhóm cũng không có để ở trong lòng, quay người vào cửa. Mà những cái kia người thuê, căn bản liền không quan tâm những chuyện đó, lễ phép cùng hắn lên tiếng chào về sau, liền đi vào bên trong. Từ lân đây chờ đợi ròng rã một buổi tối, sau nửa đêm thời điểm, hắn ngay tại trong phòng an ninh làm xong giường chiếu ngủ xuống tới. Đợi đến đại khái buổi sáng 4, 5 giờ thời điểm, hắn lúc đầu nhắm hai mắt hơi mở ra một cái khe hở, trong ánh mắt lóe ra sắc bén hào quang. Hắn nhìn như đang ngủ, kỳ thực căn bản là không có ngủ, mà là thời khắc lưu ý lấy xung quanh động tĩnh. Cửa ra vào đường phố bên trên, thỉnh thoảng có xe chiếc đi qua, hắn đều nghe được rõ ràng. Mà sở dĩ mở hai mắt ra là bởi vì hắn phát hiện có một cỗ xe gắn máy, lần thứ tư từ tiểu khu cửa ra vào đi qua, không chỉ như vậy, người điều khiển còn tại cửa ra vào giảm tốc độ trong chốc lát, và dây đồng hồ sau mới nhanh chóng rời đi. Lần lượt xuất hiện, còn giảm tốc độ quan sát, sợ là đến cái quỷ từ lân trở mình, chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngủ. Ước chừng qua sau 5 phút, tiểu khu bên ngoài vang lên lần nữa xe gắn máy động cơ tiếng nổ. Lần thứ năm vẫn là chiếc xe kia. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ nhiều, đường phố bên trên cơ bản không có xe gì chiếc, cho nên đối phương động cơ ở phía xa xuất hiện thời điểm, từ lân liền đã nghe được. Rất nhanh xe gắn máy bắt đầu giảm tốc độ, sau đó trở lại tiểu khu cửa ra vào vị trí, tự hồ ngừng lại, từ lân vĩnh tai, cẩn thận nghe. Trên xe gắn máy, xuống một người, tiếng bước chân cộc 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 tới gần phòng thường trực. Cảm giác được đối phương tại ở gần, hắn khóe miệng hơi nâng lên, nở một nụ cười. Mở hai mắt ra hơi nheo lại, thông qua phòng thường trực cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Rất nhanh một cái mang theo màu đen mũ bảo hiểm xe máy thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Đối phương thăm dò liếc nhìn phòng thường trực bên trong, bởi vì bên trong một vùng tăm tối, cho nên cái gì đều không có thấy rõ chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong ngủ một người đông 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 cửa sổ bị gõ vang cái kia mang theo màu đen toàn nón trụ da hỏa có chút không chút kiên kỵ gõ lên cửa sổ từ lân thấy đây hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy bên ngoài có người lập tức quán trách một tiếng ai vậy đây đều mấy giờ rồi chuyện gì xảy ra không mang gác cổng chìa khóa sao hắn từ trên giường ngồi dậy đến phủ thêm một kiện của kỹ quân áo khoác, chuẩn bị hướng bên cửa sổ bên trên đi đến. Nhưng lại tại lúc này, cái kia người lại là xoay người rời đi, không chút nào dừng lại, bước nhanh đi hướng xe gắn máy. Trên xe gắn máy, hình lình còn có một người. Đợi đến xuống xe người đi lên sau đó, lập tức liền nổ súng chân ga. Quanh! Động cơ tiếng nổ vang lên, xe gắn máy nên ngang rời đi. Từ lân cũng không có truy, mà là mở cửa sổ ra mắng một câu đồ con rùa, đùa nghịch đại gia ngươi chơi đâu. Khóe miệng nụ cười bắt đầu mở rộng, trong ánh mắt, hai cái màu đỏ danh tự xuất hiện. Thiện ác chi nhãn, trong nháy mắt liền đem hai người tin tức cho khóa chặt, đồng thời phản hồi đến từ lân trong đầu. Tôn thành lệ, tội ác trị 496 điểm, dính líu độc chết. Lý Hồng, tội ác trị 589 điểm, dính líu cướp bóc, giết người, nhập thất trộm cướp. Hai người tin tức xuất hiện, từ lân trong đôi mắt lập tức lóe lên hàng quang. Rất ác độc a. À. Hai nữ nhân, thế mà làm ra như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, các ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn lạnh lùng tự nói một câu, sau đó một lần nữa trở lại trên giường nằm xuống. Nên trở về đến, khẳng định còn sẽ trở lại. Hắn tin tưởng, hai người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá. Hắn rất ngạc nhiên, hai người kia đến cùng là làm sao biết mình tồn tại. Quả nhiên, tại qua không đến 10 phút đồng hồ bộ dáng, xe gắn máy xuất hiện lần nữa, mà còn chờ đến xe dừng lại sau đó, hai người cùng một chỗ xuống xe, đi tới tiểu khu cửa ra vào. Đại gia Đông 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 Gõ cửa sổ âm thanh vang lên lần nữa, một cái thanh thúy giọng nữ phát ra tới, để lúc đầu hùng hùng hổ hổ lão đại gia ngậm miệng lại. Bất quá liền tính như thế, Vị này ê lão đại gia y vẫn như của mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nổi giận đùng đùng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa có phải hay không các ngươi, đùa nghịch đại gia ta chơi đâu? Có biết hay không hiện tại là mấy giờ, các ngươi những người tuổi trẻ này, có thể hay không kính già yêu trẻ một chút? Hai người đều không có lấy nón an toàn xuống, trong đó phía trước cái kia thân cao chọn nữ nhân nói ra. Đại gia, xin lỗi rồi, chúng ta mới vừa còn tưởng rằng tự mình đi sai tiểu khu, chủ yếu là ta người bạn này uống say nàng quên mình ở nơi đó được rồi được rồi nói đi cái nào một tòa cái nào một hộ còn có đem mũ bảo hiểm lấy xuống cho ta xem một chút vạn nhất các ngươi là cái gì người xấu đâu từ lân ra vẻ không kiên nhẫn nói ta đã biết đại gia ngài trước hút điếu thuốc nữ nhân kia ném cho hắn một điếu thuốc từ lân trực tiếp cầm lên thuận tay dùng trên mặt bàn bật lửa đánh hỏa hút lên nữ nhân kia nhìn thấy một màn này, giấu ở trong nón an toàn trong đôi mắt lập tức lóe lên vẻ tươi cười. Còn tưởng rằng cần phí một chút miệng lưỡi, không nghĩ tới lão nhân này dễ giải quyết như vậy, chính hắn đều thuốc lá cho đốt lên, đã giảm bớt đi bọn hắn không ít chuyện. Các ngươi Lấy xuống Mũ bảo hiểm Nhanh Từ lân một bên hút thuốc lá, vừa mở miệng, kết quả vài giây đồng hồ về sau, một câu chưa hề nói đầy đủ hắn, liền nằm ở trên bàn. Giải quyết, ta đi vào cầm chìa khóa, ngươi đem xe giấu đến. Thân cao chọn nữ nhân nói ra tiếp lấy liền hướng phòng an ninh cửa đi đến, nhìn thấy trên cửa khóa, nàng trực tiếp móc ra một chuỗi chìa khóa. Chỉ dùng không đến 20 giây, liền đem cửa mở ra. Mà đổi thành bên ngoài một nữ nhân nhưng là đem xe đẩy lên phía trước một mảnh dưới gốc cây, sau đó liền hướng cửa ra vào đi đến. Rất nhanh hai nữ nhân tại phòng thường trực bên trong đụng phải đầu. Người này muốn hay không lưu? vóc dáng hơi thấp một ít dáng người hơi có chút mập ra nữ nhân kia mở miệng hỏi không cần nếu là làm hắn sẽ hỏng việc bất quá lục soát một chút nhìn xem có cái gì đồ vật có thể làm cho chúng ta cải thiện một cái thức ăn cao gầy nữ tử nói ra tốt mập lùng nữ nhân nói đến liền hướng từ lân giường chiếu đi đến mà cao gầy mỹ nữ mình nhưng là đưa tay liền đi sờ từ lân quân áo khoác túi còn có mặt trên người y phục túi. Hai người động tác thành thạo, hiển nhiên là không chỉ một lần làm loại chuyện này. Kết quả sờ lấy sờ lấy, cái kia cao gầy mỹ nữ đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì lúc đầu gục xuống bàn, thân thể đè ép bên trong một cái túi cái kia, lão đại gia thì thế mà trở mình, đổi một cái càng lợi cho nàng lật túi tư thế. Ngươi Nữ nhân ở dưới mũ giáp mặt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Từ lân nhưng là cười như không cười nói ra hai người các ngươi có chút quá phận a à. đi vào liền đi vào còn muốn cướp sạch ta lão nhân này quá không chính cống đi đáng chết mập lùng nữ nhân lúc này cũng kịp phản ứng tiếp lấy liền thấy trong tay nàng xuất hiện một tia hàng quang thẳng đến ê lão đại gia ê mà đi chỉ bất quá nàng đi nhanh bay lên đến càng nhanh chỉ nghe được một tiếng nặng nề va chạm nữ nhân này thân thể liền bay lên hung hăng đâm vào đằng sau trên tường đem phía trên treo hai kiện y phục cùng một cây dùi cui đều chấn động đến rớt xuống. Mặt khác cái kia cao gầy nữ nhân, nhưng là trực tiếp bị từ lân một bàn tay phiến tại mũ bảo hiểm xe máy bên trên, toàn bộ mũ bảo hiểm chia năm xẻ bảy, người cũng bay ra ngoài, đâm vào trên tường hôn mê bất tỉnh. Từ lân đi tới cửa vị trí, mở đèn, chói mắt ánh đèn lập tức sáng lên lên, chiếu rọi toàn bộ phòng thường trực. Hắn nhìn về phía cái kia bị mình một bàn tay đem mũ bảo hiểm đều cho đập nát nữ nhân, chờ nhìn thấy đối phương dung mạo thời điểm, kém chút thốt ra một câu ngọa tào. Không phải nói đối phương xinh đẹp, kinh động như gặp thiên nhân. Mà là đối phương quá xấu, kém chút sợ tè ra quần. Mắt tam giác, đại mày rậm, phía bên phải trên mặt có một khối màu đen đại bớt, bên trái trên mặt nhưng là lớn mấy khỏa to bằng móng tay nốt ruồi đen. Còn có một mụn răng hô, cái mũi cũng là lúng xuống dưới, bờ môi cùng hà mã có liều mạng, dày đến gọi là một cái không hợp thói thường nữ nhân này, quả thực là xấu ra một cái mới cảnh giới, cùng toàn bộ thế giới gái xấu nhất người đối đầu so, đều là có khả năng đánh vỡ y gấp ngươi chết y ghi chép loại kia. Trước mắt nữ nhân, liền bốn chữ có thể hình dung, xấu vô cùng. Nếu như không phải tâm lý năng lực chịu đựng đủ mạnh, từ lân đều nhanh nhịn không được đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Hắn nhìn về phía một cái khác đổ vào chỗ nào không nhúc nhích nữ nhân, đi ra phía trước, một thanh liền đem nó mũ bảo hiểm cho cầm xuống dưới ta siết cái thảo. Một tiếng kinh hô, hắn trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên, xa xa trốn đến cửa ra vào. Cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đây chính là Một tấm mặt bánh nướng, phía trên lớn hai cái khe hở khe hở, mặt mũi tràn đầy đều là mặt rỗ, còn có nồng đậm bộ lông màu đen, mọc đầy cái trán còn có cái cằm này địa phương. Trọng yếu nhất là nàng tấm kia phản phất bị xe nâng nghiền ép lên mặt, liền đầu óc tự hồ cũng không quá bình thường, hiện ra một loại tròn dẹp hình dạng. Hai nữ nhân này, một cái sau một cái kỳ hoa, liền dạng này thức dùng mắt, khó trách các nàng muốn thời thời khắc khắc đều mang theo mũ bảo hiểm. Đem mũ bảo hiểm lấy xuống nói, chỉ sợ đi qua một đầu đường phố, phố bên trên người đều phải tư sống bị dọa đến chạy trối chết. Nói các nàng là hai cái quỷ, đều là coi trọng các nàng. Vui một mình không bằng vui chung, từ lân xác định xung quanh không có những người khác sau đó, lúc này lấy ra điện thoại, bấm hàng tinh bọn hắn điện thoại. Vài giây đồng hồ về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái hữu khí vô lực âm thanh. Sư phụ, có chuyện gì sao? Từ lân. Nghe người đây suy yếu âm thanh, là bị chơi đùa không thành nhân dạng sao? Hàng tinh. Sư phụ, ngài còn nói sao? Nàng không biết bị cái gì kích thích, trực tiếp đem ta nhốt ở ngoài cửa mặt ta làm sao gõ cửa đều không mở. Ta chỉ có thể ghé vào trên mặt bà ngủ, đây eo đều nhanh gãy mất. Nghe được hắn oán giận, từ lân cười cười, nói. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, để ngươi biết thanh ảnh tốt, thế nào? Thật. Hàng tinh nghe nói như thế, lập tức liền hưng phấn lên, hắn vội vàng hỏi. Sư phụ, cơ hội gì? Nhanh lên nói cho ta biết ta đều có chút không thể chờ đợi từ lân rất tốt vậy liền đến cửa ra vào phòng thường trực a ta ở chỗ này chờ ngươi hàn tinh tốt sư phụ ba phút liền đến đi lão triệu chớ ngủ chúng ta nhanh đi cửa ra vào phòng thường trực sư phụ muốn truyền ta tuyệt học nghe được đầu bên kia điện thoại hưng phấn âm thanh từ lân cười cười trực tiếp cúp máy quả nhiên không đến ba phút bộ dáng hàn tinh liền đi tới phòng thường trực bên ngoài đi theo còn có triệu diệp cùng bị bừng tỉnh phương thanh ảnh nhìn thấy hàng tinh đến từ lân đối với hắn vẫy vẫy tay ra hiệu hắn trước vào phòng thường trực người sau hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng không có hỏi cái gì nhanh chân đi đi vào sư phụ ngươi nói là biện pháp gì ngài ngược lại là nói cho ta biết a à. Hàng tinh có chút tiểu kích động nói ra từ lân chỉ chỉ bên giường nằm hai người lúc này hắn đã dùng còng tay đem hai người đều còng tay lên mặc cho bọn hắn làm sao giải dụa đều vô dụng. Ngoà tàu. Quỷ A. Hàng tinh rít lên một tiếng, cả người trực tiếp liền nhảy lên, sau đó quay người xông ra phòng thường trực, núp ở phương thanh ảnh sau lưng. Phương thanh ảnh sầm mặt lại, nói ra. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, còn nhưng chạy đến đằng sau ta, để ta cản trở đúng không? Hàng tinh, ngươi chờ, chúng ta không xong. Từ lân nhưng là đứng ở bên trong, vừa cười vừa nói đây chính là ta dạy cho ngươi biện pháp, thế nào, có phải hay không cảm thấy thanh ảnh hiện tại vô cùng tốt? Đúng đúng đúng, nhà chúng ta thanh ảnh là tốt nhất. Ô ô! Sư phụ, nhanh cho cái kia hai cái quái vật lấy đi, ta sợ làm ác mộng. Hàng tinh sắp khóc. Hắn phát thề, đời này đều không có gặp qua khủng bố như vậy người. Phương thanh ảnh ngược lại là bị hắn chỉnh có chút mơ hồ, bởi vì thị giác quan hệ, cho nên hắn căn bản là không nhìn thấy trong văn phòng đến cùng có đồ vật gì. Chỉ nghe được hàng tinh nói, cái kia hai cái quái vật. Ta cũng không tin, thế giới đi đâu có cái gì quái vật. Phương Thanh Ảnh nói đến, có chút không tin tà hướng phía trước đi vài bước, tiến vào phòng thường trực bên trong. Ngay sau đó nàng hai mắt tìm tòi hai giây, cuối cùng phát hiện hai người kia, sau một khắc nàng liền toàn thân khẽ run rẩy. Ta sai rồi, lão đại, chính ngươi nhìn làm, ta đi trước. Phương Thanh Ảnh nói xong, trực tiếp lui ra ngoài. Nàng sợ mình lại nhiều đợi một giây đồng hồ, liền sẽ trực tiếp phun ra. Tâm lý âm thầm bội phục từ lân, nói thầm một tiếng lão đại đến cùng là làm sao làm được. Nhìn thấy hai cái này đồ chơi, thế mà còn có thể như vậy thờ ơ, sợ là hạt tử ba ba phần độc nhất a. Các ngươi đây đều là thế nào? Nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, có thể được sợ đến như vậy? Quái vật gì, còn cái gì quỷ? Triệu Diệp có chút khó tin. Trên thế giới này nào có cái gì quái vật? Hơn nữa nhìn từ lân mây trôi nước chảy bộ dáng, hắn càng là tò mò, kết quả là gỡ ra hàng tinh hướng phía phòng thường trực đi vào trong đi vào. Kết quả khi thấy nằm trên mặt đất hai người thời điểm, vị này ngàn ức lão tổng không bình tĩnh, khóe miệng co quắp động hai lần, trực tiếp liền phun tới. So với hàng tinh cùng phương thanh ảnh, hắn tâm lý năng lực chịu đựng khẳng định là muốn kém hơn không ít nhất là nhìn thấy như vậy hai cái đồ chơi sau đó, chỉ cảm thấy tâm lý đều tại phát lạnh, da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Hắn vội vội vàng vàng lao ra cửa, ở một bên bắt đầu qua qua đại thổ. Hàng tinh cũng tự hồ nhận lấy ảnh hưởng, tại một bên khác nôn khang lên. Sự thật chứng minh, lúc có vài thứ xa xa rời bỏ một người thẩm mỹ sau đó, là sẽ từ phương diện tinh thần ảnh hưởng đến sinh lý cấp độ, liền như là hiện tại triệu dịp cùng hàng tinh. Từ lân cười cười, đi ra phòng an ninh, Cổ hàng tinh bả vai nói ra. Thế nào, ta phương pháp này có tác dụng hay không? Hàng tinh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười, liên tục gật đầu. Sư phụ, quá có tác dụng. Hắn kém chút liền không nhịn được cho từ lân quỳ xuống, sau đó hô to một tiếng ngưu bức. Từ lân thu hồi trò đùa, nói ra. Đi, đem hai người kia đều dẫn theo đi. Cái gì? Hàng tinh nghe vậy, vội vàng lắc đầu nói sư phụ cái này ta thật không làm được ta sợ cả một đời đều làm ác mộng triệu diệp hữu khí vô lực sửng sốt liền lắc đầu đều dao động bất động nếu như nói để hắn làm chuyện này hắn tình nguyện giả chết làm sao chẳng lẽ lại còn phải chính ta tự mình đến từ lân nhíu mày đối phương thanh ảnh nói ra thanh ảnh đến đánh cái dạng phương thanh ảnh ê lão đại liền không thể đau lòng một cái nữ hài tử sao? Từ Lân cười lắc đầu. Ngươi lại không phải vợ ta, ta đau lòng ngươi làm gì? Đi, lão đại, xem như ngươi lợi hại. Phương Thanh ảnh mặc dù không phục lắm, nhưng cũng không có cách nào. Bất quá, nàng chắc chắn sẽ không tự mình đi làm, trực tiếp đưa tay lắc lắc hàng tinh lỗ tai, nói: Chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể nhìn bạn gái mình một người thụ ủy khuất. Nhanh lên hỗ trợ. Hàng tinh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ở trong lòng mặt niệm trời xanh giật dây. Phí hết sức chính trâu hai hổ, hai người cuối cùng là đem hai nữ nhân cho dẫn tới lầu bên trên. Từ lân tìm cái ghế, để các nàng ngồi xuống, sau đó trực tiếp cho các nàng dội cho một chậu nước. Tại nước đá kích thích dưới, hai người rốt cục trên mặt thống khổ, nhíu lại mặt tỉnh lại, chỉ bất quá biểu tình kia so với trước đó càng khủng bố hơn mấy phần nhìn hai tấm liền chuyên nghiệp chỉnh dung bác sĩ đều muốn chùng bước mặt, từ lân thần sắc lại là rất bình tĩnh. Hiện tại, hắn đã không đem hai người này làm người nhìn, đem các nàng xem như heo, xem như giả thú, không tốt sao? Dù sao các nàng làm cũng không phải nhân sự. 400, 500 tội ác trị, có thể đủ chứng minh các nàng phạm phải tội ác, chỉ sợ công tố sách đều có thể có dày một thước độ. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khang vang lên, cái kia bị từ lân đạp một cước nữ nhân chỉ cảm thấy ngực giống như bị búa lớn đập một cái, giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy nóng bỏng đau đớn. Mỗi lần hô hấp, đều có thể nương theo lấy kịch liệt ho khan. Nhưng mà càng làm cho nàng sợ hãi là lúc này trên mặt mình mũ bảo hiểm đã không thấy, toàn bộ mặt đều bại lộ tại dưới ánh đèn, để nàng cảm giác được khủng hoảng, còn có từng ti từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra bạo ngược. Thả ta ra ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Đúng, ngươi là ai? Hỗn đảng, nhanh lên thả chúng ta, chúng ta lại không có phạm tội. Cái kia cao gầy nữ nhân cũng tỉnh táo lại, đối với từ lân lớn tiếng chửi rủa. Từ lân cười như không cười nhìn các nàng, hoàn toàn đem các nàng nói nói trở thành đánh rắm. Đợi đến hai người chửi rủa mệt mỏi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra. Nói một chút đi. Hai người các ngươi, tại sao phải giết người? Với lại, còn muốn giết những cái kia nữ streamer hắn nói để cho hai người thần sắc biến đổi tiếp lấy các nàng không hẹn mà cùng cúi đầu căn bản là không tiếp tục để ý từ lân chỉ bất quá hắn cũng không để ý mà là tiếp tục mở miệng nói ra đừng tưởng rằng các ngươi không nói lời nào liền không sao nếu như ta muốn điều tra nói có thể tùy tiện điều tra ra các ngươi lai lịch bối cảnh chỉ cần có thân phận tin tức các ngươi liền không chỗ có thể ẩn nấp đừng quên tại chúng ta đại hạ hộ tịch quản khống so bất kỳ một quốc gia nào đều muốn nghiêm ngặt. Cũng chính bởi vì vậy, mới có hôm nay trường trì cử an. Các ngươi phá hủy đây một phần an toàn, vậy thì nhất định phải phải bị thẩm phán. Dù là các ngươi cái gì cũng không nói, cuối cùng ta đều sẽ điều tra ra. Dù là các ngươi phía sau có càng cường đại người, cũng giống vậy. Chớ vọng tưởng, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Các ngươi những này người, vĩnh viễn đều sẽ không hiểu sống ở bóng mờ bên dưới thống khổ chúng ta liền tính giết người thì thế nào đó cũng là các nàng đáng đời đúng là các nàng đáng đời ai bảo nàng nhóm dáng dấp xinh đẹp như vậy mà chúng ta liền xem như chuyên nghiệp thợ trang điểm đều nói chúng ta không cứu nổi đáng chết dựa vào cái gì dựa vào cái gì xem thường chúng ta chẳng lẽ xấu xí là chúng ta sai sao chúng ta đã đi tới trên cái thế giới này vì cái gì liền không thể thu hoạch được công bằng đối đãi ha ha có gan liền giết chúng ta a à. bắn chết chúng ta chúng ta cũng liền giải thoát rồi xong hết mọi chuyện hai người trong ánh mắt đều lộ ra điên cùng thần sắc từ lân cười nhạt một tiếng giết các ngươi các ngươi muốn cái rắm ăn đâu liền xem như sự bắn vậy cũng phải đợi đến thẩm phán sau đó tính toán thời gian không sai biệt lắm ba 4 tháng đến nửa năm a à ta muốn đem các ngươi tội ác đều sửa sang lại, sưu tập liên quan chứng cứ liên chờ một chút, sau đó nộp lên đến kiểm phương đối với các ngươi nhất lên công tố, lại đến thẩm phán. Ân. Ừ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể ôm lấy ngón tay đến mình còn có mấy ngày sống đầu. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi không cảm thấy chờ chết mới là nhất thú vị trừng phạt sao? Ngươi cái ác ma này tiếng gào thét từ cái kia hơi mập sử nữ trong miệng phát ra. Từ lân lại không để ý, cười lạnh nói. Ác ma. Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, các ngươi hai cái đến cùng ai mới là thiên diện ác ma. Nói một chút đi. Đang khi nói chuyện, hắn bé ngậy đã nhận ra cái kia cao gầy một chút sử nữ ánh mắt có chút trốn tránh, lập tức hiểu tới, chỉ sợ vị này đó là thiên diện ác ma. Thiên diện ác ma, ta tìm ngươi hai ngày, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Cho lão tử ngẩng đầu. Từ lân lúc đầu âm thanh bình tĩnh, nhưng đột nhiên ở giữa một tiếng gào thét, dọa đến cái kia cao gầy nữ nhân lập tức ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt hai mắt cùng từ lân con mắt mắt đối mắt, nội tâm của nàng ý nghĩ trực tiếp bị đọc đến. Hắn làm sao lại khẳng định như vậy ta là thiên diện ác ma? Đáng chết, chẳng lẽ là Vương Xuân Vũ bọn hắn phản bội chúng ta? Chúng ta phương Nam Tứ Mỹ, thật biết bị bắt sao? Không. Ta còn không muốn chết, dù là sống sót mệt mỏi hơn, nhưng ta cũng không muốn chết a. À. Vương Xuân Vũ, ta hận ngươi, đều là ngươi hướng dẫn chúng ta giết người. Ngươi tại Thải Nam thành phố chọc sự tình, chương khiết lại tại Mai Giang thành phố gây chuyện, các ngươi lại để cho ta cùng Lý Hồng đến Đại Vân thành phố giết người. Đáng chết, các ngươi là muốn đem chúng ta đẩy ra chịu chết. Không. Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. nàng trong lòng đang gầm thét, từ lân nhếch miệng lên lộ ra một vệt cười lạnh. bất quá đối với các nàng đối với mình xưng hô, hắn chỉ cảm thấy có chút muốn ói. phương nam tứ mỹ, đối với cái danh xưng này, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? À? có thể hay không đừng đem trong mắt người khác đẹp cho làm bẩn. các ngươi bề ngoài cùng tâm linh, dù là chỉ có một cái đẹp, ta đều không nói. Thế nhưng là các ngươi rõ ràng đó là vóc người xấu, nhưng là muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Làm được sự tình, liền một câu có thể hình dung, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn liếc nhìn bên cạnh cái kia gọi Lý Hồng hơi mập sử nữ, chỉ thấy đối phương chán nản tê liệt ngã xuống trên ghế, liền một lần nữa nhìn về phía cái kia cao gầy nữ nhân. Thừa thế truy kích mà hỏi thăm. Nói một chút đi. Thải Nam thành phố cùng Mai Giang thành phố bản án, có phải hay không đều các ngươi hai cái làm? nếu như là vậy ta liền trực tiếp báo lên đến lúc đó đều tính tới các ngươi trên đầu không không phải chúng ta cao gầy nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu mập lùng vị kia nhưng là lấy lại tinh thần quay đầu trừng mắt cao gầy nữ nhân nói ra tôn thành lệ ngươi làm gì đáng chết ngươi dám phản bội chúng ta tôn thành lệ đừng ngốc lý hồng ngươi chẳng lẽ quên là ai gạt chúng ta giết người sao? Là ai, để cho chúng ta đến Đại Vân thành phố? Các nàng tại Thải Nam thành phố, tại Mai Giang thành phố phạm vào nhiều như vậy bản án, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không làm, còn để cho chúng ta tới đây, chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra các nàng là muốn làm gì sao? Lời nói này nói ra Lý Hồng cũng trợn tròn mắt. Trước đó nàng đích xác là có chút không rõ, nhưng là giờ khắc này nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Đáng chết hai người kia, là đem hai người các nàng đẩy ra làm kẻ chết thay a. À. Nếu như các nàng vì cái gọi là nghĩa khí, thừa nhận bản án đều là các nàng làm, như vậy hai nữ nhân kia liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, không có người sẽ biết trong tay các nàng án mạng. Súc sinh, hai súc sinh này. Lý Hồng tức giận rít gào lên, trong mắt bên trong tràn đầy lệ khí. Từ Lân. Hô cái gì hô, các ngươi cũng vậy. Nếu như các ngươi là người như thế nào lại xem người khác sinh mệnh giống như cỏ rác? Các ngươi mưu hại người khác thời điểm, có nghĩ tới hay không, mình cũng là súc sinh đâu. Hắn vừa nói đến, hai người lập tức đều trầm mặt lại. Tôn Thành Lệ cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta cần tôn trọng, nếu như ngươi lại nói như vậy, chúng ta đem cự tuyệt trả lời. Tôn trọng. Các ngươi cũng xứng. Từ lân cười lạnh, tiếp tục nói. Vì cho các ngươi nói hay không, trong mắt của ta đều như thế, chỉ bằng các ngươi hai cái hiện tại biểu hiện, nói thật, ta rất thất vọng. Ta đối thủ cũng không phải là các ngươi. Các nàng hẳn là còn tại Thải Nam thành phố a. Ngắn mũi một câu, hai người thần sắc lần nữa thay đổi. Hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện? Nói hay không, tùy các ngươi. Từ Lân không hề tiếp tục nói, mà là trực tiếp đứng lên đến, quay đầu nhìn về đằng sau đi đến một bên hướng phía hàn tinh nói ra chuẩn bị một chút áp giải quay về thải nam thành phố sau đó tìm đủ liên quan người bị hại vật liệu chuẩn bị tiến hành công tố hàn tinh bối rối sư phụ ngài nói thật sao công tố làm sao tố a hiện tại chứng cứ liên đều không có bổ đủ càng huống hồ thẩm vấn đều mới làm đến một nửa căn bản không có khả năng có được hay không ngay tại lúc hắn nghi hoặc thời điểm Phương Thanh Ảnh lại hung hăng đạp một cước hắn cái mông, nói. Thất thần làm gì, nhanh lên A, đem người mang đi. Hàng tinh, y. Tình huống như thế nào? Cảm giác liền hắn một cái. Không đúng, bên cạnh còn có một cái triệu diệp, cũng có chút không giải thích được nhìn. Hai người, tự hồ hai cái ngớ ngẩn một dạng. Kết quả chờ đến hàng tinh tại phương thanh ảnh thúc giục hạ lên trước thời điểm, bỗng nhiên cái kia gọi là tôn thành lệ nữ nhân lớn tiếng nói, Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Lý Hồng cũng cắn răng nói ra. Cảnh quan, ta cũng muốn lập công chuộc tội. Đưa lưng về phía bọn hắn từ lân khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Mặc dù nói thẩm không thẩm hắn đều có thể được đến đáp án. Nhưng dù sao tại hàng tinh bọn hắn trước mặt, mặt ngoài công việc vẫn là phải làm cho tốt. Hắn nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Đừng tìm ta nói, nói cho hắn biết là được. Chỉ chỉ hàng tinh, hắn quay người liền đi ra cửa. Hắn đến làm cho mình con mắt nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bằng không nói, hắn cảm giác mình sắp bị sáng mắt bị mù. Nếu như đã đột phá, như vậy tiếp xuống thẩm vấn cũng trên cơ bản không có cái gì độ khó. Từ lân không cần phải để ý đến, hắn chỉ cần biết còn lại cái kia hai cái cái gọi là địa phương Nam Tứ Mỹ gây nữ nhân ở chỗ nào, sau đó đem các nàng cho bắt trở lại, vụ án này xem như phá. Bất quá dựa theo hắn suy đoán, mặt khác hai nữ nhân bên trong, Bên trong một cái sợ là biết rõ dược vật dược lý, một cái khác. Có lẽ là cao cấp tâm lý trưng cầu ý kiến sư, hoặc là tâm lý đại sư. Các nàng thủ đoạn cũng không phải trước mắt hai nữ nhân này nhưng so sánh. Hoa đại khái 40 phút thời gian, hàng tinh cùng Phương Thanh ảnh đem trên người các nàng sự tình toàn bộ đều hỏi lên, sau đó bọn hắn lập tức mang theo hai nữ nhân chạy về Thải Nam thành phố. Trở lại Thải Nam thành phố thời điểm, thời gian mới vừa đến buổi sáng 9 giờ 30 phút. Bởi vì là thứ hai, hiện tại chính là cao điểm buổi sáng đi làm thời điểm. Giờ này khắc này, một cái vóc dáng không cao, nhìn qua có chút nhỏ gầy nữ nhân, chính đi vào bệnh viện hiệu thuốc. Nàng giữ lại tóc dài, tóc mái cơ hồ che lại con mắt, còn mang theo một cái to lớn khẩu trang, đem mình bên dưới nửa gương mặt toàn bộ đều che đậy xuống dưới. Chỉ xem thân hình, nàng hẳn là y như là chim non nếp vào người loại kia loại hình. Nhưng nếu như nói nàng áo khoác trắng cởi ra nói liền có thể phát hiện, người này địa phương khác căn bản không có nữ tính đặc thù. Thậm chí, hắn còn có ít hầu. Ngực cũng là bình, còn có phía dưới. Nhìn kỹ nói, kết cấu không sai biệt lắm cùng đồng dạng nam nhân không sai biệt lắm. Tại trên thế giới, có một loại phi thường đặc thù tiên thiên tật bệnh, cái kia chính là tiên thiên song giới tính đám người. Bọn hắn đồng thời có một ít nam nhân đặc thù, cũng có được nữ nhân đặc thù dạng người này thường thường tâm lý phát dục là không khỏe mạnh, rất dễ dàng dẫn đến nội tâm dị dạng, thậm chí là phát triển đến biến thái trình độ. Liền như là cái này nữ dược tề sư, Lý Xuân Lệ. Khi mặc áo khoác trắng Lý Xuân Lệ đi vào hiệu thuốc thời điểm, bỗng nhiên liền thấy bình thường vốn nên là đã chuẩn bị giao tiếp đồng nghiệp lúc này đang đứng tại chỗ cũ. Mà nàng nghi hoặc thời điểm, đằng sau bỗng nhiên xuất hiện hai người. Quay người thấy được cái kia hai cái ăn mặc đồng phục, trong tay còn cầm súng thân ảnh sau đó, lý xuân lệ thân hình hơi run một chút rung động sau đó tuyệt vọng đưa ra mình đôi tay lúc này chống cự đã không có bất cứ ý nghĩa gì nàng biết các nàng làm sự tình đã sự việc đã bại lộ cùng lúc đó tại thải nam thành phố một nhà dưới mặt đất phòng khám tâm lý bên trong sở dĩ nói là dưới mặt đất phòng khám tâm lý là bởi vì nó mở tại một cái cửa hàng trong tầng hầm ngầm với lại trên cơ bản không có người nào sẽ đến đến nơi này nhưng kỳ quái là cái này tâm lý phòng khám mỗi tuần đều sẽ có cố định khách hàng, với lại những khách cũ kia thanh toán tiền xem bệnh thời điểm đều cực kỳ hào phóng. Những khách hàng này sở dĩ có dạng này nhu cầu là bởi vì bọn họ đều là tai to mặt lớn người, không muốn để cho người khác biết trong lòng mình bí mật. Mà tại cái này phòng khám bên trong, mọi người có thể đeo lên mặt nạ, không hỏi thân phận, chỉ hỏi chứng bệnh. Cho dù là cái kia nữ bác sĩ, cũng cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi đến đến cùng là ai buổi sáng 10 giờ, phòng khám đúng giờ mở cửa ra. Thế nhưng là ở trong nữ bác sĩ tại mở cửa sau đó, không có nhìn thấy bên ngoài có người, nàng liền vội vội vàng mà chuẩn bị đem cửa một lần nữa đóng lại. Vậy mà lúc này một cái tay lại ngăn tại cánh cửa xếp phía trên, ngay sau đó hai cái thân hình nhanh chóng từ bên cạnh xông ra không nói lời gì trực tiếp đem cái kia nữ bác sĩ đặt tại trên mặt đất. Đợi đến hàng tinh một thanh lấy xuống nữ bác sĩ trên mặt mặt nạ thời điểm, cho dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sao một cái thảm chữ đến? Nữ nhân này trên mặt, lít nha lít nhíp đều là nhiều vết sẹo, cơ hồ hiện đầy nàng cả khuôn mặt, liền con mắt xung quanh đều như thế, với lại. Nàng thế mà liền bờ môi đều không có, tựa như là gắn gượng bị người cho cắt mất. Đến lúc này, phương Nam tứ Mỹ, toàn bộ xa lưới. Bác sĩ tâm lý, tên là Trương Khiết, là toàn bộ tứ Mỹ trong tổ chức thủ lĩnh. Nàng nương tựa theo mình xuất sắc đầu não, lần lượt trợ giúp Tứ Mỹ tổ chức thoát khỏi cảnh sát truy bắt, đồng thời nàng cũng đối sở cảnh sát tiến hành hàng loạt hiểu rõ. Chỉ cần là trên internet có thể tìm tới, hoặc là nói đã từng xuất hiện có quan hệ với cảnh sát hiếp mời, nàng đều sẽ thu thập lên. Không chỉ như vậy, nàng ca ca là cảnh sát, vẫn là Thải Nam thành phố nào đó phân cục đội trưởng hình sự. Thân phận vừa ra tới, toàn bộ Thải Nam thành phố đều chấn động từng dũng tự mình tìm mình cái kia cấp dưới nói chuyện, kết quả chứng minh, đối phương căn bản là không biết tình huống. Mà hắn muội muội, ngay từ đầu cũng là người đáng thương. Bởi vì khi còn bé gặp phải một cái biến thái, không chỉ có đem nàng cho xâm phạm, còn hủy nàng dung mạo, thậm chí đem nàng đôi môi đều cho cắt mất, để nàng biến thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Cũng là bởi vì từ nhỏ tự ti, để nàng dưỡng thành một loại trả thù xã hội tâm lý chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân, nàng liền muốn hủy đi các nàng. Nhưng là ba ngày đi ra ngoài, nàng lại không có dũng khí đó, thế là liền lựa chọn ban đêm đi ra ngoài, đi chấp hành nàng kế hoạch. Tại từ lân bọn hắn phát hiện tình tiết vụ án trước đó, đã có hai người ngộ hại, hung thủ đều là chương khiết. Về phần phương Nam Tứ Mỹ, các nàng là tại Internet bên trên biết nhau, sau đó không sai biệt lắm là ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, thông qua Internet bình đài tìm kiếm mục tiêu, phạm vào đây cùng một chỗ xưa nay chưa từng có liên hoàn án giết người. Khi Từ Lân đem thẩm vấn tư liệu giao cho Ngụy Hàm thời điểm, vị này cục thành phố cục trưởng đều ngây ngẩn cả người. Hung thủ là bốn nữ nhân. Hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Đừng nói là hắn, liền ngay cả hàng tinh cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc trước hắn cũng căn bản cũng không có nghĩ tới qua, hung thủ sẽ là nữ nhân. Trên thực tế, các nàng trước đó đều đang nghĩ, hung thủ là một cái có chút thực lực kinh tế trung niên nam nhân. Có đặc thù đam mê, tâm lý có chút vạn vẹo chờ chút. Bọn hắn mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Bởi vì mấy tên hung thủ kia, tại để người biến mất trước đó, còn cho bọn hắn thưởng ba phát hoa tử, cái gọi là tiền mua mạng, cái này cũng làm ra nhất định mê hoặc tác dụng. Còn có chính là các nàng tìm mục tiêu, căn bản là không có bất kỳ cái gì quy luật, hoàn toàn đó là ngẫu nhiên trên cơ bản là nhìn thấy xinh đẹp nữ streamer, sau đó tâm lý liền quay khúc, muốn đem đối phương cho vô thanh vô tức hủy diệt đi, đồng thời nghĩ hết đủ loại biện pháp, dùng lặng yên không một tiếng động thủ đoạn, đưa người vào chỗ chết. Thông qua dược vật, thôi miên chờ một chút thủ đoạn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đây cũng là cảnh sát nhất là bất đắc dĩ địa phương, bởi vì các nàng cơ hồ không có trực tiếp cùng người bị hại tiếp xúc, cho nên căn bản không có bất kỳ manh mối. Nếu như không phải từ lân đem các nàng dẫn ra ngoài nói, có lẽ vụ án này kết quả là còn sẽ trở thành án chưa giải quyết làm cho cả thải vân tỉnh nữ streamer đều người người cảm thấy bất an không còn dám phát sóng đối với mấy người giật mình từ lân lại là hoàn toàn không có coi ra gì tuy nói cái kia bốn cái hung thủ động cơ giết người có chút làm cho người ta không nói được lời nào nhưng bất kể nói thế nào kết cục đã chú định người nếu như đã bắt được như vậy tiếp xuống liền không có hắn chuyện gì tốt chư vị ta đi trước hắn cùng ngụy hàm cùng tần dũng bọn họ cáo từ sau đó mang theo dưới tay mình trương triều đám người rời đi thải nam thành phố trở về trên đường từ lân kéo ra khỏi mình hệ thống rất lâu không có nhìn hệ thống điểm tích lũy khi thấy cái kia ròng rã hơn 11 vạn điểm tích lũy hắn nhịn không được có chút tiểu kích động lên 11 vạn có thể tiến hành 11 lần cao cấp kỹ năng rút thưởng hắn trong lòng hơi động một chút lúc này đối với hệ thống ra lệnh chó hệ thống trước cho ta đến cái năm liên tiếp rút. Chúc mừng ký chủ, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàn toàn mới kỹ năng, cục bộ cường hóa. Cục bộ cường hóa, cao cấp kỹ năng, chủ động. Mở ra sau đó, có thể đối với ký chủ tự thân 20x20cm phạm vi bên trong tiến hành gấp trăm lần cường hóa. Khi nhìn thấy cục bộ cường hóa kỹ năng giải thích sau đó, từ lân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kỹ năng này, ngưu bức đến nhà A. Cục bộ gấp trăm lần cường hóa, dù là diện tích chỉ có 40cm vuông, nhưng tại mấu chốt thời điểm, thậm chí có thể ngăn trở đạn sát thương, thỏa đáng bảo mệnh kỹ năng. Lại đến A. Lần thứ hai. Từ lân hưng phấn mà ở trong lòng hô một câu. Sau một khắc, trong đầu xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàn toàn mới thể chất, Hỏa diễm chi thân Hỏa diễm chi thân, thể chất đặc thù Tại không cao tại 200 độ hỏa diễm dưới, có thể kiên trì 3 phút đồng hồ không bị bỏng Tại không cao tại 100 độ nhiệt độ phía dưới, có thể bảo trì 10 phút đồng hồ không bị bỏng Từ lân con mắt lần nữa sáng lên lên Hỏa diễm chi thân, lại là một loại thể chất đặc thù cũng là hắn rút đến loại thứ hai thể chất đặc thù. Ngưu bức. Hắn trong lòng phấn chấn, thân hình đều hơi có chút run rẩy. Sau một khắc, lần thứ ba rút thưởng đến. Chúc mừng ký chủ, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chỗ trống thuộc tính ổ 6. Chỗ trống thuộc tính, duy nhất một lần cho 6 giờ, coi như không tệ. Nhưng cái đồ chơi này đối với từ lân đến nói, trên cơ bản không có cái gì tác dụng, dù sao lấy hắn hiện tại thực lực, dù là không sử dụng thuộc tính, cũng có thể nhẹ nhõm áp đảo những cái kia binh vương phía trên. Lần thứ tư Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiếp lấy hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên. Lần thứ tư rút thưởng, kết quả hệ thống cho vẫn là chỗ trống thuộc tính, với lại chỉ có 3 điểm, so trước đó một lần kia còn ít. Hắn xem như minh bạch, cao cấp kỹ năng rút thưởng, xác suất lớn sẽ xuất hiện chỗ trống thuộc tính, cũng không phải nói thứ này không tốt, nhưng là so với những cái kia cao cấp kỹ năng, cuối cùng là kém không ít. Chúc mừng ký chủ, rút thưởng thành công. Rất nhanh lần thứ năm rút thưởng thanh âm nhắc nhở vang lên. Từ lân mở ra kỹ năng, nhìn thoáng qua về sau, bỗng nhiên hai con ngươi co vào, trong ánh mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàn toàn mới kỹ năng, khóa chặt. Khóa chặt, cao cấp kỹ năng, có thể nhằm vào cái nào đó đã biết thân phận tội phạm tiến hành khóa chặt, mỗi ba ngày một lần, khóa chặt phạm vi một km vuông. Khủng bố. Lại là một cái khủng bố kỹ năng có được cái kỹ năng này sau đó, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi đi săn. Chỉ cần là tội phạm truy nã, liền có thể đem đối phương cho khóa chặt, dù là thiết lập một km vuông phạm vi, nhưng cái phạm vi này với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Từ lân hưng phấn mà nhìn người đi ra sau cùng kỹ năng, cá nhân hắn cảm thấy, vẫn là cái kỹ năng này so sánh ngu bức. Bảo mệnh kỹ năng cái gì, với hắn mà nói nhu cầu lượng không phải rất lớn. Tương phản có được cái kỹ năng này về sau, chẳng khác nào là có soát điểm tích lũy nhanh nhất đường tắt, mỗi ngày không chuyện làm liền gãi gãi những cái kia tội phạm truy nã, soát soát điểm tích lũy, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt a. À. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, hận không thể hiện tại liền bay trở về đến Giang Vân thành phố, sau đó mở ra lệnh truy nã mạng nội bộ, lục soát một cái những cái kia bị truy nã gia hỏa, sau đó tới quà một cái một cái, đến hai cái bắt một đôi. Theo hưng phấn nhiệt tình tán đi, từ lân tựa ở trong xe, mơ màng ngủ thiếp đi. Đến sân bay về sau, Trương Triều đánh thức hắn, sau đó lại soát vé lên máy bay. Lên máy bay, từ lân ngủ tiếp đại cảm giác. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, máy bay đã nhanh rơi xuống đất, nhân viên phục vụ tiến lên, tỉ mỉ nói cho hắn biết xin thắt chặt dây an toàn. Sau khi hạ xuống, từ lân về trước một chuyến trong nhà, cho nhà mình lão bà làm một bữa cơm, tiếp lấy hấp tấp đưa đến lão bà công ty. Bởi vì đoạn thời gian trước bị hắc ám thức ăn chi phối sợ hãi còn rõ mồ một trước mắt, cho nên hắn phát thề, đời này cũng không thể để nhan giao lại vào phòng bếp, trừ phi. Nàng trước cùng cấp 5 sau đầu bếp học 3 năm lại nói. Đến công ty, từ lân trực tiếp đẩy cửa đi vào tổng giám đốc văn phòng. Trong công ty người đều biết hắn vị này tổng giám đốc vị hôn phu, còn có không ít người cùng hắn cười chào hỏi. Từ lân từng cái cùng bọn hắn thăm hỏi, cuối cùng tại tiến vào văn phòng thời điểm, liền đem cửa cho khóa trái lên. Bên trong đầu tiên là vang lên một tiếng kinh hô, sau đó liền xuất hiện mưa gió vỗ vào cây chuối dịp âm thanh giàu có tiết cấu âm thanh vang lên tiếp cận hai tiếng lúc này mới kết thúc nhan giao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái đây chính là mình văn phòng a hắn làm sao dám tại nơi này giữa ba ngày vạn nhất có người xông tới làm sao làm bên trong có phòng nghỉ lần sau nhớ kỹ đi bên trong nàng tức giận nói ra từ lân lại là nhếch miệng lên lắc đầu nói phòng nghỉ liền không kích thích vẫn là trên bàn công tác kích thích nhất phi nhan giao tức giận xì hắn một mụn tiếp lấy nàng hỏi lần này nghỉ ngơi mấy ngày từ lân nhìn tình huống gần đây phát hiện một cái thú vị sự tình có thể sẽ toàn bộ đại hạ chạy yên tâm đi ra ngoài khẳng định sẽ báo cáo chuẩn bị từ lân nói báo cáo chuẩn bị liền báo cáo chuẩn bị sáng sớm hôm sau hắn cùng nhan giao nói một lần mình có thể muốn đi ra ngoài lập tức hắn liền đến đến Giang Vân Cục thành phố Lầu Nhỏ, trực tiếp liền đối với bản truy nã đơn tiến hành một lần triệt để thâm nhập nghiên cứu. Vương Kim Hà, A cấp tội phạm truy nã. Nam, 83 năm xuất sinh, số thể căn cước dính liếu ma túy, lại số lượng to lớn, dính liếu sát hại ba tên cảnh sát, theo điều tra hắn trên thân tối thiểu vác 10 đầu trở lên án mạng. Cao Hiền Sương, A cấp tội phạm truy nã. Nam, 76 năm xuất sinh, số thẻ căn cước dính liếu ma túy, rửa tiền, cố ý giết người chờ chút. Dương Hoáng, A cấp tội phạm truy nã. Nam, 77 năm xuất sinh, số thẻ căn cước. Nhìn trước mặt trên màn ảnh máy vi tính từng cái danh tự, khoảng chừng 100 nhiều cái, toàn bộ đều là A cấp tội phạm truy nã, trong tay đầu đều chí ít có ba đầu trở lên nhân mạng. Nhìn thấy cái này danh sách lớn một khắc này, từ lân đôi mắt đều sáng lên lên. Lấy phía trước đối với mấy cái này tội phạm truy nã thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn lo lắng suông dù sao hắn có khả năng đời này đều gặp không được những người này. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có khóa chặt kỹ năng, hắn hoàn toàn có thể khóa chặt bọn hắn vị trí, sau đó lại tự mình đi đi qua tiến hành bắt. Chỉ bất quá. Cái này bắt lý do, có chút khó mà nói a à. Từ lân sờ lên cầm, nghĩ nửa ngày, sửng sốt nghĩ không ra tốt thuyết pháp dứt khoát hắn liền trực tiếp không thèm nghĩ nữa. Muốn cộng lông, liền nói ta mình là cá chép vận khí tốt không phải. Lại nói những năm này những này tội phạm truy nã tư liệu đều tại đổi mới, đều nói tại nào đó nào đó nơi nào đó Phương đã từng xuất hiện, sau đó lại biến mất. Dùng thuyết pháp này liền xong, cái gì đều không cần nói. Tâm lý làm ra quyết định, hắn không nói hai lời, liền đem ánh mắt khóa chặt tại cái thứ nhất A cấp tội phạm truy nã Vương Kim Hà trên thân. Hệ thống, mở ra khóa chặt kỹ năng. Hắn lúc này cho hệ thống ra lệnh. Dù sao bất kể như thế nào, mãn là được rồi. Mở ra khóa chặt kỹ năng, mục tiêu lựa chọn, Vương Kim Hà. Mục tiêu vị trí bản đồ đang tạo. Ghe rơ map phát ra kết thúc. Khi hệ thống nhắc nhở sau khi xuất hiện, từ lân trước mặt liền xuất hiện một bức giả lập bản đồ. Bản đồ rõ ràng là tại Giang Bắc tỉnh Ta Miễn thành phố có một cái màu đỏ vòng vòng đang tại biểu hiện ra mục tiêu vị trí khu vực. H. Bắt đầu đồ bản. Nói thầm một tiếng, từ lân lúc này mang lên trên mình cảnh mũ, dẫn theo tay nải, đối với Vương Phong hô to. Vương Phong, cùng ta làm nhiệm vụ, đi giang bắc tỉnh Tam Yển thành phố. Thu được. Vương Phong lập tức hô một câu, tiếp lấy mang theo dưới tay mình ba người, đi theo từ lân thẳng đến giang bắc tỉnh Tam Yển thành phố. Giang vân cục thành phố, trịnh quốc tân cùng hoàng vĩ hàm đang tại hội họp bọn hắn đang thương lượng hơn nửa năm trị an nghiêm trị biện pháp người sau mở miệng nói ra trịnh cục ta nghe nói từ lân gia hỏa kia trở về bằng không để hắn cũng tới triển khai cuộc họp hiện tại trị an hoàn cảnh không tệ chúng ta cũng có thể nghe một chút hắn ý kiến cùng đề nghị trịnh quốc tân nghe khẽ gật đầu nói có thể ngươi gọi điện thoại cho hắn hoàng vĩ hàm nghe vậy liền móc ra điện thoại bấm từ lân dãy số. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Từ lân tại cái kia đầu mở miệng nói ra. Lão Hoàng, có việc nói sự tình, ta hiện tại đang tại hướng Giang Bắc tỉnh bên kia đuổi. Ngươi đi Giang Bắc tỉnh. Hoàng Vĩ Hàm lập tức ngẩn người. Từ lân. Đúng, ta nghiên cứu một cái A thông bản danh sách, phát hiện cái kia xếp ở vị trí thứ nhất Vương Kim Hà rất có thể ngay tại Giang Bắc tỉnh bên này. Vương Kim Hà. Hoàng Vĩ Hàm con ngươi bỗng nhiên co vào, có chút khó tin nói. Lão Từ, ngươi cũng đừng nói đùa, gia hỏa kia là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, sớm đã có truyền ngôn, hắn đã đi miếng bang bên kia, làm sao ngươi biết hắn tại Giang Bắc tỉnh? Đoán ra được. Đi Lão Hoàng, ta không nói cho ngươi, lập tức liền muốn lên máy bay. Túc túc túc. Điện thoại đã bị cúp máy, Hoàng Vĩ Hàm cầm lấy điện thoại, mộng bức nửa ngày hắn nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trịnh quốc tân nói ra trịnh cục gia hỏa kia nói phát hiện a thông trên bản danh sách vương kim hà hắn hiện tại chính đi qua bắc trịnh quốc tân ê đừng làm rộn có được hay không hắn chỉ riêng nhìn tư liệu liền có thể đoán được đối phương ở nơi nào thuyết pháp này làm sao như vậy mơ hồ đâu dù sao bất kể nói thế nào hắn là không quá tin tưởng tạm thời quan sát nhìn hắn có phải là thật hay không phát hiện Vương Kim Hà. Nếu như là thật, như vậy chúng ta khả năng lại muốn nhiều một bút thành tích. Trịnh Quốc Tân nói ra. Từ đối với từ lân tín nhiệm, tâm lý phản phất lại một thanh âm tại nói cho hắn biết. Không quản hắn có phải hay không khoác lát, vạn nhất là thật đâu. Hai người tiếp tục mở một lát, chỉ là hội nghị mới vừa chạy đến một nửa, liền có người chạy vào, thở hồng hộc nói ra. Trịnh Cục, Hoàng Cục xảy ra chuyện. Hải lý thị Nam Hà Thiên Cầu phía dưới, phát hiện hai cổ thi thể, thi thể đã độ cao một nát. Đi qua hiện trường thăm dò, bọn hắn pháp y bên kia sơ bộ giám định, chí ít có hơn 10 người vết tích. Bất quá làm huynh đệ đơn vị bắt đầu đại diện tích loại bỏ thời điểm, lại xuất hiện hai cổ thi thể, tử vong phương thức cùng phía trước hai cái không sai biệt lắm. Hạ phó phòng bên kia hướng chúng ta bên này cầu viện, điện thoại bổn tới là gọi cho từ tổ trưởng, nhưng là cái kia bên cạnh điện thoại đã không gọi được. Nghe thủ hạ báo cáo sau đó, hai người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Lãnh đạo điểm danh muốn tìm từ lân đặt án cổ, nhưng là bây giờ từ lân đã đi gian bắt tỉnh, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể từ trịnh quốc tân gọi điện thoại, chi tiết báo cáo. Tên vương bác đảng này, hắn không phải đông nam đại khu người phụ trách sao đột nhiên đi phương bắc làm gì? Đáng chết đồ vật, ta còn nói để hắn tới phối hợp chúng ta trinh sát chi đội phá án. Hạ Duy hải hùng hùng hổ hổ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng là không có cách, hắn chỉ có thể mở miệng lần nữa hỏi. Ngoại trừ từ lân bên ngoài, hắn đặt án cổ còn có ai lưu thủ. Lãnh đạo, còn có một cái nhóm nhỏ, bọn hắn lưu lại điều tra ba năm trước một cái án chưa giải quyết. Trịnh Quốc Tân vội vàng nói. Lập tức để bọn hắn đều tới đây cho ta. Hạ Duy Hải mở miệng nói ra Trịnh Quốc Tân lập tức cũng làm người ta đi qua thông tri đặt án cổ. Trương Triều mang theo đội ngũ, đi tới phòng học bên trong, liền thấy được Hạ Duy Hải ngồi tại chủ vị bên trên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói thật không có từ lân ở bên người, Trương Triều có chút hoảng. Bất quá chẳng được bao lâu, hắn liền phát hiện mình khiếp nhược là không đối với, hắn là một người cảnh sát, vẫn là đặt án tổ nhóm nhỏ tổ trưởng. Kết quả là hít sâu một hơi, lúc này liền làm ra điều chỉnh, thần sắc trở nên thông dong lên. Hạ Duy Hải nhìn thấy Trương Triều biểu hiện, khẽ gật đầu. Khó trách tiểu tử kia tự tiện ra cửa, xem ra hắn dạy dỗ đi ra đồ đệ cũng không tệ. Bất quá bọn hắn phá án năng lực đến cùng như thế nào, còn cần khảo chứng. Hạ Duy Hải mệnh lệnh Trương Triều, lập tức dẫn người đi tỉnh lỵ bên kia, sau đó đối với vụ án tiến hành cẩn thận thăm dò. Lại nói từ lân bên này, căn bản là không biết Hải Nguyên tỉnh bên kia xuất hiện một cái đại án bọn hắn hiện tại đã đứng ở giang bắc tỉnh ta miễn thành phố bên ngoài với tư cách một tòa cổ phong cùng hiện đại kết hợp thành thị nơi này tiết tấu muốn so phần lớn thành phố chậm rất nhiều mọi người cũng đều phi thường chú ý hưởng thụ trên đường đi hắn thời khắc đều đang chú ý mục tiêu vị trí phát hiện xác nhận không sai sau đó liền để lái xe vương phong nắm chặt chút thời gian tranh thủ một đêm bên trên liền đem người bắt lại lại nói lão đại chúng ta đến cùng đến làm gì a à? vương triều nhìn từ lân không rõ bọn hắn bỗng nhiên đến Tam Miễn thành phố mục đích. Theo đạo lý nói, bên này thuộc về Tây Bắc đại khu, nếu như không phải cần tiếp viện nói, bọn hắn không nên tới mới đúng. Từ Lân cười cười, không có trả lời. Tới làm gì? Đương nhiên là đến đồ bản, những cái kia tại bản truy nã bên trên cùng hung cực ác người, dù sao bất kể nói thế nào, đều là muốn trước thanh lý mất, lại nói. Hắn hiện tại tâm lý chỉ muốn gia tăng điểm tích lũy, sau đó lại soát kỹ năng một cái cục bộ cường hóa, một cái hỏa diễm chi thân, một cái khóa chặt. Mới rút đến ba đại thần kỷ, để hắn cảm giác nhiệt tình mười phần. Tam yển thành phố đồng cổ khu, trường thân đường phố. Từ lân mang theo vương triều, bên người còn đi theo hạ tiến, triệu nghị danh, sở đạt, năm người tại đường phố bên trên vừa đi vừa nghỉ, đồng dạng đều là từ lân tại chủ đạo, bọn hắn đi theo chính là. Đằng sau bốn người đều rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? bọn hắn cảm giác mình giống như là tuần cảnh tại tuần nhai một dạng, vấn đề là cái gì mục đích đều không có, đây không phải lãng phí bọn hắn thời gian sao? Nhưng bọn hắn mấy cái cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, không dám nói ra. Từ lân cũng không có cách, hệ thống khóa chặt chỉ có tại phương viên một cây số bên trong, hắn muốn nhanh nhất tốc độ tìm tới đối phương, cũng chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, thiện ác chi nhãn. Bất quá cái đồ chơi này đích xác là mệt mỏi, chỉ có thể một đường đi qua nhìn qua. Trên đường, hắn thấy được mấy cái tiểu mau tặc, hoặc là kể một ít trên thân vác bản án, nhưng tội danh không phải rất lớn người, hắn chỉ là yên lặng nhớ kỹ bọn hắn danh tự, sau đó quay đầu phát cho ta miễn thành phố huynh đệ bộ đội là được. Hắn mục tiêu liền một cái, Vương Kim Hà. Tìm một vòng lớn, thậm chí đem một cây số phạm vi bên trong đều tìm lần, không có phát hiện đối phương thân ảnh. Bởi vì là ba ngày, cho nên từ lân cũng không nóng nảy, đối với rất nhiều chuột đến nói, buổi tối mới là bọn hắn đi ra hoạt động thời điểm từ lân đối với sau lưng vương triều nói ra ngươi tra một chút cái này đồng cổ khu có bao nhiêu cái câu lạc bộ hộp đêm quán bar chờ chút vương triều nghe vậy bỗng nhiên khẽ rung muốn động thủ sao hắn lúc này không nói hai lời liền mang theo mình ba tổ viên đi đã điều tra rất nhanh bọn hắn liền cho từ lân mang về tin tức toàn bộ đồng cổ khu có hai cái câu lạc bộ to to nhỏ nhỏ hộp đêm, quán ba khoảng chừng 38 nhà. Nơi này dạo chơi một cái quán ba phố, liền có tiếp cận 20 nhà quán ba. Trừ cái đó ra hắn liền một chút trong hẻm nhỏ quán ba, đều điều tra ra được. Lão đại, chúng ta rốt cuộc muốn làm ai? Vương Phong cầm trong tay một gói thuốc lá, cho Từ Lân tản một cây về sau, tiến đến trước mặt hắn hỏi lên. Từ Lân. A cấp tội phạm truy nã Vương Kim Hà, ta nhận được tin tức hắn hẳn là ngay tại bên này. A cấp Vương Kim Hà Vương Phong trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc, kém chút nhịn không được liền kinh hô đi ra. Bọn hắn những này người đều xoát qua truy nã danh sách nhân viên, đối với cái này Vương Kim Hà thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, gia hỏa này tuyệt đối là trên bản nổi danh nhất một trong những nhân vật. Cùng hung cực ác, thậm chí còn có chút biến thái. Trọng yếu nhất là gia hỏa này trong tay có ba cái cảnh sát huynh đệ máu, cho nên chỉ cần có thể bắt hắn lại, như vậy bọn hắn liền sẽ giống như hổ đói vồ mồi một dạng sông đi lên. Không có thương lượng, nhất định phải bắt hắn cho bắt lấy. Vì đại hạ yên ổn, vì cho mấy cái kia hy sinh huynh đệ báo thù. Từ lân vỗ vỗ vương triều bả vai, nói. Chờ đến buổi tối, chúng ta đi trước hỏi thăm một chút, xác định đại khái vị trí về sau, liền hành động. Vương triều gật đầu, tiếp lấy có chút bận tâm hỏi. Lão đại, muốn hay không gọi ta miễn cục thành phố tiếp viện một cái, dù sao chúng ta liền năm người, khả năng đến lúc đó đối phương sẽ phản kháng. Từ lân khoát tay áo, có phản kháng hay không, hắn căn bản là không để trong lòng. Chỉ cần tìm được người, bắt lấy đối phương lòng tin, hắn vẫn là có. Nhưng là khi màn đêm hàng lâm, từ lân bên này đang chuẩn bị hành động thời điểm, một trận điện thoại bỗng nhiên đánh tới Vương Phong trên điện thoại di động. Quy. Vương Phong cầm điện thoại di động lên, thấy là Trương Triều số điện thoại, lập tức liền tiếp thông. Uy, để từ lân nghe. Cái kia đầu truyền đến một cái nặng nề trung niên âm thanh, Vương Phong lập tức ngẩn người. Bất quá rất nhanh, hắn liền một cái giật mình, bỗng nhiên nhớ lại thanh âm này chủ nhân là ai, lập tức liền đi tới từ lân bên người nói ra. Lão đại, hạ phó phòng điện thoại. Từ lân nghe vậy, hơi ngẩn người. Hắn lấy ra mình điện thoại, nhìn thoáng qua sau nhịn không được khóe miệng giật đến bởi vì quá hưng phấn duyên cớ máy bay hạ cánh sau liền quên đi quan bế chế độ máy bay hắn từ vương triều chỗ nào tiếp nhận điện thoại sau đó mở miệng nói ra lãnh đạo tìm ta chuyện gì hạ duy hải tiểu tử ngươi tình huống như thế nào vì cái gì đánh không thông điện thoại từ lân thật có lỗi a à, lãnh đạo mới vừa quên mở máy Hạ Duy hải giọng nói mang vẻ một tia không cam lòng cùng u quán, nói ra. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng không làm việc đàng hoàng. Mới vừa chúng ta hải nguyên tỉnh phát sinh đại án, chúng ta bên này trinh sát đang toàn lực điều tra và giải quyết, tới hỏi một chút ngươi ý kiến, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta chơi biến mất. Từ lân nghe vậy, thần sắc hơi nghiêm túc mấy phần, hỏi. Lãnh đạo, vụ án gì? Giết người vứt xác, đã có bốn người bị hại ngươi chừng nào thì trở về ta muốn mời ngươi đến hải lý thị chủ trì điều tra phá án công tác hạ duy hải trầm giọng nói ra bọn hắn trinh sát chi đội người đã toàn bộ đều đập ra đi nhưng là cho tới bây giờ còn không có gì thu hoạch tội phạm phi thường giảo hoạt hiện trường lưu lại rất nhiều vết tích nhưng trên cơ bản đều không có bất kỳ thực dấu vết dị nghĩa từ lân suy nghĩ một chút nói ra ba ngày a à. nhiều nhất ba ngày ta liền trở lại không được, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta, ta bên này đã thành lập tổ chuyên án, chuẩn bị để ngươi đến nhân vật chính. Hạ Duy Hải trực tiếp mở miệng nói ra. Từ Lân. Vậy không được, ta như vậy tân tân khổ khổ, không thể một chuyến tay không. Nói đùa, địa phương đều tìm đến, để hắn bây giờ đi về, làm sao khả năng. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ta tới cấp cho ngươi không được. Hạ Duy Hải ồm ồm nói từ lân. Lãnh đạo, lão hạ, ngươi thật đúng là không cho được. Nghe được hắn giọng nói mang vẻ một tia treo tức, hạ duy hải cũng khó chịu. Ngươi nói nghe một chút nhìn, thứ gì ta không cho được ngươi thì sao? Ngoại trừ thăng quan phát tài, ta không có quyền lợi bên ngoài, cái khác quyền lực luôn là có. Từ lân cười hắc hắc, nói. Ngươi khoan hãy nói, liền thật cùng thăng quan phát tài có quan hệ. A cấp tội phạm truy nã, ngươi có thể cho ta một cái sao hạ duy hải y tiểu tử ngươi sẽ không nói cho ta ngàn dặm xa xôi chạy tới giang bắc tỉnh là vì bắt a cấp tội phạm truy nã a vậy ngươi nói đâu không phải là vì a cấp tội phạm truy nã loại này hành tẩu nhất đẳng công ta tại sao phải ngàn dặm xa xôi chạy tới từ lân không mặn không nhạt nói đi xem như ngươi lợi hại hạ duy hải cắn răng hỏi tiếp ngươi để mắt tới người nào từ lân vương kim hà ai ngươi nói ai hạ duy hải bỗng nhiên trừng ánh mắt lên phát ra một tiếng kinh hô từ lân lặp lại vương kim hà hồng hộc hồng hộc trong điện thoại truyền đến hạ duy hải gấp rút thô trọng hô hấp hắn tự hồ còn tại áp chế trong lòng nộ khí qua một hồi lâu hắn mới hung tợn nói ra từ lân bên này sự tình không cần ngươi quan tâm bắt lấy cái kia vương kim hà cho lão tử mang về trên người hắn có nợ máu chúng ta nhất định phải để hắn trả bằng máu từ lân lão hà yên tâm đi người chạy không được nợ máu trả bằng máu để điện thoại di động xuống từ lân đem nó còn cho vương phong nói ra đi thôi đi những cái kia câu lạc bộ đi dạo hắn nói đến liền dẫn vương phong mấy người hướng phía phía trước một nhà cỡ lớn câu lạc bộ đi đến mấy người toàn bộ đều mặc lấy thường phục nhưng này một thân khí thế lại để người không dám khinh thường trên đường gặp phải những cái kia người nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lập tức nhượng bộ lui binh từ lân quay đầu nhìn thoáng qua nói ra còn chưa đủ ác ta nói qua chúng ta dáng dấp không giống lưu manh nhưng khí tràn nhất định phải giống ác ôn đi ngang loại kia biết hay không mấy người nghe xong lập tức liền ngầm hiểu sau đó năm người xếp thành một loạt đi theo từ lân bước chân hướng cái kia câu lạc bộ cửa ra vào đi đến câu lạc bộ cửa ra vào lắp đặt thiết bị đến tráng lệ mấy cái nhân viên phục vụ đứng ở trước cửa đối với mỗi một cái đi vào tân khách đều cung kính hành lễ biểu thị hoan nghênh cửa ra vào ngoại trừ mấy cái nữ tiếp đãi bên ngoài còn có bốn cái bảo an hình dáng cao lớn thô kệch nhìn qua rất dọa người khi từ lân bọn hắn năm người xuất hiện thời điểm trong nháy mắt liền hấp dẫn bốn cái bảo an, còn có một người mặc Âu phục nam nhân lực chú ý. Bọn hắn nhìn lại, sắc mặt đều mang vẻ đề phòng. Âu phục thanh niên chạy chậm đến đi tới, cười ha hả hỏi. Mấy vị lão bản, xin hỏi có hẹn trước không? Hắn hỏi cái này nói thời điểm, ánh mắt Thủy chung dừng lại tại từ lân trên thân, trong lòng âm thầm phỏng đoán, gia hỏa này lại là nơi nào đến phú nhị đại, bọn hắn ta miễn thành phố những cái kia nhị đại mình đều giải, nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy một người. Từ lân liếc mắt nhìn hắn, mũi vẫn lên trời bộ dáng nhìn qua phi thường càng rỡ, hắn tùy ý nói. Làm sao không có hẹn trước liền vào không được đúng không? Các ngươi mở cửa làm ăn, chẳng lẽ lại còn muốn đem khách nhân đẩy ra phía ngoài? Nói đến nhìn lướt qua thanh niên thẻ tên, quản lý lễ tân ngô phi. Thanh niên cười theo, nói. Thật có lỗi, mấy vị lão bản, chúng ta nơi này đã đầy, bằng không ngài mấy vị đổi một nhà. Từ lân cười, nhưng hắn trong tươi cười mang theo một tia dữ tợn, một tia treo tức, còn có một loại tàn bạo. Ảnh đế kỹ năng, trong nháy mắt mở ra. Lúc này hắn, trên thân mang theo một cổ hung lệ khí tức, chỉ là nhìn ngô phi một chút, liền để hắn toàn thân đều tuôn ra hàng ý, nhưng không được thân hình run một cái. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn nhàn nhạt mở miệng mà lúc này sau lưng vương phong bốn người gần như đồng thời tiến lên một bước, khí thế kia trực tiếp liền đặt ở cái kia ngô phi trên thân. Nhìn thấy một màn này, bốn cái bảo an cũng ngồi không yên, lập tức tiến lên đây, đứng ở ngô phi sau lưng. Ngô phi lại là con ngươi co vào, trong lòng cực kỳ khiếp sợ nhìn trước mặt năm người. Trời à! Mới vừa một khắc này, hắn cảm giác mình trái tim đều nhanh từ ngực nhảy ra ngoài, người thanh niên này cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, tựa như là một đầu ác ma một dạng. Ta. Ngô Phi vừa muốn mở miệng, đột nhiên một nữ nhân từ câu lạc bộ trong cửa lớn đi ra. Nha. Đây là vị nào lão bản, làm sao lớn như vậy tính tình. Ngô quản lý, ngươi cũng thật sự là chúng ta mở tiệm không phải là vì làm ăn nha, sao có thể đem khách nhân đẩy ra phía ngoài. Nữ nhân nói đến, cười mỉm đi vào từ lân bên cạnh thân. Đầy đặn thân thể, hỏa bạo dáng người, trắng nõn làn da nữ nhân này một cái nhăn mày một nụ cười đều mang một loại khó mà hình dung mị lực so nhan sắc hắn khẳng định không bằng nhà mình tiểu phú bà nhưng quen cũng thật là quen để người cũng nhịn không được muốn cắn một cái từ lân lại là nhà nhạc nhìn nàng một chút tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia ngô phi ngô phi mồ hôi lạnh đều chảy xuống nhìn về phía nữ nhân nói ra lão bản nói đúng ta sai rồi mấy vị lão bản mời nghe được hắn nói từ lân ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhân. Không nghĩ tới nữ nhân này, cư nhiên là nơi này lão bản. Hắn thiện ác chi nhãn khởi động, trước mắt lập tức xuất hiện đối phương tin tức. Chu Yến, tội ác trị 16, đã từng trượt chân phụ nữ, lại nương tựa theo mình xuất sắc đầu óc buôn bán. Hệ thống giới thiệu nội dung không nhiều, đơn giản điểm đó là cái này Chu Yến gặp người không quen, bị người bán đi, sau đó bị bức bách thành trượt chân phụ nữ. Bất quá nàng rất thông minh, nương tựa theo mình năng lực bàn thượng một cái phú hào. đằng sau mặc dù cùng phú hào tách ra nhưng đối phương cho nàng một bút rất lớn an gia phí. đây cũng là chu yến tài chính khởi động. hiện tại nàng danh nghĩa với clip e câu lạc bộ là ta miễn thành phố lớn nhất câu lạc bộ một trong. bởi vì nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, với lại hiểu được kinh doanh, cho nên cùng rất nhiều đại lão quan hệ cũng không tệ. bởi vì xuất thân duyên cớ, nàng xem qua quá nhiều hắc ám cùng vạn vẹo nhân tính, cho nên nàng câu lạc bộ bên trong có một quy củ không làm nội dung độc hại sinh ý, xem như một cái phi thường sạch sẽ địa phương. Đương nhiên, nếu như con gái người ta mình nguyện ý đi theo ngươi, nàng cũng không phản đối. Keo Lít sở dĩ nổi danh, chính là chỗ này cô nương khối lượng tạch cao, với lại khách nhân cũng đều là tai to mặt lớn nhân vật. Đặt ở trước kia thời điểm, liền quan phương một chút nhân vật thực quyền cũng biết tới uống một ly rượu. Cũng chính bởi vì vậy, Keo Lít mặc dù là một khối thịt mỡ, nhưng cũng sẽ không có phạm nhân ngu xuẩn tới đây cắn một cái. Ai cũng biết Chu Yến mặc dù cùng Phú Hào tách ra nhưng nàng sau lưng vẫn như cũ có chỗ dựa, với lại không chỉ một cái. Từ Lân từ Chu Yến trên thân thu hồi ánh mắt, nói ra: "Đi thôi. Lão bản, mang bọn ta vào xem." "Tốt, vị lão bản này, mời." Chu Yến nói đến, liền làm ra một cái thỉnh mời thủ thế. Từ Lân mang theo Vương Triều đám người, nhanh chân hướng lấy câu lạc bộ bên trong đi đến. Đợi đến sau khi đi vào, bên trong lắp đặt thiết bị cũng phi thường xa hoa, với lại phục vụ viên thái độ cũng phi thường mới tốt, cho người ta một loại xem như ở nhà cảm giác. Tiến vào một cái ghế lô về sau, Chu Yến cười đối với từ lân bọn hắn nói ra. Đợi chút nữa ta sẽ an bài các cô nương tới, mấy vị lão bản uống chơi vui tốt. Từ lân lại là nhàn nhạt mở miệng. Chờ chút. Chu Yến thần sắc hơi ngưng tụ, nàng lịch duyệt phong phú, xem xét từ lân bọn hắn liền biết những này người không dễ chọc, nhưng đối phương thân phận nàng cũng không muốn biết bởi vì biết càng nhiều chết cũng liền càng nhanh nhưng giờ phút này nàng không thể không suy tính một chút những này người tới đây mục đích chỉ nghe cái kia dương quan soái khí thanh niên mở miệng nói ra lão bản không ngại nói ngồi xuống tâm sự a à. chu yến vị lão bản này đừng nóng vội nha ta chờ một lúc lại tới cho ngài mời rượu từ lân ta nói nói ngươi không nghe thấy nhàn nhạt ngữ khí, để chu yến thần sắc lập tức biến đổi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đi qua, đi tới từ lân bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Tâm lý âm thầm nghĩ, nếu như gia hỏa này động thủ động cước, nàng liền sẽ trực tiếp gọi bảo an, sau đó đem mấy người này từ nơi này ném ra bên ngoài. Để chu yến không nghĩ tới là bên người nam nhân cũng không có đụng mình, mà là nhìn chăm chú lên nàng, khóe miệng lộ ra một vệt hơi có vẻ tà khí nụ cười sau đó liền nghe đến đối phương mở miệng hỏi. Lão bản họ gì? Không dám họ chu, lão bản có thể gọi ta tiểu chu. Chu Yến cười trở về đáp, nụ cười kia rất quyến rũ. Nàng nghề nghiệp tố dưỡng, tự nhiên là không cần phải nói. Từ lân lại là không để ý, hỏi. Ta hỏi lão bản mấy vấn đề, nếu như ngươi trả lời có thể làm cho ta hài lòng nói, ta lập tức liền rời đi. Xin hỏi. Chu Yến trong lòng thở dài một hơi, nguyên lai like là đến tìm hiểu tin tức. Đã dạng này, vậy bọn hắn rốt cuộc là ai? Là cảnh sát? Hoặc là nói? Là đạo bên trên ngoan nhân? Không thể không để mà nói là nữ nhân này có chút khéo léo, từ lân vẻn vẹn một câu, liền để nàng đoán trúng thân phận. Từ lân. Chu lão bản, ta vấn đề rất đơn giản, không biết các ngươi nhà này câu lạc bộ bên trong, có cái gì đặc biệt đồ vật bán. Chu Yến sầm mặt lại, không chút do dự nói ra. "Thật có lỗi, chúng ta nơi này không có người muốn đồ vật. Mấy vị nếu như không có chuyện gì nói, mời rời đi a." À. Nàng phản ứng, coi như để Từ Lân hài lòng. Hắn cười cười, hỏi lần nữa. "Không biết Chu lão bản có biết hay không một cái tên là Vương Kim Hà người?" "A, à, đúng, hắn tại đạo bên trên có một cái ngoại hiệu Hà Mã." Nghe được hắn nói, Chu Yến sắc mặt lập tức đại biến, nàng bỗng nhiên đứng lên đến, nói ra. Lão bản, rất xin lỗi, ta thật không biết ngươi nói là ai, ta còn có chuyện, đi trước. Từ lân cười. Từ mới vừa Chu Yến phản ứng, hắn liền đã đã nhìn ra nữ nhân này khẳng định biết một ít đồ vật, bằng không nàng sắc mặt sẽ không khó coi như vậy. Với lại trong khoảnh khắc đó, hắn chú ý tới Chu Yến thân hình có chút run rẩy, tự hồ đối với cái tên này rất sợ hãi. Chu lão bản, nếu như ngươi từ nơi này phòng đi ra ngoài liền rốt cuộc không có cơ hội từ lân đứng dậy chậm rãi nói ra một câu lời này vừa nói ra chú yến sắc mặt trong nháy mắt tái đi nàng xem như đã nhìn ra hai phe này mình bất kỳ một cái nào đều đắc tội khó lường những này khách giang hồ người quá độc ác nàng rõ ràng nhớ kỹ cái kia hà mã tại ta miễn thành phố xuất hiện sau đó bọn hắn ta miễn thành phố lớn nhất một cái câu lạc bộ lão bản cả nhà cũng bị mất với lại tin tức đều bị ép xuống, chỉ có có hạng mấy người biết nội tình. Gia hỏa kia phi thường hung ác, động một chút lại sẽ diệt khẩu, toàn bộ ta miễn thành phố những này màu xám sản nghiệp lão bản, cơ hồ không người nào dám đi đắc tội hắn. Nhưng là trước mặt cái nam nhân này, tiến đến liền hỏi Hà Mã là ai, nàng dù là biết cũng không dám nói như vậy đi ra. Thế nhưng là, đối phương từng bước ép sát, nàng căn bản là không có cách nào phản kháng. Cắn răng, Chu Yến xoay người nhìn về phía Từ Lân, hỏi. Lão bản, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như là tới chơi, ta rất hoan nghênh, thậm chí ngươi sách một chút quá phận yêu cầu, cũng không phải không thể. Nhưng cái khác, thứ ta không có biện pháp giúp ngươi. Từ Lân chậm rãi đứng lên đến, trên mặt dáng tươi cười đi tới Chu Yến bên cạnh thân, nói ra. Thật có lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chính là muốn biết cái kia hà mã đến cùng ở nơi nào. Chu Yến gắt cao nhìn chầm chầm từ lân, cắn răng, cuối cùng trong miệng thốt ra ba chữ. Không biết. Ngươi xác định. Từ lân cười, tiếp lấy lạnh lùng nói. Không có việc gì, không biết coi như xong. Đi thôi, chúng ta tiếp tục nghe ngóng. Chờ nghe được, đến lúc đó liền nói cho đối phương biết là Chu lão bản nói cho chúng ta biết. Hỗn đảng, ngươi hại ta. Chu Yến tựa như là bị dẫm trúng cái đuôi một dạng, điên cuồng mà đối với từ lân mắng lên. Từ lân nhún vai, trong lòng biểu thị rất xin lỗi, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Suy nghĩ một chút về sau, hắn mở miệng nói ra. Chu lão bản, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói một bút giao dịch, chúng ta giải quyết hết hà mã sau đó, đối với các ngươi đến nói đều là có chỗ tốt. Chi ít, các ngươi sẽ không lại bị uy hiếp hắn lời này không phải không có lửa thì sao có khói mà là có căn cứ từ chu yến nghe được hà mã hai chữ phản ứng hắn cũng biết nữ nhân này khẳng định đã từng bị hà mã sợ hãi sợ chi phối cho nên trợ giúp mình cũng chính là trợ giúp nàng ta chu yến trầm mặt lại qua đại khái hơn một phút đồng hồ nàng cắn răng ngẩng đầu lên nói ra nếu như ta nói cho các ngươi biết các ngươi phát thề sẽ không để lộ ra đi từ lân yên tâm ta mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh người. Nghe được hắn cam đoan, Chu Yến vẫn là có chút không yên lòng, thế nhưng không có cách nào, thế là nàng mở miệng nói ra. Ta chỉ biết là gia hỏa kia thường xuyên đi hoàng tộc câu lạc bộ, hắn cùng cái kia câu lạc bộ bà chủ có một ít quan hệ, câu lạc bộ lão bản cũng dám giận không dám nói. Tốt! Từ lân nghe được đáp án này, xoay người rời đi. Mới vừa đi đến một nửa thời điểm, hắn quay đầu nói ra ngươi sẽ may mắn mình hôm nay làm ra lựa chọn. Mang theo vương triều mấy cái, vội vàng mà đến, vội vàng rời đi. Đợi đến bọn hắn đi sau đó, chu yến toàn thân mềm nhũng, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, phía sau đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hơi mỏng áo sơ mi dính tại trên lưng, phát họa ra mỹ diệu đường cong. Từ lân bọn hắn ra sau đó, thẳng đến hoàng tộc câu lạc bộ. Khi bọn hắn đi vào câu lạc bộ cửa ra vào thời điểm, liền thấy cửa ra vào có 8 cái bảo an nhân viên, mỗi một cái đều cầm lấy gậy cao su, so với trước đó keo lít, trên người bọn họ nhiều hơn một cổ hung hãn khí thế. Thiện ác chi nhãn vừa mở, bốn cái màu đỏ danh tự xuất hiện. Ít nhất đến cái kia, đều có 60 nhiều tội ác trị, nhiều nhất tội ác trị đạt đến 122 điểm, với lại trong tay còn có một cái mạng, thỏa đáng hung đồ một cái. Từ lân lập tức liền biết mình là tìm được mục tiêu. Lần này, bọn hắn năm người cùng một chỗ đi hướng câu lạc bộ cửa ra vào giữa lẫn nhau cười cười nói nói cửa ra vào bảo an nhìn bọn hắn một chút về sau cũng không có đi ngăn cản rất nhanh bọn hắn liền đi tới câu lạc bộ lầu ba trong bao sương đợi đến nhân viên phục vụ rời đi từ lân nhìn vương phong mấy cái mở miệng nói ra các ngươi tại nơi này tiếp ứng ta đi lên xe một chút vâng vương phong lập tức nhẹ gật đầu từ lân lúc này liền đứng dậy đi tới bên ngoài. Hắn nhìn từng cái xa hoa trụy lạc gian phòng, mở ra thiện ác chi nhãn, từ những cái kia cửa phòng bên trên cửa sổ thủy tinh hộ nhìn qua. Cái hội sở này tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm đều là quán karaoke, tầng thứ sáu nhưng là khách sạn, tầng thứ bảy là quán bar, tầng thứ tám là lão bản văn phòng. Từ lân một đường lục soát đến tầng thứ bảy thời điểm, bỗng nhiên tại trong quán rượu phát hiện mấy cái danh tự mang theo màu đỏ thân ảnh. Với lại, hắn còn chứng kiến mấy người trẻ tuổi đang tại cắn thuốc. Từ lân nhìn thoáng qua về sau, không có đánh thảo kinh sợ rắn, trực tiếp hướng lấy tầng thứ 8 đầu bậc thang đi đến. Bảy tầng đi lên, liền không có thang máy, chỉ có một cái thang lầu. Có thể từ lân đi vào đầu bậc thang thời điểm, lại bị bốn cái tráng háng cho ngăn lại. Bốn tên kia nhìn thấy từ lân xuất hiện, lúc này có hai cái đi lên ngăn cản hắn, còn có hai cái nhưng là đem bàn tay hướng mình sau lưng vị trí, hiển nhiên đám gia hỏa này trên thân đều có vũ khí. Ngươi là ai? Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, cút xuống cho ta. Một cái đại hán trực tiếp đi hướng từ lân, một thanh liền chụp tới hắn cổ áo, muốn đem hắn ném ra bên ngoài. Từ lân trong mắt hàng mang chật lóe, cả người giống như đạn pháo một dạng xông ra hung hăng đâm vào cái kia tráng hán trên thân. Răng rắc răng rắc. Một trận xương cốt đứt gãy vỡ nát âm thanh vang lên, tráng hán kia một mụn máu tươi phun ra thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài tại nhỏ hẹp không gian bên trong trực tiếp đụng ngã lăn phía sau hắn ba người bốn cái nhân hóa làm lăn đất hồ lô nhưng đằng sau hai người tốc độ phản ứng rất nhanh tại ngã sắp xuống một khắc này liền từ sau eo móc ra một cây súng lục hai cái tối om họng súng nhắm chuẩn phía trước có thể sau một khắc bọn hắn cũng chỉ cảm thấy da đầu đều nổ tung người kia đã không thấy bọn hắn lập tức muốn quay người lại phát hiện mình cổ căng một cái sau đó hai cái đầu trực tiếp liền đụng vào nhau. Đông. Răng rách. Một tiếng nặng nề va đập, còn kèm theo xương đầu vỡ tan âm thanh. Hai cái cầm súng hãng phỉ đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra ốc liền từ vỡ ra trong khe hở chui vào da đầu nội bộ. Hai người, chết không thể lại chết. Trong nháy mắt, bốn người cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Gia hỏa kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dù là trước mặt mình rơi xuống một cây súng lục, hắn cũng không dám đi nhặt lên đến. Trước mặt người trẻ tuổi này quả thực là quá kinh khủng. Trước sau ngắn ngủi hai giây thời gian mà thôi, ba người bọn họ liền bị phế đi, mình nếu là dám đi nhặt súng ngắn nói, đoán chừng sau một khắc kết cục cũng giống như vậy. Bất quá từ lân nhưng không có dự định buông tha hắn, mà là cười đi lên trước, tại gia hỏa này trước mặt ngồi xổm xuống. Vương Kim Hà, Hà Mã ở nơi nào? Từ lân hài hước hỏi. Gia hỏa kia nghe vậy, chỉ chỉ từ lân phía sau cánh cửa kia. Từ lân quay đầu nhìn thoáng qua, môn kia đối diện hắn hiện tại vị trí vị trí, tăng thêm mình mới vừa phát ra động tĩnh cũng không nhỏ, có lẽ bên trong người, đã phát hiện hắn tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, hắn trực tiếp cho gia hỏa kia một cái bàn tay, đem cho phiến hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy hắn đứng lên đến, đi ra cửa, muốn nhìn một chút bên trong tình huống. Đây là một cái gỗ thật cửa, khi từ lân đi vào trước cửa, chuẩn bị vạn vẹo chốt cửa thời điểm, Bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cơ hồ vô ý thức quát. Cục bộ phòng ngự. Bành. Một tiếng to lớn âm thanh vang lên, cổ thật cửa trực tiếp bị oanh ra một cái to bằng miệng chén đại động, Từ Lân thân hình lão đảo lui về sau mấy bước. Mà lúc này giờ phút này, hắn nơi ngực, y phục đều bị xé nát một mảng lớn, trên thân có mấy chỗ nhỏ bé vết thương đang tại hướng mặt ngoài bốc lên máu. Trừ cái đó ra bộ ngực hắn vị trí một mảnh cháy đen nhìn qua ngoài da có chút xanh đen từ lân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi mới vừa cái kia một sát na nếu như không phải mình vận dụng hoàn toàn mới kỹ năng chỉ sợ cũng muốn bị trực tiếp trọng thương ai có thể nghĩ tới bên trong người thế mà có được một thanh súng bắn đạn ghém răng rách ngay lúc này súng ống lên đạn âm thanh lại lần nữa vang lên từ lân cắn răng cố nén ngực khó chịu một cước hung hăng đá vào trên cửa quanh khói lửa tràn ngập bên trong một thân hình bị hung hăng đạp bay ra ngoài, ngay tiếp theo cửa gỗ cũng hung hăng đập vào hắn trên thân. Lạch cạch một tiếng, gia hỏa kia quăng xuống đất về sau, lập tức đẩy cửa ra tấm bò lên lên, sau đó giơ trong tay súng bắn đạn ghém, hai mắt cắt cao nhìn từ lân. Đây là một gian vàng son lộng lẫy văn phòng, mà văn phòng bên trong còn giống như có một cái giường, lúc này trên giường có đại lượng vết máu, còn có hai cái trắng bóng thân thể. Từ lân nhìn thấy cái kia hai cái bị cắt ít hầu nữ nhân, khóe mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, ánh mắt chuyển hướng trước mặt bưng súng bắn đạn ghém gia hỏa. Người là ngươi dép. Hắn lạnh lùng mở miệng, thiện ác chi nhãn cũng khóa chặt lại đối phương thân phận tin tức. Vương Kim Hà, A cấp tội phạm truy nã, tội ác trị 3.322 điểm. Một người tội ác trị, trực tiếp vượt qua 3.000 điểm, từ lân hiếp mắt lại, trong lòng sát ý tại thời khắc này điên cuồng trên mặt đất thăng, phản phất muốn lao ra một dạng hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vương Kim Hà, giết người có phải hay không rất kích thích? Ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày sẽ bị cảnh sát bắt lấy, sau đó đem ra công lý. Cảnh sát. Gia hỏa kia khóe miệng mang theo nhe răng cười, tiếp lấy ánh mắt hung ác nói ra. Đừng nói là cảnh sát, liền xem như đặt công đến, lão tử như thường có thể xử lý mấy cái. Mà ngươi, khẳng định là không nhìn thấy ngày đó hắn nói đến chậm rãi bưng lên trong tay mình súng bắn đạn ghém, họng súng nhắm ngay từ lân. Từ lân cười cười, tiếp lấy nhẹ nhàng phất tay, thân thể hướng phía bên phải bay nhào ra ngoài thời điểm, trong tay cũng nhiều thêm một cây súng lục. Bành. Bành. Quanh. Phía trước hai tiếng, là tay hắn súng bắn súng âm thanh, mà phía sau cái kia một tiếng tiếng vang trầm trầm, là vương kim hà bóp súng bắn đạn ghém cò súng phát ra âm thanh. Bất quá bởi vì từ lân xuất thủ trước, cho nên hắn cho dù là làm ra phản kháng, đạn cũng chỉ là đánh vào trên trần nhà, cũng không có rơi vào từ lân trên thân. Mà hắn khoảng hai tay, xương bả vai phía dưới vị trí, trực tiếp bị hai viên đạn cho xuyên qua, trong tay súng bắn đạn ghém cũng chống đỡ không nổi, rơi trên mặt đất. Cho lão tử đi chết. Vương Kim Hà tuyệt đối là một cái đỉnh cấp dân liều mạng, coi hắn phát hiện mình hai tay bị phế sạch sau đó, không nói hai lời, hung ác hướng phía từ lân nhào tới, một cước đạp hướng hắn vị trí trái tim từ lân hiếp mắt lại, bước chân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay bắt lấy vương kim hà cánh tay, sau đó giống như vung phá bao tải một dạng, bị hung hăng quăng bay đi lên, nặng nề mà nện xuống đất. Bành! Vương kim hà mắt nổi đom đóm, trong nháy mắt liền đã mất đi phản kháng năng lực. Từ lân ngồi xổm xuống, cho gia hỏa này lên một bộ hoa hồng kim vòng tay, sau đó một thanh liền xốc lên vương kim hà cổ hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một lần nữa trở lại trước đó ghế lô, từ lân con ngươi hơi ngưng tụ hắn thình lình phát hiện vương phong mấy người bọn hắn thế mà bị người cho bao bọc vây quanh xung quanh đều là hung thần ác sát bảo an còn có hai nữ nhân tại phía sau bọn họ run lẩy bẩy từ lân nhìn thoáng qua về sau lập tức tiến lên hỏi lão vương chuyện gì xảy ra vương phong cười khổ nói lão đại ta cũng không có cách nào a à. đám gia hỏa này tựa như là như bị điên đem chúng ta bốn cái cho vây vào giữa Bất quá bọn hắn không có động thủ, chúng ta cũng không thể chủ động tiến hành công kích. Còn có hai người nữ sinh này, các nàng tự như là bị bức hiếp. Từ lân. Cái gì gọi là không thể chủ động công kích? Đến, giao cho ta đến. Hắn nói đến, sải bước hướng lấy cái kia hội tụ vào một chỗ trong đám người đi đến, một cái tay đặt ở bao súng bên trên, cái tay còn lại nhưng là như thiểm điện bắt lấy phía trước nhất một cái chuẩn bị đánh hắn bảo an bàn tay cho ngươi mặt mũi có đúng không? Từ lân cười lạnh, tiếp lấy tựa như cùng là một người hình máy một dạng, dắt vào đến trong đám người. Trên cơ bản là một chiêu một cái, ngắn mũi mấy phút, trên mặt đất liền nằm một đám keo trên người. Đứng dậy A, à, tiếp tục đánh. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn nhổ nước bọc một tiếng, sau đó đối với Vương Phong nói ra. Trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Bắc tỉnh tỉnh bộ, liền nói ta nói, để bọn hắn phái một chi đặt công tới tiếp thu. Vâng. Tổ trưởng. Vương Triều gật đầu. Giang Bắc tỉnh tỉnh bộ người tới rất nhanh, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một chi đặc công đội liền đi tới hiện trường. Dẫn đội là tuổi trẻ đội trưởng, cũng liền chừng 20 niên kỷ. Hắn là ta miễn thành phố đặc công phân đội đội trưởng, Hoàng Nham. Khi bọn hắn đặt công đội xe đi vào câu lạc bộ cửa ra vào, mới vừa xuống tới thời điểm, liền thấy ngoài cửa lớn đứng 5 người. Đồng thời trên mặt đất còn ngồi xổm tiếp cận 20 đại hán, còn có hai cái là nằm. Trừ cái đó ra một cái toàn thân là máu, trên hai tay rõ ràng có huyết động người bị ném ở một bên, gia hỏa này đôi tay bị trói ngược lấy, tự hồ đã ngất đi. Bắt mắt nhất là tại năm người trước mặt, còn trưng bày mấy cây giới. Ba tay súng, cùng. Một chi dài súng hoa cải, quy lực xem xét liền phi thường kinh người. đặt công đội trưởng Hoàng Nham đi tới từ lân bọn hắn trước mặt, mở miệng hỏi. Các ngươi ai là người báo án? Từ lân đi lên trước lấy ra mình giấy chứng nhận, giao cho đối phương. Hoàng Nham hơi kinh ngạc, mới vừa bọn hắn đó là tiếp vào báo án, nói nơi này có người cầm súng giới đấu, không nghĩ tới đây mặt khác một phương cư nhiên là cảnh sát. Nhìn cảnh quan chứng bị huy hiệu cảnh sát, hắn liền không lại hoài nghi, giấy chứng nhận bảo đảm thật. Bất quá coi hắn lật ra giấy chứng nhận, nhìn thấy phía trên chức vị cùng cảnh hàm sau đó, mí mắt bỗng nhiên cuồng loạn, trong đôi mắt lóe ra kinh hỉ hào quang, đợi đến lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đều có chút chân tay lúng cuốn lên. Từ lân bối rối. Nhìn đối phương vẻ mặt này, cũng cảm giác là tiểu tức phụ nhi gặp gia trưởng một dạng, đây là cái gì tình huống, hắn nhịn không được hỏi. Huynh đệ, không cần khẩn trương như vậy a à, ta cũng sẽ không ăn người. Hoàng Nha muốn đưa tay, lại đột nhiên phát hiện trong tay mình còn cầm lấy ý thần súng, vội vàng liền đem vũ khí bỏ lại đằng sau tiếp lấy hắn hai tay duỗi ra nắm thật chặt Từ Lân tay. Bất quá mới vừa muốn mở miệng, hắn liền lại cảm thấy có chút không thích hợp, sau đó liền lui về sau hai bước, bá một cái chào một cái. Sư gia tốt. Từ Lân y. Vương Phong đám người. Mọi người đều mê mang mà nhìn xem người trẻ tuổi trước mặt này, người sư gia này hai chữ, bắt đầu nói từ đâu. Từ Lân khóe miệng giật, nói, "Ngươi vị nào, ta nhận thức ngươi sao?" cũng đừng gọi bậy, chúng ta nội bộ không thể một bộ này. A à, a, à, ta quên tự giới thiệu mình. Hoàng Nham kịp phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt nói: "Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Hoàng Nham là sư phụ ta đồ đệ." Từ Lân, y: "Ta biết ngươi là sư phụ ngươi đồ đệ, vậy phiền phức ngươi nói cho ta biết một cái, sư phụ ngươi là ai a?" À? Nhìn thấy hắn thần sắc, Hoàng Nham lại bỗng nhiên kịp phản ứng, cười hắc hắc nói: thật có lỗi thật có lỗi, quá khẩn trương. Là như thế này, sư phụ ta là Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết đồ đệ. Từ Lân hơi nhướng mày. Khó trách, nếu là Tiêu Tuyết đồ đệ, cái kia gọi mình một tiếng sư gia thật đúng là không quá phận. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này là Bắc Bộ đại khu giống như Tiêu Tuyết đó là đảm nhiệm cái này đại khu đặc án cổ tổ trưởng, thế là hắn vừa cười vừa nói. Tiêu Tuyết nha đầu kia hiện tại thế nào? Ta nghe nói các ngươi bên này án chưa giải quyết, bị nàng liên phá bảy tám cái. Ta những này đồ đệ bên trong, luận phá án, nàng là nhất được ta chân truyền một cái. Đối với tiêu tuyết, hắn là chú ý qua. Tổng nói lên đến, đích xác rất không tệ. Muốn nói chân chính thu qua đồ đệ, cũng liền hàng tinh cùng tiêu tuyết. Nhưng hắn dạy dỗ qua người, có thể có nhiều lắm, trước đó đặt án tổ tổ viên toàn bộ đều là còn có hiện tại tổ này người, cũng đều là hắn bồi dưỡng được đến trừ cái đó ra Hồng Tiễn còn có mười mấy cái đột kích đội viên, cái kia đều có thể xem như hắn đồ đệ. Nghe được từ lân nói về sau, Hoàng Nham lập tức nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho tiêu tuyết bấm một số điện thoại đi qua. Uy, sư phụ, ta gặp được sư gia. Mở miệng đó là một câu nói như vậy, đối với một cái đặc công phân đội đội trưởng đến nói, trước công chúng nói ra có chút hạ giá. Phía sau hắn những đội viên kia, đều cảm giác được có chút mặt đỏ tới mang tai. Nhưng khi bọn hắn dư vị tới về sau, từng cái đều thần sắc nghiêm nghị. Hoàng Nham sư phụ là ai? Bọn hắn trung tâm hành chính của một tỉnh cái kia đặt án tổ mỹ nữ tổ trưởng, người xưng thiên kiêu tồn tại. Như vậy dạy dỗ ra vị kia người, cũng khẳng định là phi thường khủng bố. Tiêu tuyết tại đầu bên kia điện thoại nghe được Hoàng Nham nói, hơi ngẩn người, hỏi tiếp. Hắn tại bên cạnh ngươi sao? lập tức đem điện thoại cho hắn Vâng. hoàng nham cười hắc hắc đưa di động giao cho từ lân từ lân cầm lấy đến mở miệng nói ra quy sư phụ đã lâu không gặp tiêu tuyết âm thanh vang lên cùng người khác đều là lạnh lùng nhưng tại từ lân trước mặt lại là cẩn thận từng ly từng tí từ lân tiêu tuyết người bây giờ làm không tệ tiếp tục bảo trì ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, về sau bảo trì bản tâm, vì nhân dân phục vụ là được. Vâng. Sư phụ, ta rõ ràng. Tiêu tuyết nói ra. Đi, rõ ràng liền tốt, ta cúp trước. Từ lân nói đến, trực tiếp cúp điện thoại. Hoàng Nham nhìn từ lân, nói. Sư gia, bằng không đi trước đội chúng ta bên trong nghỉ ngơi một chút. Từ lân lắc đầu. Nghỉ ngơi coi như xong, Ngươi cho ta phái chiếc xe, ta quay đầu cho ngươi trả lại. Còn có những này người, đều mang về hảo hảo thẩm vấn một cái. Về phần những này vật chứng, còn có gia hỏa này, chúng ta trước hết mang đi. Hắn nói đến, chỉ chỉ trên mặt đất súng ống cùng Vương Kim Hà. Tốt, ta hiểu được. Hoàng Nham gật đầu. Sau đó hắn hướng phía sau mình đội phó nói ra. Đội phó, cho ta đến một cổ xe việt giả, giao cho sư gia. Rõ ràng. Cái kia đội phó lập tức nhẹ gật đầu. Cáo biệt hoàng nham đám người về sau, từ lân liền để vương phong lái xe, chính hắn nhưng là đơn giản cho vương kim hà cầm máu, phòng người gia hỏa này đổ máu quá nhiều mà chết. Đám người bắt đầu bước lên về nhà đường, bởi vì lộ trình có trọn vẹn hơn ngàn km, cho nên mọi người thay phiên đổi lấy mở, mở một ngày một đêm về sau, cuối cùng sắp đến hải nguyên tỉnh liền nhau bình hà tỉnh. Từ lân liếc nhìn mình khóa chặt thời gian làm lạnh đã kết thúc, lúc này liền một lần nữa kéo ra hệ thống mở ra khóa chặt công năng hắn suy nghĩ một chút tại khóa chặt công năng bên trong dùng chỉ lệnh đưa vào một người tin tức đưa vào trương khánh a cấp tội phạm truy nã dính líu cố ý tổn thương cố ý giết người cướp bóc cường nữ trộm cướp chờ một chút nhiều hạng tội danh khi tin tức đưa vào sau đó hắn trước mặt lập tức lại nhảy ra một cái tin tức còn có một mảnh màu đỏ khu vực bản đồ chờ từ lân đi xem bản đồ thời điểm đột nhiên ngẩng người sẽ không trùng hợp như vậy chứ hắn nhịn không được trong lòng âm thầm nói thầm cái kia gọi trương khánh gia hỏa bây giờ đang ở bình hà tỉnh an hô thị các bọn họ hiện tại thẳng tắp vị trí vẫn chưa tới 30 km từ lân khóe miệng hơi dương lên đối với lái xe vương phong nói ra vương phong đi một chuyến an hô thị chúng ta lại có việc lời vừa nói ra vương phong lập tức ngẩng người có việc có ý tứ gì? Chạy trước chạy trước, liền có nhiệm vụ sao? Mà từ lân lại là sờ lấy miệng, tâm lý đang suy nghĩ, nếu là mình mở một cổ cỡ lớn xe giả ngoại, một đường chạy một đường bắt, có thể hay không đem một cổ xe giả ngoại cho đổ đầy tội phạm truy nã. Theo cái thứ 2A cấp tội phạm truy nã bị khóa định, từ lân lúc này xuất hiện một cái ý nghĩ, mở ra xe giả ngoại. Hoặc là đến một chiếc xe buýt, toàn bộ đại hạ chạy tới chạy lui, không chừng có thể đem những cái kia tại trên bản A cấp tội phạm truy nã duy nhất một lần đều cho bắt trở lại. Nhưng ngẫm lại lại không quá hiện thực, dù sao khóa chặt kỹ năng 3 ngày mới mở ra một lần, dù là 3 ngày thời gian hắn liền bắt được người, hơn 100 cái A thông cũng chí ít cần một năm thời gian. Với lại nhiều khi, đi đường thời gian đều muốn tiêu hao thật lâu. Cho nên hắn vẫn là đem cái kia không thực tế ý nghĩ quên hết đi, nhìn bản đồ, nghĩ đến đem trước mắt cái này gọi là Trương Khánh Gia Hỏa cho bắt trở lại lại nói. An Hô Thị là một cái huyện cấp thành phố, nhân khẩu chỉ có hơn 10 vạn, cả huyện thành cũng còn kém không nhiều mấy cái km vuông kích cỡ. Ngược lại là xung quanh những cái kia thôn trang rải khắp có chút rộng lớn, lại thêm ba cái khu, tiếp cận 10 cái hương trấn, tổng nói lên đến An Hô Thị diện tích đích xác là không nhỏ. Nhưng từ lân nhưng căn bản cũng không cần để ý tới diện tích vấn đề. Bởi vì hệ thống rất rõ ràng xuất hiện một km vuông bên trong bản đồ, mà bản đồ vị trí vị trí, Rõ ràng là tại một thôn trang phía trên. Tại một thôn trang phạm vi bên trong lục soát, cần phải so ở trong thành thị lục soát muốn đơn giản nhiều. Mạo Nhi trấn, Hồ Gia thôn. Khi Từ Lân bọn hắn xe cảnh sát tiến vào thôn thời điểm, Từ Lân lập tức cảm giác được xung quanh những thôn dân kia thần sắc trên mặt cũng không quá đúng giống như có chút căm thù, còn có người đối với bọn hắn xe nhổ nước miếng. Hắn thần sắc hơi biến đổi, đối với Vương Phong nói ra: "Đi ra ngoài trước lại nói." đi trên thị trấn tìm hiểu một chút tình huống. Vương Phong nhẹ gật đầu, lúc này xuyên qua thôn hướng trên thị trấn lái qua. Từ Lân sở dĩ lựa chọn rời đi trước, chủ yếu là bởi vì nơi này tình huống không đúng lắm. Những dân chúng kia đều là thuần phát người, nhưng vì cái gì đối với cảnh sát như vậy căm thù, xem bọn hắn bộ dáng, thậm chí đã nhanh muốn tới thống hận trình độ. Là nguyên nhân gì tạo thành cục diện này? Từ Lân trong lòng có rất lớn nghi hoặc cho nên muốn muốn tới trên thị trấn đồn công an giải một chút tình huống. Chỉ bất quá khi từ lân bọn hắn xe đi vào trên thị trấn đồn công an thời điểm, lại thấy được để người trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy đồn công an cửa ra vào, có một đám người đang tại ngăn ở ngoài cửa lớn, những này người đốt giấy để tan, có một đám người càng là ngồi tại cửa ra vào khóc trống. Mà có người thấy được bọn hắn xe đến về sau, lập tức liền cùng nhau tiến lên, đem chiếc xe vây chặt đến không lọt một giọt nước từ lân thần sắc càng phát ra trở nên khó coi hắn mở miệng nói ra vương phong trước dừng lại chớ tổn thương quần chúng hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch trước đó tại hồ gia thôn thời điểm những thôn dân kia vì sao lại đối bọn hắn thái độ ác liệt như vậy nguyên lai like là bởi vì song phương náo động lên mâu thuẫn nhưng đến cùng là chuyện gì còn cần điều tra một cái lại nói từ lân suy nghĩ một chút mở cửa xe đi xuống nợ máu trả bằng máu cảnh sát đánh chết người trả ta công đạo trả ta công đạo nghiêm trị hung thủ mơ tưởng bao che hung thủ những cái kia bách tính nhìn thấy từ lân xuống tới trực tiếp vung tay hô to còn có người không ngừng mà hướng bên cạnh hắn chen tới từ lân cao mày sắc mặt tái xanh không nói hai lời liền rút ra phối súng chỉ vào bầu trời bành 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 liên tục mở ba phát tiếng súng vang lên một khắc này xung quanh bách tính mới hoảng sợ lui về sau mấy bước không còn dám tiếng lên. Từ Lân lạnh lùng quét mắt một chút bọn hắn, nói ra: có vấn đề gì, phái cái đại biểu đến cùng ta nói, không cần cản trở cửa ra vào, các ngươi liền tính không cần, cũng có người cần chúng ta trợ giúp. Hắn lạnh lùng nhìn những cái kia người, lên tiếng quát lớn một câu: đối mặt cường thế Từ Lân, những dân chúng này ngược lại là cũng không dám lại làm càng. Bọn hắn lẫn nhau thương lượng một chút về sau đem một cái ước chừng 40 tuổi khoảng chừng trung niên nhân cho đẩy đi ra. Người trung niên này nhã nhặn, còn mang theo một bộ kim khung mắt kính, bất quá gia hỏa này ánh mắt so sánh âm lãnh, tâm cơ nhìn qua liền phi thường thâm trầm, cho nên Từ Lân không thích hắn. Bất quá cho dù là lại chán ghét, vì bản án, bọn hắn cũng phải kiên trì làm tiếp, hắn nói: "Các hương thân, tự tiện tụ chúng nhiễu loạn công cộng trật tự, nhất là chấp pháp đơn vị, đây cũng là phạm pháp." nếu như các ngươi không tin cảnh sát chúng ta, vậy ta không quan trọng. Nhưng nếu như các ngươi tin tưởng ta, xin mời các ngươi ngăn một cái. Chờ một chút. Cái kia 40 tuổi trên dưới thanh niên vừa cười vừa nói. Đồn công an bọn họ. Cố sự êm tai nói, từ lân rất nhanh liền minh bạch cả sự kiện trước sau đi qua. Đồn công an sở trưởng đánh chết người, mà người bị hại chính là hồ gia thông thôn trưởng nhi tử. Toàn bộ mạo nhi trấn một dãy, lúc đầu điều kiện kinh tế đều không giàu có nhưng về sau bởi vì hồ gia thôn thôn trưởng hồ hữu tiên dẫn đầu làm lên sinh ý đồng thời kéo theo xung quanh thôn có thể nói là trợ giúp toàn bộ tiểu trấn thực hiện thoát khỏi nghèo khó cho nên cho tới nay mọi người đối với hồ gia thôn hồ hữu tiên vẫn là rất cảm kích hồ hữu tiên làm người hiền lành lấy giúp người làm niềm vui nhận qua hắn trợ giúp bách tính vô số kể mà hồ hữu tiên nghi tử hồ tuấn có lẽ là từ nhỏ nhận lấy phụ thân dạy bảo cùng ảnh hưởng Đối xử mọi người hiền lành, làm người khiêm tốn, 18 tuổi còn nhỏ liền đã có chính là phụ chi phong. Chỉ là rất đáng tiếc, ngay tại một tuần trước, chuẩn bị cao khảo Hồ Tuấn trở lại lão gia, cùng Hồ Hữu Tiên cùng một chỗ tại trên thị trấn đi dạo. Cũng không biết nguyên nhân gì, cùng đồn công an sở trưởng Nghiêm thông phát sinh xung đột, theo song phương âm thanh càng ngày càng vang dội, mâu thuẫn cũng không ngừng tăng lên. Một phe là trên thị trấn nổi danh thương nhân, đặt ở trước kia đó là một vị viên ngoại đại thiện nhân tồn tại mà đổi thành bên ngoài một phương càng là chấp pháp cơ cấu nhân viên không nói trước cái nào một phương có lỗi nhưng đánh chết người từ căn nguyên đi lên giảng là thuộc về vị kia sở trưởng nghiêm thông vấn đề huống hồ đó còn là một cái phẩm học kim ưu chuẩn sinh viên từ lân hiểu được tình huống về sau trầm giọng nói ra để ta đi vào nếu như là người chúng ta phạm sai lầm các ngươi yên tâm bất luận như thế nào ta đều sẽ cho các ngươi một cái công đạo hừ nói dễ nghe cho chúng ta công đạo sợ không phải lại muốn quan lại bao che cho nhau a à? đó là chính là nếu có thể cho chúng ta công đạo đã sớm nên cho hiện tại hài tử đều nằm tại trong đường không có hạ tán các ngươi đến xem qua một chút sao đúng chúng ta hiện tại liền muốn giải thích đem người mang ra từ lân nghe đám người lại một lần bắt đầu trở nên sao động lên không nói hai lời trực tiếp bò lên trên nóc xe chỉ vào phía dưới mấy cái ẩn ẩn có cầm đầu nháo sự hiềm nghi người quát. Ngươi, ngươi, còn có ngươi cái kia mặc áo lam phục, còn có cái kia mang mũ lưỡi trai, mấy người các ngươi còn dám mang tiết tấu, ta trước bắt các ngươi. Đừng cùng ta nói cái gì pháp không trách chúng, chọc giận ta, không quản các ngươi có hay không quan khuất, trước bắt lại nói. Cuối cùng cảnh cáo một lần, các ngươi tiếp tục náo loạn, dù là các ngươi có thiên đại quan khuất, đều sẽ trở nên không có đạo lý. Nói đến thế thôi, chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Từ lân nói không nặng, nhưng thắng ở có đạo lý. Dân chúng nhao nhao gật đầu, sau đó chậm rãi bắt đầu tản ra. Từ lân cường thế tham gia, trực tiếp đem hai nhóm người cho tách ra. Hắn ánh mắt có chút âm trầm, nhanh chân hướng về đồn công an đại môn đi đến. Lúc này cửa kéo sắt đóng chặt, bên trong bảy tám cái cảnh sát nhân dân đứng ở bên trong, từng cái đều sắc mặt khẩn trương, còn có một cái cấp một cảnh ti cầm trong tay một chi 54, chính một mặt hung ác nhìn bên ngoài, từ lân đi thẳng tới trước cửa, hung hăng đập một quyền cửa sắt, cãi giận nói: đem cửa mở ra cho ta. Ta khuyên các ngươi lập tức rời đi, nếu không ta sẽ nổ súng. cửa kéo sắt bên trong truyền tới một tiếng gào, nhưng này âm thanh làm sao nghe đều cảm giác không có cái gì lực lượng. từ lân lạnh nhạt nói: nói một lần chót, đem cửa mở ra cho ta. Ta là cảnh sát các ngươi cửa ra vào giám sát chẳng lẽ lại là bài trí đều cút ra đây cho ta hắn lại nói đi ra mới có một cái cấp một cảnh viên kịp phản ứng lập tức đi tới trong sở phòng quan sát nhìn thấy chiếu lại về sau hắn lúc này vọt ra lưu chỉ đạo viên là người chúng ta thanh niên cảnh sát mặt mũi tràn đầy vui mừng nói một câu tiếp lấy lại nói ta nhìn thấy bọn hắn mở ra đặt công xe cửa ra vào những cái kia người cũng đã bị vị kia huynh đệ cho đuổi đi chúng ta an toàn cái kia cầm súng chỉ đạo viên nghe, trên mặt thần sắc nơi nới lỏng. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, khẩu súng cất vào đến, sau đó hỏi. Nghĩ không ra đặt công nhanh như vậy liền đến, còn tốt còn tốt, bằng không chúng ta liền treo. Đúng, các ngươi đi đem nghiêm sở kêu đi ra a. À? Không quản phía trên kết quả xử lý như thế nào, hắn hiện tại vẫn là chúng ta sở sở trưởng. Tốt. Một cái cảnh viên gật đầu, lúc này đi gọi bọn hắn sở trưởng đi. Bành. bỗng nhiên cửa kéo sắt lại là nổ vang lưu chỉ đạo viên lúc này mới kịp phản ứng lập tức nói ra thất thần làm gì nhanh mở cửa quanh nhưng mà hắn lời mới vừa vừa nói xong cái kia nặng nề cửa kéo sắt trực tiếp bị người từ bên ngoài hung hăng đạp ra cho dù là tầng 3 phòng trộm khóa tâm cũng bị đạp bay ra từ lân một mặt âm trầm tại một đám cảnh sát nhân dân trợn mắt hốc mồm phía dưới đi vào đồn công an sân hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở cái kia cấp một cảnh ti trên thân mở miệng hỏi để cho các ngươi mở cửa các ngươi vì cái gì không mở cửa lời này vừa ra cái kia cấp một cảnh ti hơi ngẩn người nhưng nhìn đến từ lân sau lưng vương phong mấy cái cảnh hàm thấp nhất cấp hai cảnh ti vương phong rõ ràng là cấp hai cảnh đốc bọn hắn đều chỉ có thể theo ở phía sau lập tức để hắn hiểu được người cầm đầu này người tuyệt đối không đơn giản nhưng là bọn hắn thấy thế nào đều không giống như là đặc công a thế là lưu chỉ đạo viên liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi huynh đệ các ngươi là đơn vị nào ta là lưu hâm thư mạo nhi trấn đồn công an phó sở trưởng kim chỉ đạo viên từ lân căn bản là không có phản ứng lưu hâm thư ý tứ hắn ánh mắt tại một đám sắc mặt trắng bệch cảnh viên trên thân đảo qua trong lòng có chút xem thường sợ quá sợ liền chút chuyện như thế đều sợ hãi rụt rè xử lý không tốt làm sao có thể kỳ vọng hắn nhóm cho dân chúng làm chủ, thay dân chúng đi bắt tặc. Chỉ sợ những này người gặp phải một chút côn đồ nói, chạy muốn so dân chúng đều muốn nhanh nha. Hắn ánh mắt, để một đám người đều có chút thở không nổi, cho dù là lưu hâm thư cũng là thân hình hơi có chút run rẩy trong lòng vô cùng khẩn trương. Những này người phần lớn đều là trên thị trấn thanh niên, hoặc là xung quanh thôn bên trong một chút tốt nghiệp. Đại đa số đều là hiệp cảnh, còn có mấy cái nhưng là tự học kiểm tra biên chế, chỉ là vì trộn lẫn phần cơm ăn, qua một thanh mê quyền chức cái gì, chuyện nhỏ có thể là một cái, gặp phải đại sự lập tức tiêu chảy. Tựa như hôm nay cục diện này, nếu có người có thể đứng ra đến nói câu nào, chỉ sợ đều sẽ lâm vào dạng này cục diện bên trong. Lão Lưu, người đều đi rồi sao? Lúc này, một cái tràn đầy phẫn nộ âm thanh từ bên trong vang lên. Ngay sau đó từ bên trong đi ra một cái cao lớn vạm vỡ, tai to mặt lớn cấp 3 cảnh đốc. Gia hỏa này một đôi mắt hiếp lại thành dây, trước tiên liền chú ý tới sụp đổ cửa, còn có cái kia đứng ở trong sân mấy người xa lạ. Các ngươi. Nhìn thấy vương phong bọn hắn trên bờ vai cảnh hàm, gia hỏa này lập tức tiến lên, mặc dù không nhận ra vương phong, nhưng nhìn thấy hắn cấp hai cảnh đốc cảnh hàm, lập tức giơ tay lên chào một cái, mặt mũi tràn đầy nịnh hót cười. Từ lân nhìn thấy một màn này, xem như triệt để minh bạch. Cái này đồn công an người, không cứu nổi, hắn nói thẳng ngươi chính là sở trưởng người là ngươi dép nghiêm thông đột nhiên nghe được sau lưng hỏi thăm lúc này quay đầu nhìn về phía từ lân nhìn thấy hắn một mặt uy nghiêm chi sắc rung lên trong lòng vừa cười vừa nói huynh đệ ta cũng là không có cách nào a à. tiểu tử kia thế mà mang vũ khí đánh lén cảnh sát vậy ta khẳng định là muốn phản kháng kết quả chính là ở trong quá trình này sơ ý một chút súng phát hỏa cho nên lời còn chưa dứt nghiêm thông cẩn thận từng ly từng tí nhìn từ lân muốn từ hắn trên mặt nhìn ra vài thứ, thế nhưng là từ lân thần sắc một mảnh lạnh lùng, hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ màu sắc. Ngươi ý là mang vũ khí đánh lén cảnh sát, sau đó ngươi cướp cò đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, hắn dùng là cái gì vũ khí? Từ lân hỏi lần nữa. Câu nói này vừa ra ra ngoài ý định là ở đây tất cả người ánh mắt đều nhìn về nghiêm thông, đều đang nghĩ hắn sẽ nói thế nào. Bởi vì nơi này người đều hiểu tình hình thực tế, trên thực tế cái kia bị súng giết hài tử, trong tay chỉ có một thanh ấm trà. Ấm trà là inox, e bên trong vẫn là không, trọng lượng cũng chưa tới một cân. Như thế tình huống dưới, đừng nói là đập một cái, liền xem như đập cái 10 lần 8 lần, đều rất khó để người trọng thương. Thân là một cái cảnh viên, tại cái dạng gì tình huống dưới có thể nổ súng đánh trả, cái dạng gì tình huống dưới có thể nổ súng bắn chỗ yếu hại, cái này tại cảnh sát trường học thời điểm mọi người đều đã học qua nhưng nghiêm thông giết người thời điểm, hoàn toàn liền không có cân nhắc qua hai điểm này. Mấu chốt nhất là đứa bé kia kỳ thực căn bản không có động thủ ý tứ, mà là đến khuyên can, đúng là gặp phải tai bay và gió. Vũ khí Vũ khí là Nghiêm thông cũng không nói ra được, trên mặt thần sắc hơi trắng bịch. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Từ lân lại một lần mở miệng, hỏi tiếp. Các ngươi vì cái gì không báo cáo? Vì cái gì huyện thành trong cục cảnh sát, không có xuất động cảnh lực tiếp viện các ngươi. Lời này vừa ra đám người lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng nghiêm thông. Cái gì đều không cần nói, từ lân tất cả đều hiểu, cái này nghiêm thông tại tiểu tiểu mạo nhi trấn trong sở công an, quả thực là một tay che trời tồn tại. Hắn súng giết phổ thông dân chúng, còn giấu giếm chân tướng sự thật, muốn đem chuyện này cho đè xuống. Nhưng trọng đại như thế bản án, là hắn muốn ép liền có thể đè xuống sao? các ngươi. Thật rất không tệ. Từ lân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhà nhạc liếc nhìn nghiêm thông cùng Lưu Hâm Thư, nói ra. Đem các ngươi vũ khí nộp lên. Nghiêm thông thần sắc biến đổi, nói ra. Vị đồng chí này, không biết ngươi là đơn vị nào. Để ta nộp lên vũ khí, vậy cũng phải trong huyện chúng ta vương cục tự mình đến A. Từ lân nghe vậy, trực tiếp đối với vương phong quát, Đem bọn hắn vũ khí cho ta tháo, nếu ai phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Ầm ầm. Sau một khắc, Vương Phong năm người trực tiếp rút ra phối súng, chỉ vào Nghiêm Thông cùng Lưu Hâm Thư. Từ Lân, các ngươi thẹn với bách tính tín nhiệm, thẹn với đây một thân cảnh phục. Đem bọn hắn vũ khí cho ta tháo, nếu ai phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Từ Lân nói đối với Nghiêm Thông cùng Lưu Hâm Thư đến nói, đó là đất bằng một tiếng sét. Nhưng là đối với vương phong bọn hắn đến nói, đó là một đạo quân lệnh. Khi hắn âm thanh vừa dứt một khắc này, nghiêm thông cùng lưu hâm thư thói quen muốn móc súng, toàn bộ đồn công an cũng chỉ bọn hắn hai cái có được phối súng quyền lực. Trên thực tế đồng dạng hương trấn đồn công an, đều chỉ có một thanh súng ngắn, vẫn là đạn tách rời. Nhưng mạo nhi trấn bên này cũng coi là dân phong so sánh bưu hãng, trước đây ít năm thời điểm, trên thị trấn một chút thôn bên trong, thường xuyên sẽ có đánh nhau ẩu đả thậm chí là quần thể xung đột sự kiện cho nên trong huyện đặt phê bọn hắn hai tay súng sở trưởng cùng chỉ đạo viên một người một chi đồng dạng tình huống dưới đều là đạn tách rời nhưng rất hiển nhiên mạo nhi trấn đồn công an cũng không có làm như vậy bọn hắn là chỉ đạo viên cùng sở trưởng một người một thanh súng hơn nữa còn là tùy thân đeo loại tình huống này xảy ra chuyện khẳng định là khó tránh khỏi chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ lớn như vậy nghe được từ lân muốn bắn súng với lại phản kháng liền muốn ngay tại chỗ đánh chết, hai người cũng nhịn không được muốn rút súng phản kháng. Không quản đối phương là ai, truyền đạt loại này mệnh lệnh, bọn hắn khẳng định là không phục. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy hoa lạp 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 một trận âm thanh, hơn nữa còn nương theo lấy súng ngắn lên đạn âm thanh, bốn cây súng lục đã đè vào hai người bọn họ trên trán. Nhìn thấy một màn này, tất cả cảnh sát nhân dân cùng hiệp cảnh đều là toàn thân ứa ra hàng khí, không ai dám lên trước. Mà nghiêm thông cùng lưu hâm thư hai cái, cũng đều là hai cổ rung động rung động hoàn toàn không dám động rất sợ mình khẽ động liền sẽ bị đánh chết bọn hắn hiện tại tâm lý đang mắng mẹ mấy tên này đến cùng là từ đâu đến vì cái gì từng cái đều phối súng quá kinh khủng a à. đặc công cũng không giống chẳng lẽ là trinh sát người mượn đặc công xe hiện tại lưu hâm thư hối hận sớm biết mới vừa liền phối hợp một điểm trực tiếp lấy súng ra không phải tốt sao còn muốn phản kháng hiện tại ngược lại tốt mình đem mình cho hố biến thành cùng nghiêm thông một dạng a trên sách nói, cấu kết với nhau làm việc xấu, trên cơ bản không có cái gì kết cục tốt. Huống hồ Nghiêm Thông còn bên đường bắn chết một học sinh trung học, chuyện này đặt ở trước kia đều muốn chọc thủng trời, đặt ở hiện tại. Đoán chừng bị liên lụy người tối thiểu có một nhóm lớn. Hắn cũng không muốn vứt bỏ mình công việc này, đợi đến sang năm thời điểm, khả năng liền sẽ bị điều đi, quan thăng cấp 1, đến lúc đó quản hắn Nghiêm Thông làm sao chỉnh. Cho nên mới sẽ phối hợp Nghiêm Thông muốn đem sự tình đè xuống tới. Nhưng là bây giờ xem ra chuyện này chỉ sợ đã xảy ra chuyện, ai đều không lấn át được. Nếu để cho từ lân biết gia hỏa này ý nghĩ, nhất định sẽ trào phúng hắn ngớ ngẩn. Loại chuyện này muốn che lại, làm sao khả năng? Hồ gia bên kia hiện tại đều đắm chìm trong đau xót bên trong, khả năng trong lúc nhất thời không nghĩ tới trả thù, mà đợi đến bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, chuyện này vô luận như thế nào đều là ép không được. Bây giờ truyền thông kinh khủng bực nào? một ngày thời gian, có thể cho toàn bộ thế giới đều biết. Ngươi muốn ép, trừ phi ngươi là chân chính cơ quan quốc gia, phía trên mệnh lệnh được đưa ra mới có thể. Từ lân đi lên trước, đem hai người súng cầm tới, giao cho bên người vương phong, tiếp lấy để hạ tiếng ba người bọn hắn lấy còn ra đem một cái sở trưởng, một cái chỉ đạo viên cho còn lại. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn đám kia cảnh sát nhân dân cùng hiệp cảnh, nói ra. Các ngươi ai cho trong huyện gọi điện thoại, để bọn hắn hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng ngoài cửa lớn liền vang lên tiếng còi cảnh sát, không đến 20 giây thời gian, ba chiếc xe đứng tại bên ngoài viện. Ngay sau đó hơn 10 người trực tiếp từ trên xe bước xuống, vọt vào đồn công an tiểu viện. Đám người này từng cái thân hình cao lớn, khí thế hùng hổ, cầm đầu mấy người đều là cầm trong tay súng, nhìn qua giống như muốn trên chiến trường liều mạng một dạng. Chỗ nào? Người đâu? Ai muốn tập tiếp đồn công an? Đến người tới sau đó, trực tiếp mở miệng lớn tiếng hỏi thăm sân bên trong đứng đều là một đám cảnh sát chỉ có từ lân một cái thường phục cho nên rất nhanh cái kia trung niên liền đem lực chú ý chuyển đến từ lân trên thân là ngươi sao gia hỏa kia nói đến liền muốn tiến lên có thể sau một khách vương phong mấy người bọn hắn không chút do dự thay đổi họng súng chỉ hướng gia hỏa kia đối phương ngẩn người tiếp lấy sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm lạnh giọng chất vấn các ngươi là cái nào bộ môn chuyện gì xảy ra vương phong đại hạ đặt án tổ đông nam đại khu tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng vương phong theo hắn âm thanh vừa dứt cái kia cảnh sát hình sự bỗng nhiên run một cái lúc đầu nâng lên đến họng súng vội vàng để xuống t đặt án tổ trời à cuối cùng nhìn thấy truyền thuyết bên trong chân nhân một đám cảnh sát hình sự nhao nhao mở to hai mắt nhìn hít vào cảm lạnh khí cái đội trưởng kia nhưng là có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giấy chứng nhận có thể cho ta nhìn một chút sao? Vương Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp từ mình trong túi áo trên móc ra giấy chứng nhận cho hắn. Đội trưởng nhìn thấy đối phương chức vị cùng danh tự còn có cảnh hàm sau đó, lập tức liền hai tay cầm giấy chứng nhận trả lại cho hắn, sau đó quay người đối với sau lưng người nói nói. Đều cho ta bỏ súng xuống, là đặc án tổ huynh đệ. Vương Phong đem giấy chứng nhận thả lại đến trong túi, ánh mắt nhìn về phía từ lân, xin chỉ thị hắn bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Từ lân liếc nhìn cái kia đội trưởng cảnh sát hình sự, nói ra. Đem cái này sở trưởng cùng chỉ đạo viên đều bắt lấy đến. Sau đó các ngươi tìm người thông báo một chút người bị hại người nhà, liền nói ta muốn cùng bọn hắn nói một chút. Đúng, Vương Phong, liên lạc một chút Bình Hà tỉnh tỉnh bộ, để bọn hắn bộ trưởng đến một chuyến A. Từ lân lạnh nhạt nói lấy, nhưng nói ra mỗi một chữ đều để tất cả người kinh hãi đến cực điểm nghiêm thông cùng lưu hâm thư hai cái kém chút liền trực tiếp tè ra quần để bộ trưởng xuống tới một chuyến nói nhẹ nhàng như vậy mãn nguyện gia hỏa này đến cùng là thân phận gì a à? cái kia đội trưởng cảnh sát hình sự phó đào cũng là mặt mũi tràn đầy rung động hắn thầm nghĩ đến một người lúc này sắc mặt trở nên một mảnh kích động muốn thật sự là vị kia đây tuyệt đối là toàn bộ đại hạ cảnh sát thần tượng a vương phong nhẹ gật đầu Lúc này cầm lên điện thoại, bấm một cái mã số. Đối với các tỉnh tỉnh bộ phương thức liên lạc, bọn hắn đặt án tổ đều có, Đông Nam Đại khu ba cái tỉnh bộ, bọn hắn đều có dãy số, hơn nữa còn là ghi tạc trong đầu. Bởi vì bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng các tỉnh tỉnh bộ liên hệ, phối hợp chấp hành nhiệm vụ. Điện thoại được kết nối, Vương Phong mở miệng nói ra. Ta là đặt án tổ Đông Nam Đại khu từng tổ từng tổ dài Vương Phong, hiện tại tìm ngải trị quốc ngải bộ trưởng đối phương nghe được hắn nói về sau, lập tức nói một câu. Chờ một lát. Rất nhanh trong điện thoại liền xuất hiện một cái hơi có vẻ khàn khàn âm thanh. Đặc án tổ đồng chí, ngươi tốt, ngải bộ trưởng đang tại hội họp, khả năng cần chừng 2 giờ thời gian mới có thể cho ngươi trả lời điện thoại. Từ lân nghe được trong điện thoại âm thanh, lúc này liền lấy qua vương phong điện thoại, đối với bên trong người nói nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, cho ngải trị quốc truyền một lời, một tiếng đến mạo nhi trấn đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 3. Điện thoại cúp máy, toàn bộ đồn công an tiểu viện bên trong, ngoại trừ từ lân cùng vương phong mấy người bọn hắn, tất cả người tâm đều thật lạnh thật lạnh, một loại rùng mình cảm giác đang tại dâng lên. Đầu bên kia điện thoại, ngải trị quốc bí thư nghe được đầu bên kia điện thoại phách lối âm thanh, thần sắc cũng hơi đổi một chút. Hắn cầm lấy điện thoại, trù trừ thật lâu, sau đó đi hướng phòng học. Nhẹ nhàng gõ gõ phòng học cửa, đi vào sau đó, ngay trước một đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn đi tới bộ trưởng ngải trị quốc bên cạnh, chuẩn bị nói cho hắn biết tình huống. Nói thật hắn trong lòng là khẩn trương, dù sao đang ngồi có thể đều là đại lão. Bộ trưởng cấp bậc không cao lắm, bởi vì nơi này ngồi, trên cơ bản đều là trong tỉnh đại lão. Ngải trị quốc nhìn thấy mình bí thư lần nữa đi tới, thần sắc cũng khó nhìn, nơi này đều là lãnh đạo, hắn như vậy hết lần này tới lần khác tiến đến, xem như chuyện gì xảy ra ra ngoài. Ngải trị quốc không đợi bí thư mở miệng, trực tiếp xanh mặt quát lớn một tiếng. Bí thư ngẩn người, lúc này mở miệng. Bộ trưởng là Không nghe thấy ta nói cái gì sao ra ngoài. Ngải trị quốc nhấn mạnh, đồng thời cũng đang quan sát xung quanh mấy cái lãnh đạo phản ứng, nhìn thấy trên mặt bọn họ không có cái gì không vui thần sắc, lúc này mới thở dài một hơi. Bí thư bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể quay người chuẩn bị rời đi, có thể đi đến một nửa thời điểm, hắn lại vừa quay đầu. Bộ trưởng. Ân. Ngải trị quốc sắc mặt lạnh lẽo, xem ra chính mình đến đổi một cái bí thư, mắt hắn hiếp lại nhìn đối phương. Bí thư cũng trả bất cứ giá nào, trực tiếp cứng ngắc lấy cổ nói ra. Bộ trưởng, mới vừa đặt án tổ người gọi điện thoại tới, nói để ngươi trực tiếp đi an hô thị mạo nhi trấn, một tiếng không đến, tự gánh lấy hậu quả. Cái gì người, như vậy càng rỡ. Nghe phía sau, ngải trị quốc sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn ngược lại muốn xem xem, cái gì người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Nhưng sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên kịp phản ứng, mới vừa bí thư nói là đặt án tổ. Đặt án tổ vị nào? Nếu như là Đông Nam đại khu cái kia hai cái tiểu tổ trưởng, hắn hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng là Nếu như nói vị kia trưởng quản Đông Nam đại khu, còn có trưởng quản tất cả đại khu tổng tổ trưởng nói, Hắn người trưởng phòng này thật đúng là chưa hẳn đủ nhìn, hắn lập tức hỏi: "Ai điện thoại?" "Bí thư." Là Đông Nam Đại khu tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng Vương Phong điện thoại, nhưng phía sau lại có một người đưa điện thoại cho cầm đi, vừa câu nói kia đó là cái thứ hai người nói. Lời này vừa ra tới, ngải trị quốc thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hắn lập tức đứng dậy hướng phía mấy vị lãnh đạo nói ra: "Các vị lãnh đạo, ta bên này khả năng có nhiệm vụ khẩn cấp." đặt án tổ gấp gáp như vậy, khẳng định là ra đại án tử. Một vị 60 suốt đầu lão nhân nghe được hắn nói, tùy ý khoát tay áo, nói ra. Đi thôi. Nhiệm vụ quan trọng, đợi đến sau đó, chúng ta sẽ cho ngươi một phần hội nghị kỳ yếu. Vâng. Tạ ơn lãnh đạo. Ngải trị quốc nói đến, cầm lấy mình bút ký, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Đợi đến đi vào bên ngoài, hắn thở dài một hơi, Ánh mắt nhìn về phía bí thư nói ra. Tiểu chung, làm rất tốt. Tiểu tử ngươi, xem như kéo ta một thanh. Cũng không biết đối phương, đến cùng là ai. Nói đến, hắn một ngựa đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Mạo nhi trấn đồn công an, từ lân bên này sau khi gọi điện thoại xong, liền ở tại chỗ chờ đợi lên. Đội trưởng cảnh sát hình sự phó đào, vương phong mấy cái đặt án cổ người, còn có đằng sau cái kia một đám đồn công an cảnh viên tại từ lân không có mở miệng trước đó, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thẳng đến. Xong đi vào, đập. Đem người tìm cho ta đi ra. Giấc đệ đệ ta, tuyệt đối không thể tiện nghi bọn hắn. Đúng, cho thanh tú đệ báo thù. Cảnh sát thì thế nào, cảnh sát liền có thể tùy ý nổ súng giết người sao? Các huynh đệ, đem nơi này bao vây. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào từ lân hơi nhíu nhíu mày, lúc này hướng phía trước đi đến, đi tới đại môn vị trí, liền thấy đen nghịch mấy trăm người chính hướng phía đồn công an bên này vây quanh tới. Dẫn đầu là một nữ nhân, còn có mấy cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Bọn hắn đốt giấy để tan, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn hận thần sắc, trực tiếp liền hướng phía đồn công an bên này nghiền ép lên đến. Từ lân nhìn thấy một màn này, thần sắc trở nên âm trầm. Hắn nhanh chân đi ra đồn công an, đi tới mình trên xe, sau đó đổi lại một bộ thường phục từ phía trên đi xuống khi từ sân bên trong đi ra phó đào bọn hắn nhìn thấy trên bả vai hắn cấp hai giám đốc cảnh sát cảnh hàm thần sắc lập tức liền lộ ra một vệt kinh hãi cái này cần lập bao nhiêu nhất đẳng công mới có thể tại như vậy tuổi trẻ niên kỹ đạt đến dạng này cảnh hàm a à? không hổ là bọn hắn thần tượng quả nhiên là khủng bố từ lân đổi xong y phục sau đó liền nhanh chân hướng về đám người đi đến vương phong bọn hắn muốn cùng lên đến lại bị hắn vung tay cho ngăn trở xuống tới. Trước đám người phương, mấy cái hơn 40 trung niên nhân khi nhìn đến từ lân hướng bọn họ đi tới thời điểm, bọn hắn trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó một người tự hồ là dẫn đầu, phất phất tay để đám người dừng lại. Từ lân trực tiếp đi vào đối phương trước mặt, lạnh nhạt nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đem ngươi sau lưng người cho ta giải tán. Ngươi tìm mấy người, cùng ta đi vào hắn dùng là không thể nghi ngờ ngữ khí tụ chúng nháo sự đây đã là vô cùng nghiêm trọng nếu như lại phát sinh xung đột trùng tiếp đồn công an nói như vậy chuyện này ai đều che không được dù là ngươi là khổ chủ cũng muốn nhận trừng phạt từ nhân tính góc độ từ lân lý giải trong lòng bọn họ thống khổ cùng không cam lòng nhưng từ chấp pháp giả góc độ bọn hắn không nên tổ chức lớn như vậy quần thể đến nháo sự sai đó là sai đối với đó là đúng hắn không thể dung túng loại chuyện này phát sinh dựa vào cái gì? Ngươi một câu liền muốn để cho chúng ta rời đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình? Đúng. Giao ra hung thủ, bằng không chúng ta liền vọt vào đi mình bắt người. Có hai người trong đám người hô. Từ lân nhìn bọn hắn một chút, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nói. Các ngươi có thể thử một chút, ta liền đứng ở chỗ này, ai dám động đến? Lời vừa nói ra đám người mặc dù một trận rối loạn, nhưng không ai dám lên trước từ lân một người, trấn trụ toàn trường. Đứng tại hàng trước nhất ở giữa, ôm lấy nhi tự ảnh đen trắng hồ hữu tiên nghe được từ lân nói, lại nhìn thấy từ lân trên bờ vai cảnh hàm, lúc đầu hơi có vẻ tái nhợt mặt càng thêm liếc mấy phần. Hắn lâu dài bên ngoài làm ăn khách giang hồ, tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên không phải bình thường thôn dân có thể so sánh. Từ lân cảnh hàm nói cho hắn biết người này không dễ chọc. Nếu quả thật khư khư cố chấp nói, như vậy ăn thiệt thòi chỉ sợ vẫn là bọn hắn những dân chúng này nhưng nhi tử không thể chết vô ích, hắn cắn răng nói ra. Cảnh sát đồng chí, ta cũng không muốn làm như thế, thế nhưng là đều bảy ngày, các ngươi không có bất kỳ cái gì thái độ. Nhi tử ta chẳng lẽ liền trắng như vậy đã chết rồi sao? Từ lân trong lòng thở dài, trung niên mất con, bất luận kẻ nào đều sẽ mất lý trí. Cái khổ chủ này còn có thể bảo trì thanh tĩnh, đã rất không tệ, thế là hắn nói. Ngươi nhi tử sẽ không chết vô ích, ta sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Hồ Hữu Tiên cắn răng, không tin cũng không có biện pháp, người ta một cái cấp hai giám đốc cảnh sát ngăn tại mình trước mặt, nếu như chính mình thật dám động thủ, như vậy bọn hắn những này người bị đánh chết đều là chết vô ích. Lão nhị lão tam, nha đầu, ba người các ngươi cùng ta đi vào. Hồ Hữu Tiên đối với bên cạnh hai trung niên, còn có cái kia hai mươi suốt đầu nữ nhân nói ra. Ba. Chờ chút. Nữ nhân kia mở miệng ngăn cản, tiếp lấy nhìn về phía từ lân nói ra. Đi vào có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm chúng ta an toàn. Còn có ta muốn toàn bộ hành trình quay chụp, đương nhiên ta sẽ không lên truyền Internet, nhưng các ngươi nếu là lấy quyền đề người, ta cũng sẽ không khách khí. Từ lân nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể nhưng, nếu như chuyện này xử lý thích đáng, ta không hy vọng trên Internet có bất kỳ mang tiết tấu âm thanh. Tốt. Ta cam đoan. Hồ Nghệ nhẹ gật đầu. Lúc này, từ lân lại là khóe miệng hơi dương lên, nói ra. Vậy là tốt rồi. Bất quá bây giờ, để ta trước bắt người. Nói đến, hắn bước nhanh đến phía trước, tại mọi người một mảnh khẩn trương trong thần sắc, đi tới một cái hơn 30 tuổi thanh niên trước mặt. Trương Khánh, chính tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi ngược lại là mình đưa tới cửa. Hắn một mặt hài hước mở miệng, mà đứng tại hắn đối diện thanh niên nhưng là sắc mặt thu được nhưng đại biến. Từ lân đi vào Trương Khánh trước mặt, một mặt treo tức. Trước đó bọn hắn đi hồ gia thôn thời điểm, cảm giác những thôn dân kia không quá hoa nghênh bọn hắn, hắn liền quả quyết mệnh lệnh vương phong lái xe rời đi, tới trước đồn công an tìm hiểu tình hình. Bắt Trương Khánh ý nghĩ, tạm thời trước hết bỏ vào một bên. Kết quả không nghĩ tới, đến mạo nhi trấn trong sở công an, thế mà gặp phải như vậy một gốc rạ sự tình, không có cách nào từ lân chỉ có thể trước giải quyết loại này mang theo sự phẫn nộ của dân chúng sự tình. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, tại giải quyết quá trình bên trong, Trương Khánh cái này A à thông nhân viên thế mà lại chủ động nhảy ra. Gia hỏa này phạm án là tại 4 năm trước, truy nã hắn cũng có hơn 3 năm. Đoán chừng là hơn 3 năm đến không có người phát hiện hắn, tiểu tử này thế mà tráng lên lá gan, dám đến đồn công an nháo sự. Liền xem như từ lân cũng không có nghĩ đến, mới vừa cái kia tùy ý dùng thiện ác chi nhãn lướt qua, thế mà liền phát hiện mình đầu này trước kia còn nuôi dưỡng ở trong hồ nước cá lớn. Bất quá đã chính hắn mắc câu rồi, cái kia còn có gì có thể nói, trước bắt lại nói. Ngươi làm gì, vì cái gì bắt ta cô gia? Một tiếng quát lớn từ một cái lão nhân trong miệng vang lên, lão nhân kia ngăn tại từ lân cùng Trương Khánh trước người, mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhìn chầm chập từ lân. Từ lân lại là căn bản là không để ý tới hắn, bỗng nhiên đưa tay, một thanh liền tóm lấy muốn chuồn đi trương khánh đem hắn cả người đều nâng lên mình trước mặt sau đó thuần thục móc ra còng tay cho hắn còng lại thả ta ra gia cô da buông ra đạt tính đúng buông ra đạt tính ô ô người thả ta ra lão công nhanh lên buông hắn ra một đám thôn dân nhao nhao xông tới đằng sau vương phong bọn hắn nhìn thấy tình huống không đúng lập tức cầm súng liền hướng bên này đi tới Hồ Hữu Tiên thấy tình thế không đúng, lập tức la lớn: "Đừng nóng vội, tứ thúc, trước nghe một chút hắn nói thế nào." Nghe được hắn nói, Thông dân lập tức liền ngừng lại, bất quá vẫn như cũ tức giận nhìn Từ Lân. Rất hiển nhiên, Hồ Hữu Tiên tại Thông dân trong lòng uy tín thật rất cao, và người này có một loại đặc biệt lãnh đạo mị lực, đương nhiên chủ yếu vẫn là hắn thực lực kinh tế cường đại. Toàn bộ Thông đại đa số người cơ hồ đều nhận được hắn ân huệ tự nhiên không có chút nào lý do ủng hộ hắn từ lân nhìn thấy hồ hữu tiên để thôn dân dừng lại khẽ gật đầu tiếp lấy hướng lão giả kia hỏi ngươi nói hắn là ngươi cô gia vậy ngươi biết hắn là nơi nào người sao các ngươi có từng thấy nhà hắn người sao hai vấn đề đi ra đám thôn dân đều bô bô nói lên đơn giản đó là trương khánh nói cho bọn hắn những cái kia nói láo thôi vậy các ngươi lại có biết hay không hắn tại sao phải đến mạo nhi trấn các ngươi không biết a." À. Từ Lân nhìn đám người chậm rãi mở miệng lần nữa. "Các ngươi không biết nhưng là ta biết bởi vì hắn phạm án mạng, trong tay có mấy cái nhân mạng. Hắn người nhà cũng không chết, đều vẫn còn, không tin nói ta mang các ngươi đi hắn lão gia nhìn xem." Những lời này, nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, với lại Từ Lân một mặt thẳng thắn, lại mang theo uy nghiêm, đám người trong lúc nhất thời đều trầm mặt lại, khó có thể tin nhìn trong mắt bọn họ trương đạt tin đạt tính, có phải là thật hay không? Cái kia hơn 60 tuổi lão nhân mở miệng hỏi. Trương Khánh không dám mắt đối mắt hắn con mắt chậm rãi cúi đầu xuống, không nói một lời. Thái độ này, đã biểu lộ tất cả, trong nháy mắt đám này thôn dân từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt, có mấy cái thậm chí phát ra hít vào khí lạnh âm thanh. Nghĩ bọn họ ngày đêm cùng cái này sát nhân cùng ma cùng một chỗ, những này trong lòng người liền không nhận được sinh ra sợ hãi. Có người nhưng là tại may mắn, còn tốt mình trước đó không có đắc tội gia hỏa này nếu không nói hắn khẳng định không nói một lời liền động thủ lại giết mấy cái cũng không phải không có khả năng a dù sao trong tay đã có mấy đầu nhân mạng cái kia lại giết cái một hai người với hắn mà nói cũng hoàn toàn không có gánh chịu a từ lân nhìn về phía lão hán cùng nữ nhi của hắn nói các ngươi biết hắn cuối cùng giết người là người nào không nghe được hắn nói lão hán cùng nữ nhân toàn bộ đều là toàn thân rung lên bọn hắn đã từ nơi này vấn đề nghe được ra không tốt dự cảm quả nhiên từ lân sau một khắc nói ra hắn cha vợ một nhà bốn miệng một cái đều không có trốn tới ngay tiếp theo hắn lão bà cũng cùng một chỗ bị hắn giết. lời vừa nói ra đám thôn dân đỏ ngầu cả mắt sau đó từng cái trợn mắt tròn xoe mắng to xúc sinh đúng vậy a à, xúc sinh từ lân cũng đồng ý điểm này cái này trương khánh đó là một tên xúc sinh nếu như không phải xúc sinh sao có thể làm ra loại chuyện này đến? Phải biết hắn cha vợ một nhà bốn miệng, còn bao gồm 16 tuổi cô em vợ, hắn không chỉ cường nữ người ta, còn đem người ta tách rời. Thủ đoạn chi tà nhẫn, làm cho người giận sôi. Cảnh sát đồng chí, ta sai rồi. Người bắt A, mau đem tên súc sinh này cho bắt đi. Lão Hán mở miệng nói ra. Ba. Nữ nhân vẫn còn có chút do dự, nhưng tại bên cạnh mấy cái phụ nữ thuyết phục phía dưới, gào khóc lên. Từ lân hướng vương phong bọn hắn làm thủ thế, sau đó hai người tiến lên, đem Trương Khánh mang vào trong sở công an. Ngay tại hắn đem người mang vào thời điểm, Hồ Hữu Tiên cũng mang theo hai cái anh em họ, còn có mình nữ nhi cùng một chỗ đi vào đồn công an. Khi bọn hắn nhìn thấy bị còng nghiêm thông cùng lưu hâm thư sau đó, mấy người đỏ ngầu cả mắt, hận không thể xông đi lên lăng trì nghiêm thông cái kia hung thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có động thủ, bởi vì từ lân tại nơi này chấn nhiếp huống hồ bọn hắn thấy được nghiêm thông cùng lưu hâm thư hai người đều bị còng lên liền tin tưởng từ lân vì bọn họ làm chủ thuyết pháp tích ô tích ô tích cô đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên còi cảnh sát âm thanh hai chiếc xe cảnh sát chính nhanh chống tới gần mạo nhi trấn đồn công an nhìn thấy đồn công an trước cửa nhiều người như vậy ngồi tại chiếc xe thứ hai bên trong ngải trị quốc sắc mặt lập tức đại biến quần thể sự kiện Hắn đôi tay cũng nhịn không được run một cái, loại chuyện này nếu như xử lý không tốt nói, rất dễ dàng sẽ ủ thành đại họa, ngay cả mình vị trí đều có thể ngồi không yên. Rất nhanh xe tại đồn công an trước cửa dừng lại. Ngải Trị Quốc không đợi bí thư mở cửa, trực tiếp liền mình mở cửa đi xuống, liếc nhìn đám người về sau, lập tức hướng phía đồn công an sân đi vào trong đi. Không có mấy bước, hắn liền đi tới trong sân. Ánh mắt trong đám người liếc nhìn một vòng, phát hiện đứng tại giữa sân Từ Lân hắn lúc này bước đi lên trước, tại hơn 2 mét thời điểm liền đưa ra đôi tay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, từ lân cũng cười đưa tay. Ngãi bộ trưởng, muốn gặp ngài một mặt thật là không dễ dàng. Từ lân mở miệng nói ra. Ngãi trị quốc khẽ nhíu mày, lời này cũng có chút treo chọc. Hắn đã thả xuống hội nghị chạy tới, từ lân gia hỏa này thế mà còn muốn treo chọc, hắn muốn thế nào? Mình dù sao cũng là cấp một giám đốc cảnh sát, cảnh hàm cao hơn hắn cấp 1. Tuy nói hắn cũng là chính sẵn, nhưng mình không phải là không. Từ tổ trưởng, ta đây là chỗ nào đắc tội ngươi? Ngải trị quốc cười hỏi, ngữ khí lại là có chút cứng nhắc, mặc cho ai bị như vậy treo chọc cũng biết không thoải mái. Ngươi từ lân đích xác là ngu bức, trực thuộc bộ bên trong, nhưng ta cái bộ trưởng này cũng không nhỏ có được hay không? Ngươi không khách khí, vậy ta dựa vào cái gì khách khí với ngươi? từ lân cũng nghe ra ngải trị quốc trong lời nói ý tứ bất quá lúc này hắn vẫn như cũ không nể mặt mũi nói ra ngải bộ trưởng ngài là người bận rộn không đến vậy là hẳn phải cũng là ta quá gấp sớm biết ngài đang học nên trước tiên đem chuyện này để ở một bên cũng được chuyện này ta cũng liền mặc kệ chờ quay đầu thời điểm báo cáo bộ bên trong đến lúc đó nhìn hạ bộ bọn hắn xử lý như thế nào a à. từ lân nói xong nhìn về phía hồ hữu tiên hắn từ trong túi lấy ra một tấm lời ghi chép giấy sau đó ở phía trên viết một cái mã số giao cho hắn hồ tiên sinh đây là ta công tác hào ngươi tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta nếu như bọn hắn xử lý bất công ta đem bọn hắn toàn bộ đều cho lôi xuống ngựa tin tưởng ta ta nói được thì làm được hắn trịnh trọng đối với hồ hữu tiên nói ra cái này hồ hữu tiên danh tự là màu lục tội ác trị chỉ có 3 năm. Một cái làm cho cả thôn thôn dân tin phục người, có dạng người này nghiên cứu mị lực, nếu để cho hắn buồn lòng nói, như vậy sợ rằng sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Từ lân không hy vọng đem người thành thật ép, càng không hy vọng để bọn hắn đối với đại hạ cảnh sát mất đi tín nhiệm. Tạ ơn. Hồ Hữu Tiên nghe được hắn nói, đem lời ghi chép giấy trân trọng vô cùng thu vào trong túi, sau đó đối với từ lân cuối người chào thật sâu. Từ lân đưa tay đỡ lấy hắn vừa cười vừa nói không cần khách khí như thế hồ thôn trưởng đây là chúng ta chức trách có ít người quên bọn hắn chức trách vậy ta liền đến nhắc nhở một chút bọn hắn tạ ơn cảnh sát đồng chí mặt khác hai nam nhân cũng mở miệng nói ra còn có hồ hữu tiên nữ nhi cũng đối với từ lân cúi đầu từ lân khoác tay áo nói ra đi mấy vị không cần khách khí như thế ta bên này còn có chuyện liền đi trước các ngươi yên tâm, ai cũng không thể để cho các ngươi thụ ủy khuất, ta quay đầu sẽ chú ý các ngươi. Nói xong, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn ngải trị quốc, quay người liền mang theo vương phong mấy người rời đi. Hồ hữu tiên bọn hắn đi vào bên ngoài, để thôn dân toàn bộ đều tản ra sau đó đưa mắt nhìn từ lân bọn hắn rời đi. Đợi đến nhìn không thấy xe cái bóng về sau, hồ hữu tiên một lần nữa trở lại sân. Mà lúc này giờ phút này, sắc mặt khó coi ngải trị quốc đang tại hỏi đến có chút cuộc xúc bất an phó đào. Ngươi là An Hô Thị trinh sát người. Nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngải trị quốc ngữ khí lạnh lùng hỏi. Phó đào nghe vậy, lúc này mở miệng, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng đi qua đều nói một lần. Theo hắn tự thuật, ngải trị quốc sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời cũng càng ngày càng hối hận. Hắn biết mình chỉ sợ muốn bị trách cứ, bởi vì cái này sự tình đích xác là hắn giám thị bất lực đồng thời ở trong lòng hắn đã tại cảm kích từ lân nếu như không phải hắn quả quyết đứng ra đem tình thế khống chế nói như vậy chỉ sợ hắn sau ngày hôm nay liền phải xuống đài cho đến lúc đó liền tính tại chỗ bắn chết nghiêm thông cái đám chuột này cứ cũng vô ích hỗn trướng quả thực là hỗn trướng đợi đến phó đào nói xong ngải trị quốc nổi trận lôi đình chỉ vào nghiêm thông cùng lưu hâm thư hai cái chửi ầm lên đem bọn hắn huy hiệu cảnh sát cùng cảnh hàm đều cho ta hái, lập tức hái. Hắn gầm lên giận dữ dưới, phó đào không nói hai lời, trực tiếp đem hai người huy hiệu cảnh sát cùng cảnh hàm đều hái. Ngải trị quốc nhưng là cầm điện thoại di động lên, muốn bấm từ lân điện thoại, nhưng trầm mặt một lát sau, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này gọi điện thoại tới, không chỉ không được cái gì tốt tác dụng, có lẽ còn sẽ để từ lân cho là hắn đó là sau đó ra các lượng, một cái mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường. Thế là hắn chịu đựng gọi điện thoại xúc động, nhìn về phía khổ chủ hồ hữu tiên, nói. Hồ thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Vụ án này, chúng ta sẽ trực tiếp cầm tới An Hô Thị Pháp Viện tiến hành xét xử công khai, đến lúc đó ngươi nhất định phải trình diện. Hồ hữu tiên nghe được xét xử công khai hai chữ, trong lòng lập tức kích động, hắn dùng sức cực đầu, nói. ngải bộ trưởng, tạ ơn. Cho tới nay, dân chúng đều nói dân không đấu với quan hiện tại hồ hữu tiên rất may mắn mình kiên trì được đồng thời cuối cùng có thể cho mình nhi tử giải oan đối với mạo nhi trấn sự tình từ lân trực tiếp gọi điện thoại cho hạ bộ đem sự tình trước sau đi qua nói một lần đồng thời đưa ra mình ý kiến lãnh đạo ta cảm thấy chúng ta cơ sở những này cảnh sát nhân dân phải lần nữa huấn luyện một cái cứ thế mãi đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới càng lớn phiền phức một khi bạo lôi rất có thể sẽ để bách tính mất đi đối với chúng ta tín nhiệm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hạ Trường Chinh tại đầu bên kia điện thoại trầm mặt rất lâu, nói ra. Ngươi nói đúng, chuyện này ta chuẩn bị đem nó lập thành một cái điển hình vụ án, để tất cả cơ sở cảnh sát nhân dân coi đây là cảnh cáo. Hai người hàng huyên một hồi, từ lân chuẩn bị tắt điện thoại, nhưng lại tại lúc này, Hạ Trường Chinh hỏi. Chờ một chút, trước chớ cút. Tiểu tử ngươi lần này đi giang bắt tỉnh đi làm cái gì? Từ lân nghe vậy, lúc này hồi đáp. Đi bắt cái tội phạm truy nã, lãnh đạo, ngài đợi ngày mai liền biết. Lại bắt tội phạm truy nã đi. Hạ trường chinh nhịn không được lộ ra một ti kinh ngạc thần sắc. Bất quá ngẫm lại từ lân năng lực, cũng liền bình thường trở lại. Trên cái thế giới này, còn có cái gì bản án là hắn không phá được sao? Đừng nói là hắn, toàn bộ đặc án tổ mấy cái khác đại phân chia tổ, đều cho hắn cái này đến cái khác kinh hỷ tám cái đại khu, mấy tháng nay phá được án chưa giải quyết khoảng chừng mấy chục cái, cơ hồ mỗi một tháng đều sẽ có thu hoạch, để rất nhiều được qua người bị hại đạt được mở rộng chính nghĩa. Cũng làm cho rất nhiều ung dung ngoài vòng pháp luật hung thủ, cuối cùng nhận lấy pháp luật thẩm phán. Từ lân nghe được lãnh đạo vấn đề, cười hì hì rồi lại cười, nói. Lãnh đạo, ta chuẩn bị đem tất cả tội phạm truy nã đều qua một lần, nhất là A thông nhân viên, bất kể như thế nào, những này người ung dung ngoài vòng pháp luật đó là đối với xã hội ổn định cùng dân chúng an toàn một cái uy hiếp tiềm ẩn, cho nên nhất định phải đem bọn hắn cho diệt trừ. Cho nên ta tiếp xuống trong khoảng thời gian này, dự định từ những này tội phạm truy nã tới tay, đến lúc đó hy vọng lãnh đạo cho ta một chút quyền hạn, chủ yếu là an ninh cục bên kia cơ sở dữ liệu, ta cần chọn đọc tài liệu một cái. Nghe được hắn nói, Hạ Trường Chinh Phi thường tán đồng nói ra. Người nói đúng, là được thật tốt dọn dẹp một chút ngươi yên tâm, lão đoàn bên kia ta đi nói, đến lúc đó để hắn cho ngươi mở ủy quyền hạn, ngươi cứ việc đi thăm dò, tranh thủ đem trên bản danh sách những cái kia người đều bắt về cho ta. Ân. Bỗng nhiên, Hạ Trường Chinh ngẩn người, hỏi. Chờ một chút, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đã bắt một cái A. À? Từ lân cười hắc hắc nói. Lãnh đạo, không phải một cái, mà là hai cái. Một cái tên là Vương Kim Hà, một cái tên là Trương Khánh. Vương Kim Hà Hạ Trường Chinh một tiếng kinh hô Trương Khánh hắn không biết nhưng Vương Kim Hà hắn là lại quá là rõ ràng. Hàng năm bọn hắn đều sẽ phái ra một số người đi tìm gia hỏa này tung tích, nhưng cho tới nay đều không có thu hoạch gì, không nghĩ tới từ lân thế mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ. Cúp điện thoại đồng thời, xe đã tiến vào hải nguyên tỉnh khu vực. Đại khái lại tốn 2 giờ rưỡi, khi bọn hắn năm người đói bụng đến ục ục gọi thời điểm, cuối cùng trở lại Giang Vân Cục Thành Phố. Tiến vào Cục Thành Phố thời điểm, sắc trời đã nhanh đen. Đi vào lầu nhỏ, đem Vương Kim Hà còn có Trương Thánh hai cái nhốt vào tạm giữ thất về sau, bọn hắn liền vội vã chạy hướng Cục Thành Phố nhà ăn, tốc độ kia nhanh ép một cái. Từ lân bọn hắn liền cơm trưa đều không có ăn, hiện tại đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Từ trên xe bước xuống về sau, bọn hắn vội vội vàng vàng xong về cục thành phố nhà ăn. Lúc này chính là cơm tối thời gian, bình thường đi làm người đã tan tầm, nhưng là trực ban hoặc là tăng ca nhân viên đều đang tại trong phòng ăn mua cơm, trong đó bao quá Trịnh Quốc Tân cùng Hoàng Vĩ Hàm hai cái này chính phó cục trưởng đều còn tại. Khi bọn hắn nhìn thấy vội vã từ bên ngoài xông tới năm người sau đó, đám người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây ba bốn ngày thời gian, bọn hắn ăn uống đều trên xe, chính yếu nhất là trên xe có Vương Kim Hà cái này a cấp tội phạm truy nã, bọn hắn nhất định phải canh gác cút cái này nguy hiểm gia hỏa. Hiện tại đem người nhốt vào tạm giữ thất, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn từng cái trên mặt đều là râu ri sồn xoàm, với lại thần sắc đều rất mệt mỏi, thấy đám người cũng nhịn không được hoài nghi, bọn hắn có phải hay không nằm vùng một tuần lễ, bằng không sẽ không như vậy không sửa độ dài. Trịnh Quốc Tân cùng Hoàng Vĩ Hàm hai cái mang theo một mặt hiếu kỳ đi tới mua cơm cửa sổ, liền thấy từ lân bọn hắn một người đánh một cái bồn lớn món ăn, còn có cơm màn thầu chờ một chút, tìm cái cái bàn an vị xuống tới ăn như hổ đói. Trong lúc đó Từ Lân cũng không phải không nhìn thấy bọn hắn hai cái, nhưng ngay cả chào hỏi đều không có đánh, trực tiếp liền tìm địa phương ngồi xuống đi ăn cơm. Trịnh Quốc Tân, ê. Hoàng Vĩ Hàm, y. Đám gia hỏa này, là quỷ chết đói đầu thai sao? Hai người liếc nhau một cái sau đó, trên mặt nghi ngờ đi tới. Trịnh Quốc Tân mở miệng hỏi. "Từ Lân, các ngươi đây là cái gì tình huống?" Hạ phó phòng không phải nói các ngươi đi bắt Vương Kim Hà đi sao? Thế nào, bắt được người không? Từ lân không để ý hắn, tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Bọn hắn thật sự là đói gấp, buổi sáng liền ăn hai cái bánh bao, giữa trưa không ăn, hơn nữa còn gặp phải mạo nhi trấn cái kia một gốc rạ sự tình, hiện tại một khắc càng không ngừng gấp trở về, lại không bổ sung điểm đồ ăn, liền muốn hạ đường huyết té xỉu. Hồ ăn biển lấp một hồi, trong bụng cuối cùng là không có trước đó như vậy rỗng. Từ lân ngẩng đầu, vừa ăn cơm vừa nói vương kim hà bắt được ân còn bắt một cái trương khánh hai cái a thông đang tại chúng ta tạm giữ thất bên trong giam giữ lời này vừa ra trịnh quốc tân cùng hoàng vĩ hàm sắc mặt lập tức kinh hãi trước trước sau sau chỉ có bốn ngày thời gian mà thôi bắt được hai cái a thông thật giả bất quá người khác nói có lẽ hẳn là hoài nghi một cái tính chân thực đối với từ lân nói ra nói bọn hắn đầu tiên hoài nghi nhưng lập tức trong lòng lại chắc chắn lên không được ta phải đi xem một chút trịnh quốc tân nói đến liền đứng lên đến hướng ra phía ngoài chạy tới để ở một bên đồ ăn đều quên ăn hoàng vĩ hàm tiểu lý nhìn ta cùng trịnh cục đồ ăn chờ chúng ta trở về ăn vâng khi tiểu lý nói là thời điểm hoàng vĩ hàm đã không thấy bóng dáng đợi đến hai người sau khi rời đi từ lân tiếp tục vùi đầu cơm khô bất tri bất giác một cái bồn lớn cơm thấy đấy hắn lại đứng dậy đi vào mua cơm cửa sổ lại lấy một chậu đồ ăn trở lại mình trên chỗ ngồi tiếp tục ăn lên ăn ăn hắn đã cảm thấy trước mặt mình tự hồ có đồ vật gì chặn lại ánh mắt ngẩng đầu xem xét rõ ràng là hạ duy hải ách lão hạ ngươi làm sao còn chưa đi từ lân miệng bên trong ngậm lấy đồ ăn lầm bầm một tiếng hỏi không biết lớn nhỏ hạ duy hải trừng mắt liếc hắn một cái tiểu tử này đối với mình xưng hô cho tới nay đó là nhìn tâm tình hoặc là liền gọi hắn lão hạ hoặc là liền gọi hắn hạ phó phòng hoặc là đó là lão lãnh đạo hắn cũng không có chân chính quan tâm qua cái này từ lân tiếp tục cúi đầu nói ra ngươi chờ một chút ta đem đây nồi cơm trước ăn lại nói hạ duy hải y tiểu tử này quỷ chết đói đầu thai a hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu lý nhịn không được hỏi Tiểu Lý, các ngươi trịnh cục cùng hoàng cục đâu? Tiểu Lý, đi đặt án cổ tạm giữ thất, từ tổ trưởng nói bắt lấy Vương Kim Hà. Ngoà Tào, Hạ Duy Hải lúc đầu muốn tại từ lân bên cạnh ngồi xuống, nghe nói như thế trực tiếp quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới, cùng trước đó trịnh quốc tân cùng hoàng vĩ hà một cái tính tình. Ước chừng qua hơn 10 phút bộ dáng, ba cái đại lão đồng thời trở về. Bọn hắn nhìn về phía từ lân ánh mắt mang theo kích động, còn có một tia cảm kích. Vương Kim Hà bản án, đã treo tại bọn hắn trên đầu rất lâu, cảnh đội đồng chí hy sinh, để mỗi một người bọn hắn trong đầu đều treo một khối đá, triểu nặng. Hiện tại, tảng đá kia rốt cục rơi xuống đất. Hạ Duy Hải tại từ lân trước mặt ngồi xuống, nói ra. Từ lân đồng chí, ta đại biểu ba cái kia hy sinh đồng chí, cảm ơn ngươi. Từ lân. Vô nghĩa, bọn hắn cũng là ta huynh đệ, cảm ơn cái gì tạ lão hạ lời này của ngươi không đúng ha ha hạ duy hải cười ha ha một tiếng nói ra ngươi nói đúng ta không nói cảm tạ quay đầu chúng ta cùng đi nghĩa trang nhìn xem mấy cái kia huynh đệ cái này không có tâm bệnh từ lân nhìn hạ duy hải hơi có chút đỏ lên hốc mắt khẽ gật đầu trịnh quốc tân hạ phó phòng chúng ta cũng cùng đi đúng chúng ta cùng đi. Hoàng Vĩ Hàm cũng tại bên cạnh nói ra. Đem trong mâm đồ ăn sau khi ăn xong, từ lân rốt cục đánh một cái ở một cái, sau đó để đổ xuống, ngẩng đầu hỏi. Hải Lý Thị cái kia liên hoàng án giết người thế nào? Nghe được hắn nói, Hạ Duy Hải cười cười, nói. Ngươi khoan hãy nói, cái kia trương triều đích xác có có chút tài năng. Hải Lý Thị trinh sát người xem nhẹ manh mối, toàn bộ đều bị hắn tìm cho ra hiện tại kẻ tình nghi đã khóa chặt chúng ta đang tiến hành vây bắt vậy là tốt rồi từ lân nhẹ gật đầu nói tiếp lão hà về sau cùng loại với loại án này ngươi có thể tìm vương phong cùng trương triều để bọn hắn trước luyện tay một chút thực sự không được nói lại tới tìm ta ta tiếp xuống một đoạn thời gian đoán chừng đều có chút bận rộn trở về trên đường ta đã cùng hạ bộ xin phép qua tương lai trong một đoạn thời gian ta sẽ đối với bản truy nã bên trên người tiến hành trọng điểm lùng bắt. Bất kể nói thế nào, A thông trên bản danh sách những này người, nhất định phải bắt lấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hạ Duy Hải. Đi, ta hiểu được. Từ trong phòng ăn ra sau đó, từ lân liền cùng Hạ Duy Hải bọn hắn đối với Vương Kim Hà tiến hành thẩm vấn. Gia hỏa này miệng rất cứng, nhưng tại từ lân trước mặt, miệng quả thực là vô dụng, dù là tâm là tảng đá làm, hắn cũng có thể dùng đủ loại kỹ năng đập ra. Đợi đến thẩm vấn xong Vương Kim Hà, hắn lại thẩm vấn Trương Khánh. Bận rộn đến rạng sáng một điểm, cuối cùng đem tất cả công tác đều kết thúc. Sau đó hắn đem tất cả thẩm vấn ghi chép chỉnh lý thành tư liệu hướng lên phía trên tiến hành đưa ra.